Đa Luân Tư trầm giọng nói ra, ngài nói, giáo thần phải chăng đáng chết? Clarissa không khỏi hơi hơi kỳ quái, nói, người vấn đề này hỏi rất kỳ quái, tại sao muốn hỏi như vậy? Đa Luân Tư nói ra, hưng chi sở trí, không có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Chỉ là vãn bối trong lòng có quá nhiều mê mang cùng nghi hoặc. Vãn bối thậm chí không biết tiếp xuống ứng làm như thế nào đi mới đúng. Clarissa nói ra, ta cũng không biết ngươi đến tao ngộ cái gì, nhưng ta đoán chừng ta cũng không có quá nhiều thời gian nghe ngươi nói chuyện. Giáo thần Lena Hoya là ta đại cửu nhân, đứng tại ta góc độ, nàng tự nhiên đáng chết. Nhưng ta vô pháp trả lời ngươi vấn đề, bởi vì ta không biết đứng tại ngươi góc độ bên trên, nàng phải chăng đáng chết. Đa Luân Tư nói ra, đứng tại thiên hạ người góc độ bên trên đâu. Clarissa nói ra, người trong thiên hạ góc độ, thần giáo sáng lập, cũng không có cho người trong thiên hạ mang đến khó khăn, ngược lại là mang đến tín ngưỡng, ổn định. Đối khắp thiên hạ người mà nói, giáo thần là có công. Đa Luân Tư không khỏi ngơ ngẩn. Clarissa theo rồi nói ra, thực ngươi không nên có những phiền não này. Trước kia ta cũng có thật nhiều phiền não, khám không thấu phiền não. Nhưng hôm nay, ta đi đến một bước này, ngược lại cảm thấy lấy trước phiền não rất là buồn cười. Chúng ta sinh linh tại thiên địa trước mặt thật sự là quá nhỏ bé đến liền hạt bụi cũng không bằng. Sở hữu phiền não, tại thiên đạo trước mặt, đều giống như một chuyện cười. Clarissa lời nói khiến người ta nghe có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Đa Luân Tư cũng không thể rất dễ lý giải, bởi vì hắn vô pháp trải nghiệm Clarissa giờ này khắc này tâm cảnh. Clarissa cũng thì không nói thêm lời, nàng nói, ta cần mau mau đến xem nữ nhi của ta. Nàng nói xong, thân hình liền bắt đầu phiêu tán. La Quân cùng Đa Luân Tư phát hội ngốc, trong lòng hai người tuôn ra không khỏi thương cảm. Bọn họ biết, đây là một lần cuối cùng nhìn thấy Clarissa, không lâu sau đó, nàng hội hoàn toàn tiêu tán tại giữa trần thế. Cường đại long thần, như vậy vẫn lạc. La Quân trong lòng suy nghĩ muôn vàn, hắn đang suy nghĩ một cái rất lợi hại nghiêm túc vấn đề. Cái kia chính là, nhân loại luôn cho là mình là chúa tể, là không tầm thường tồn tại. Có thể là bất kể là long thần vẫn là những đại thần thông giả đó, bọn họ tại khí số cường thịnh lúc, có thể chúa tể hết thảy. Nhưng khí số một chỉ, lại đều ngăn cản không nổi này thiên đạo an bài mệnh số. Chính mình nỗ lực rất nhiều, nhưng sau cùng, nếu là mệnh số tẫn lúc, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết a. Cái này để người ta không khỏi cảm thấy có chút đổi phế, nhưng La Quân cũng biết, chính mình căn bản là bất lực qua kháng cự. Dù cho biết phía trước là cái gì, nhưng hắn cũng biết, chính mình ở trên con đường này chỉ cần thoáng không nỗ lực, vậy liền gặp phải hậu quả đáng sợ. La Quân hít sâu một hơi, hắn không có quá nhiều đắm chìm ở trong bi thương. Trên tay hắn còn có Long Thần Long Tinh, hắn cùng Đa Luân Tư phải chăng có thể sống được, hết thảy thì đều dựa vào cái này Long Tinh. La Quân dưới mắt tuy nhiên trong đầu đã có Long tộc ma pháp, nhưng ma pháp muốn tu luyện thành công, đồng thời có thành tựu, đó cũng không phải là nhất thời bán hội sự tình. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng. Ngay sau đó, La Quân há to mồm, đem Long Tinh để vào trong miệng. Long Tinh vốn là cứng rắn vô cùng, nhưng đến La Quân trong miệng liền bắt đầu mềm mại đứng lên. Tựa như là hàn băng tan rã, chỉ một lúc sau, cả viên Long Tinh hóa thành kéo dài không dứt huyết dịch tiến vào La Quân trong thân thể. Cái này là tuyệt đối Long huyết, tinh khiết nhất, cường đại nhất Long huyết. La Quân cảm giác được Long huyết chảy vào thân thể thời điểm, cái kia một loại nóng rực trình độ là không thể tưởng tượng. La Quân cảm giác toàn bộ thân thể huyết dịch tựa hồ trong nháy mắt liền bị hòa tan, nhóm lửa. Hắn cảm giác được trong thân thể huyết dịch phiên giang đảo hải. Long huyết cùng La Quân tự thân huyết dịch lộ ra không hợp nhau, cả hai phân biệt rõ ràng. Nhưng là rất nhanh, La Quân thì cảm nhận được Long huyết bá đạo chỗ. Long huyết tại đem La Quân huyết dịch đồng hóa. La Quân huyết dịch là trong thiên hạ thần kỳ nhất máu, chính là Vân Lôi Nhi huyết mạch. Huyết dịch này bản thân là có thể đem bất luận cái gì máu tươi đồng hóa, đồng thời hóa thành chiến đấu lực. La Quân thầm nghĩ, Long huyết này quả nhiên là cường đại huyết mạch. Bất quá! Như Long huyết này đem ta máu trong cơ thể đồng hóa, vậy ta chẳng phải là mất đi hóa huyết dịch vì chiến đấu lực năng lực. La Quân nghĩ đến cái này một tiết, không khỏi cái trán toát ra mồ hôi lạnh tới. Bất quá hiển nhiên, La Quân cái lo lắng này là lo ngại. Giờ phút này, trong thân thể của hắn Long huyết tuy nhiên cực lực muốn đồng hóa La Quân huyết mạch, nhưng thủy chung cũng không thành công. Ngược lại là cả hai bắt đầu hòa tan đứng lên. La Quân cảm thấy vô cùng khó chịu. Thể nội hai cỗ huyết mạch giống như là đang đánh nhau một dạng.
huyết dịch cuồn cuộn, toàn thân hắn trong nháy mắt đỏ bừng, đồng thời có lao nhanh quá thừa huyết dịch từ hắn ra thịt trong lỗ chân lông tràn ra tới. Đa Luân Từ một mực đang chú ý La Quân, hắn thấy thế không khỏi lo lắng hô, La Quân. La Quân khoát khoát tay, nói ra, Đa Luân Từ, ngươi yên tâm, ta không sao, đây là một cái cần phải trải qua quá trình. Đa Luân Từ nghe vậy liền hơi yên lòng một chút. Sau đó, La Quân trong lòng cũng minh bạch, long tinh thứ này mặc dù là rất tốt, nhưng là thứ này thật không phải mỗi người đều có thể tiêu thụ. Cái này long tinh cho bất luận cái gì cao thủ ăn, vậy cũng là bạo thể mà chết kết cục. Liền xem như chính mình, chỉ sợ cũng chỉ có thể tiếp nhận một cái long tinh, nếu là lại đến một cái, chính mình huyết mạch cũng là không chịu nổi. La Quân cắn răng chịu đựng, trong cơ thể hắn phồng lên vô cùng, huyết mạch dâng trào quá thịnh lúc, hắn đã cảm thấy có đau tử tại hắn trong huyết mạch cắt đến cắt đi, quả nhiên là đau nhức không thể cản a. Nhưng La Quân giờ phút này chỉ có thể tiếp nhận. Quanh người hắn đều là mồ hôi cùng máu tươi hỗn hợp. Dạng này ước chừng qua một giờ. Một giờ dày vò như cùng ở tại địa ngục hành tẩu. Thống khổ như vậy, không có mấy người có thể thừa nhận được. Thiên tướng rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt. La Quân có vận khí là không sai, nhưng hắn cái này cùng nhau đi tới, sinh tử gian nguy, khó khăn trùng điệp nhưng cũng là chưa bao giờ thiếu qua. Rốt cục, máu trong cơ thể hoàn toàn an tĩnh lại. La Quân có thể cảm nhận được máu trong cơ thể có chất biến hóa. Long huyết đoán tạo huyết mạch dung hợp long huyết. Cùng lúc đó, thể nội long huyết lại bắt đầu sinh ra biến hóa. Chúng nó từ La Quân trong huyết mạch thoát ly, chuyển hóa làm một cỗ đáng sợ khí thể. Cỗ này khí thể tại La Quân trong thân thể du hí đi. La Quân ổn định tâm thần, hắn biết đây mới là một bước cuối cùng, hóa long máu chiến thắng dưỡng, sau cùng hóa dinh dưỡng vì chiến đấu lực. Đây là huyết mạch đối long huyết phản đoán tạo. Cỗ này khí thể là trước đó chưa từng có cường thịnh, tựa như là hạn hán đã lâu đại địa nghênh đón một trận mưa to. La Quân thân thể bây giờ thụ nội thương nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ tàn phá không chịu nổi, nhưng cỗ này khí thể lập tức hóa thành vô số dinh dưỡng thoải mái tạng phủ. La Quân lập tức liền có loại thống khoái lâm ly cảm giác, đó là một loại tại sa mạc đợi 7 ngày, một mực không có nước trạng thái. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một dương rượu bia ướp lạnh. Cái kia rượu bia ướp lạnh vào cổ họng tư vị a. Quả thực cũng là thế gian vị ngon nhất mỹ vị. Là trong nhân thế lớn nhất sảng khoái hưởng thụ. La Quân ngũ tạng lục phủ cấp tốc hấp thu những này dinh dưỡng, sau đó bắt đầu phi tốc khôi phục, phục hồi như cũ. Đó là một loại có thể cảm giác được cốt nhục tại thể nội sinh trưởng cảm giác, có chút cùng loại với mọc lên như nấm hướng ra phía ngoài chui ra. Sau 20 phút, La Quân nội thương toàn bộ khỏi hẳn. Nhưng mà, La Quân thể nội cỗ này khí thể. Cỗ này dinh dưỡng còn vẫn là như hoàng hà chi thủy, lao nhanh không nghỉ. Không có chút nào muốn khô kiệt ý tứ. Thân thể đã không cần cỗ này dinh dưỡng khí thể, như vậy giờ phút này, dinh dưỡng khí thể liền tại La Quân thao túng dưới, hướng phía não vực xuất phát. Lần này, La Quân vòng ra 1000 mai tế bào não tới. Dinh dưỡng khí thể tiến vào não vực, rót vào tế bào não bên trong. Trong nháy mắt, tế bào não liền vui sướng hút thu lại, điên cuồng hấp thu. Thuế biến, sau đó sinh ra tinh thần lực lại hóa thành chiến đấu lực. 1000 mai tế bào não thế mà như kỳ tích bị cỗ này dinh dưỡng khí thể toàn bộ cho tiến hóa đến cực hạn. Mà lại, khiến cho La Quân kinh hỉ là, cỗ này dinh dưỡng khí thể y nguyên rất là tràn đầy, lao nhanh không nghỉ. La Quân chỉ lại phải vòng ra 1000 mai tế bào não tới. Tế bào não thật sự là quá nhiều, triệu tỷ tỷ, vô cùng vô tận, bên trong càng có não hạch. Đó là sinh ra tế bào não cội nguồn. Khi tất cả tế bào não cùng não hạch đều tiến hóa đến có thể sinh ra tinh thần lực, như vậy nhân thể đầu cũng là một cái cường đại từ trường. Cũng có thể so sánh là mạnh đại phát điện đứng. Lúc này, não vực liền có thể thông qua loại này cường đại pháp lực đến câu thông thiên địa, thế giới, thậm chí vô cùng mênh mông vũ trụ. Nhân lực có hạn, nhưng não vực, tư tưởng lại có thể qua đến vô hạn địa phương. Có vị khoa huyễn tác giả tại một lần giao lưu hội bên trên triển lãm một bộ đồ, đó là từ trên địa cầu bắn ra một cái máy dò xét tại cách địa cầu 64 ức cây số địa phương nhìn lại địa cầu, vỗ xuống một chương hình ảnh. Bức ảnh kia bên trong, dùng kính hiển vi quan sát, y nguyên có thể nhìn tới địa cầu. Nhưng địa cầu là cái gì? Địa cầu bất quá là hạo hãn vũ trụ bên trong, cái kia ánh sáng trong vòng một cái tiểu hôi điểm. Cái này tiểu hôi điểm so chúng ta dưới chân một hạt hạt cát còn muốn nhỏ gấp 10 lần. Đây chính là địa cầu tại trong vũ trụ địa vị.
mà người trên địa cầu, cũng là như thế một cái tiểu hôi chút địa vị, thậm chí ngay cả tiểu hôi điểm cũng không bằng. Động lòng người tư tưởng từ trường là cùng địa cầu đại từ trường cùng một nhịp thở. Mà địa cầu cùng trong vũ trụ từ trường cũng là cùng một nhịp thở, cứ việc nó là nhỏ bụi điểm, nhưng nó cũng là trong vũ trụ một viên. Cho nên, người não vực phát triển đến cực hạn, là có thể cùng vũ trụ vạn vật bắt được liên lạc, bao quát tứ duy không gian, tức thời ở giữa điểm tăng thêm không gian 3D. Là quần này 1000 mai tế bào lần nữa bị dinh dưỡng khí thể chỗ tịnh hóa, thuế biến. Sau 20 phút, này 1000 mai tế bào não trên cơ bản bị phát huy đến cực hạn. Mà lúc này, dinh dưỡng khí thể rốt cục toàn bộ bị tiêu hao hầu như không còn. Sau đó cũng là vô cùng vô tận chiến đấu lực hướng La Quân trong thân thể dũng mãnh lao tới. Những này chiến đấu lực không chỉ là cường đại La Quân thân thể, hơn nữa còn cường đại La Quân não vực. Để La Quân não vực không thể phá vỡ, để những cái kia bên ngoài tinh thần lực công kích, pháp lực công kích hoàn toàn bị cản ở bên ngoài. Đây là vì La Quân não vực chú tạo tường đồng vách sắt. Nhìn, La Quân trong chớp nhoáng này đã sớm 2000 tế bào não, đây là rất lợi hại không tầm thường, rất khủng bố một việc. Cái này 2000 mai tế bào não khai phát đến cực hạn, đối với tu luyện não vực cao thủ tới nói, có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên tới trường sinh cảnh 3 trọng cảnh giới. Mà La Quân chiến đấu lực cũng xác thực là có thể đem La Quân tăng lên tới trường sinh cảnh 3 trọng cảnh giới. Nhưng cứu thực tới nói, 2000 mai tế bào não khai phát đến cực hạn mặc dù là không tệ. Nhưng nếu như đổi tính một chút, tế bào não so sánh NDT, một người tế bào não NDT có thể tính là 1000 tỷ. Mà 2000 mai tế bào não bất quá là 2 triệu người dân tệ, trong lúc này muốn tiến hóa đường còn quá dài quá dài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại hiện thực thế giới bên trong, có 1000 ức đều tính toán đại phú ông. Người nào cả người cả của giàu có thể có được 1000 tỷ. Nghĩ cũng không dám nghĩ a. Lại nói lúc này, là quân tu vi theo chiến đấu lực cường hóa nhục thân, gân cốt, não vực, hắn tu vi cũng bắt đầu tăng vọt. Thần thông tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng, 9 tầng. Oanh! Đột phá 9 tầng, đến trường sinh cảnh nhất trọng. Cái này khiến La Quân có loại chơi đùa cảm giác, có được cực lớn một khoản tiền cùng điểm kinh nghiệm, sau đó điểm kích thăng cấp. Cái kia thăng cấp cấp số thì hướng lên trên mặt soạt 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 tăng tới chính mình cũng cảm thấy quá bất khả tư nghị. Trường sinh cảnh nhất trọng về sau, La Quân cảm giác chiến đấu lực vẫn là cường đại vô cùng, tiếp lấy liền đến đệ nhị trọng. Cái này nhất trọng chỗ tiêu hao chiến đấu lực thì phi thường khủng bố, đến đệ tam trọng lúc, chiến đấu lực rốt cục hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. La Quân tu vi dừng lại tại trường sinh cảnh tam trọng. La Quân trong lòng kích động khó bình, hắn bây giờ cũng coi là trường sinh cảnh tam trọng cao thủ. Nói cách khác giờ khắc này bắt đầu, hắn tu vi đã vượt qua thần vực mấy vị sư tôn, bao quát sư phụ Ninh Thiên Đô. Hắn tu vi cũng rốt cục siêu việt vị kia lấy trước thoạt nhìn xa không thể chạm thả Vĩnh Long. La Quân thở ra một hơi thật dài, hắn có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tiếp theo, La Quân trong lòng cừu hận hỏa diễm càng đốt càng thịnh, trước kia hắn là không dám đi nghĩ lại. Bởi vì hắn khoảng cách thả Vĩnh Long đều quá xa, kia liền càng đừng đề cập qua tìm Trần Diệc Hàn cùng Trần Thiên Nhai báo thù. Dưới mắt, hắn chí ít đã leo lên một cái cao điểm, cái kia chính là có thể so qua thả Vĩnh Long. Trong chớp nhoáng này, La Quân muốn rất nhiều. Thần vực bên trong không cho phép tự giết lẫn nhau, mình coi như là hận cực thả Vĩnh Long, nhưng cũng không dễ đi giết thả Vĩnh Long. Nhưng mình không thể quái thần vực loại này cơ chế, bởi vì nếu như không phải có loại này cơ chế ước thúc, hắn đã sớm chết tại thả Vĩnh Long cùng Trần Diệc Hàn thủ hạ. Một người, người không thể tại thụ pháp luật che chở thời điểm ưa thích pháp luật. Tại pháp luật ước thúc người thời điểm ngươi thì thống hận pháp luật, đó là một loại không kiện toàn tư tưởng. Cũng là không vội. Nếu ta có một ngày đến một loại nào đó độ cao, giống như Trần Thiên Nhai tu vi lúc, ta liền có thể không nhận thần vực quy định có hạn chế. La Quân âm thầm suy nghĩ. Đa Luân Tư một mực nhìn lấy La Quân, hắn ở một bên là lo lắng không thôi. Hắn nhìn lấy La Quân sắc mặt âm tình biến hóa, lúc này nhịn không được hỏi, La Quân, người cảm giác thế nào? La Quân một chút nhảy dựng lên, hắn nhoẻn miệng cười, nói ra, hiện tại ta cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Đa Luân Tư thở phào, hỏi, vậy ngươi có nắm chắc xử lý con khôi lỗi này nguyên thần sao? La Quân nói ra, đương nhiên là có. Hắn đón đến, nói, bất quá ta trước phải đưa ngươi an trí đến an toàn địa phương, sau đó lại đến ra tay. Đa Luân Tư gật gật đầu. Ngay sau đó,
La Quân liền đem Đa Luân Tư Bắc cõng lên, sau cùng trực tiếp đem đến ma long thân thể vị trí chỗ ở. Ở đâu tìm ẩn nấp vị trí cho Đa Luân Tư, nơi này để Đa Luân Tư có thể nhìn thấy La Quân cùng kiếm thần tinh chiến đấu. Đem Đa Luân Tư sắp xếp cẩn thận về sau, La Quân liền tới đến đóng băng kiếm thần tinh trước mặt. La Quân cũng không nhiều lời, hắn đột nhiên hai tay vây quanh ở kiếm thần tinh, bạo giống một tiếng, hướng lên trên nhổ một cái. Đây là nhổ lên liễu rủ a. Trong chớp nhoáng này, La Quân lực lượng đạt tới khủng bố 1.500.000 cân. Cái này lực lượng là nhân thể không thể tiếp nhận, nói cách khác, coi như thường nhân có 1.500.000 cân lực lượng, nhưng hắn một khi tránh thức thi triển đi ra, liền sẽ bạo thể mà chết. Như vậy cũng tốt so là một cái tiểu động cơ, coi như nó có 400 mã lực, nhưng một khi phát huy đến 400 mã lực về sau, lập tức liền là nổ tung a. Bất quá La Quân huyết mạch có chỗ khác biệt, chiến đấu lực đem hắn thân thể, gân cốt toàn bộ đoán tạo biến hóa. Liền giống với La Quân tôn này thân thể bề ngoài thoạt nhìn là BYD, nhưng là nội bộ cấu tạo cùng động cơ sớm biến thành Hammer động cơ. Cho nên, La Quân có thể trong nháy mắt bộc phát ra 1.500.000 cân lực lượng. Kiếm thần tinh hai chân chăm chú đóng ở trên mặt đất, La Quân vây quanh ở kiếm thần tinh, dùng lực hướng lên trên nhổ một cái. Đây là nhổ lên liễu rủ. Phanh phanh. Trong một chớp mắt, mặt đất bắt đầu rạn nứt, cuối cùng vẫn là bị La Quân bỗng nhiên một chút đem kiếm thần tinh rút lên tới. Kiếm thần tinh vẫn là thẳng tắp, giống như là điêu khắc. La Quân đem kiếm thần tinh dùng hai tay lại quét ngang ôm, tiếp lấy thì dùng đầu gối chặn ngang chém tới. Tựa như là đem một cây côn gỗ xếp thành hai nửa tư thế. Chỉ bất quá La Quân cái này một đầu gối đỉnh lực đạo vô cùng kinh người. Xoạt xoạt một tiếng. Kiếm thần tinh trên thân hàn băng từng khúc rạn nứt. Liền tại cái này một cái chớp mắt, kiếm thần tinh con mắt bỗng nhiên mở ra, hắn trói buộc đã bị La Quân phá vỡ. Đồng thời, kiếm thần tinh thiểm điện xuất thủ, hắn trực tiếp nhất trưởng bổ về phía La Quân ngực bụng. Kiếm thần tinh một trưởng này đến như thiểm điện nhanh chóng, đồng thời lực đạo hùng hồn. Như là trước kia La Quân, tuyệt đối phải chết tại một trưởng này dưới. Nhưng dưới mắt, La Quân tu vi đã trên diện rộng tăng trưởng, thậm chí đến trường sinh cảnh tam trọng. Cho nên, vô luận là hắn lực lượng vẫn là phản ứng còn có thân thể cứng cỏi đều đã là xưa đâu bằng nay. Kiếm thần tinh tốc độ vẫn là một dạng nhanh, nhưng ở La Quân trong mắt đã không có nhanh như vậy. La Quân hai tay chấn động, lập tức đem kiếm thần tinh đánh bay ra ngoài. Kiếm thần tinh người trên không trung, còn chưa rơi xuống. La Quân một bước 10 mét cấp tốc đi vào kiếm thần tinh trước mặt, sau đó trưởng đao tấn mãnh rơi cắt. Một trưởng này tuyệt đối là có thể khai sơn liệt thạch. Kiếm thần tinh còn đến không kịp có bất kỳ phản ứng nào liền bị La Quân nhất trưởng đánh trúng, tiếp lấy liền ngã trên mặt đất. La Quân lại đi theo một chân đạp mạnh hướng kiếm thần tinh đầu. Đối với kiếm thần tinh, La Quân không có chút nào lưu tình. Kiếm thần tinh tuy nhiên bị La Quân nhất trưởng đánh trúng, nhưng hắn lại một điểm thụ thương dấu hiệu đều không có. Hắn quay đầu đi, liền tránh đi La Quân một cước này. Tiếp lấy lại mạnh mẽ lăn, lại xoay người mà lên. La Quân lại một chân bước ra, tấn mãnh ở giữa nhất quyền bạo tại kiếm thần tinh trên cổ họng. Phanh một chút, kiếm thần tinh bạch 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 rời khỏi ba bước xa. Nhưng là, kiếm thần tinh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn lấy La Quân. La Quân hơi hơi thất sắc, hắn biết mình vừa rồi nhất trưởng nhất quyền, toàn bộ đều có thể để một người chết 10 lần. Nhưng cái này kiếm thần tinh lại là một chút sự tình đều không có. Chẳng lẽ thân thể của hắn thật đã giống như ma la, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Mà lại càng thụ thương càng hội tiến hóa. Nếu thật sự là như thế, hôm nay mình coi như là đến trường sinh cảnh tam trọng, cái kia cũng không có cách nào giết cái này kiếm thần tinh a. Lúc này, kiếm thần tinh mở miệng, vẫn là cái kia giáo thần êm tai thanh âm, nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, bản tôn cái này khôi lỗi nguyên thần đã là hoàn mỹ thể chất, ngươi càng để hắn thụ thương, hắn thì càng hội tiến hóa được nhanh. Đến lúc đó, ngươi chỉ có một con đường chết, ngươi cho rằng, ngươi hấp thu cái kia tiện nữ nhân long tinh liền có thể gối cao không lo. La Quân ánh mắt chìm xuống. Hắn cũng không nhiều lời, dưới mắt không có khác đường có thể đi. Lời nói không có gì để nói nhiều, vậy liền đánh đi. Hắn thiểm điện xông lên trước, lại nhất quyền bạo hướng kiếm thần tinh đầu lâu. Kiếm thần tinh hư lui một bước, cũng là nhất quyền tuôn ra. Hai người song quyền chạm nhau, kiếm thần tinh bị đẩy lui ba bước xa. La Quân dậm chân đuổi theo, lại xuất liên tục ba quyền. Ba quyền về sau, kiếm thần tinh lại lui 10 bước.
La Quân trong thân thể khí huyết tuôn ra, hắn không lo được những này, tiếp lấy lại thi triển Vân Long Tham Trảo. Tốc độ của hắn thật nhanh, chiêu thức xảo trá. Kiếm thần tinh dưới mắt căn bản chống đỡ không được La Quân tiến công, nhưng không thể làm gì là, kiếm thần tinh dù cho bị La Quân bắt bóp nát vị trí hiểm yếu, hắn cũng y nguyên một chút sự tình đều không có. Mà lại, kiếm thần tinh tại La Quân loại độ cao này đã kích xuống, hắn tế bào tiếp tục tại tiến hóa. La Quân cùng kiếm thần tinh đấu cùng một chỗ, hai người đánh tung mãnh liệt nổ giết nhau cùng một chỗ. Sau 20 phút, kiếm thần tinh tu vi đã tăng lên một bậc thang. La Quân lần nữa cùng hắn quyền đầu đối oanh, cư nhưng đã là lực lượng ngang nhau, hoàn toàn không thể đem hắn đánh lui. Còn như vậy đánh xuống, La Quân cảm thấy mình chỉ sợ sẽ đem con khôi lỗi này nguyên thần chế tạo đến không gì sánh được cấp độ. Cho đến lúc đó, chính mình liền không phải kiếm thần tinh đối thủ. Như vậy chính mình cùng Đa Luân Tư lại là một con đường chết. Lúc này, La Quân nếu như mình muốn chạy trốn, như vậy kiếm thần tinh là không có biện pháp nào. Nhưng La Quân nếu như đào tẩu, Đa Luân Tư đó là một con đường chết. Kiếm thần tinh tu vi đã cùng La Quân lực lượng ngang nhau, cho nên La Quân cũng không có khả năng mang theo Đa Luân Tư đào tẩu. Một khi cõng lên Đa Luân Tư, có gánh vác, La Quân sẽ chết càng nhanh. Làm sao bây giờ, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn dưới mắt lại đứng trước bước phát triển mới khốn cảnh, cái này khốn cảnh không giải trừ, hắn chỉ có một con đường chết. Không đúng, La Quân thầm nghĩ, con rối nguyên thần thân thể không có khả năng giống như ma la chính là bên trong thiên địa kỳ tài, ngàn năm mới có một cái. Hắn là có thể cùng giáo thần sánh ngang tồn tại, cái này giáo thần làm sao có thể chuyển tay thì chế tạo một cái đi ra. Mà lại, kiếm thần tinh chính là nhục thể phàm thai. Hắn tế bào không có khả năng vô hạn tiến hóa, nhất định có một cái cực hạn. La Quân tâm đạo, nếu như ta đem cực hạn này bước đi ra, đến lúc đó kiếm thần tinh liền sẽ tự bạo mà chết. Tựa như là thổi hơi bóng một dạng. Trên thực tế, ma la thân thể cũng có thể xem như một cái khí cầu. Một mực hướng bên trong thổi hơi, khí thì càng cường thịnh. Nhưng khí cầu là có cực hạn, một khi quá nhiều liền sẽ nổ tung. La Quân cho rằng, ma la tuy nhiên có cực hạn, nhưng người bình thường tiếp xúc không đụng tới. Có thể kiếm thần tinh cực hạn nhất định sẽ nhỏ rất nhiều. Đây là đường sống duy nhất, chính mình nhất định phải thử một lần. Ngay sau đó, La Quân trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn lần nữa bạo giống một tiếng, xông giết tới. Hắn đối kiếm thần tinh phát động tổng tiến công. Cổn lôi quyền ấn. Oanh! La Quân muốn rách cả mí mắt, hai mắt huyết hồng, hắn bộc phát ra hắn mạnh nhất quyền ý, tựa như là cam chịu một dạng. Nhất quyền, hai quyền, 100 quyền, 200 quyền. La Quân cấp tốc vô tình tiêu hao hắn thể lực, hắn tựa như không muốn sống người điên. Kiếm thần tinh tại La Quân loại đả kích này dưới, hắn tế bào không đứng ở tiến hóa, hắn lực lượng càng ngày càng mạnh. Một lần cuối cùng, La Quân trực tiếp bị kiếm thần tinh nhất quyền đánh bay ra ngoài. La Quân ngã trên mặt đất, đầu hắn bên trong sao vàng loạn vũ. Cái này liên tiếp bạo phát. Thật sự là quá hao phí tâm lực, mà lại La Quân giờ phút này cũng đã có loại tình trạng kiệt sức cảm giác. Quanh thân đều là đau nhức. La Quân không nói một lời, hắn cũng không có thụ nội thương. Hắn lúc này, thể nội lực lượng đang nhanh chóng khôi phục, đây chính là trường sinh cảnh cao thủ ảo diệu. Bất quá loại này khôi phục tốc độ là không thể theo kiếm thần tinh so sánh. Kiếm thần tinh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cái này ti tiện tạp chủng. Lúc đầu ngươi có 100 loại có thể đào tẩu lộ tuyến, nhưng ngươi lại lựa chọn theo bản tôn liều mạng, quả nhiên là kỳ ngu xuẩn vô cùng. Hiện tại, ngươi chịu chết đi. La Quân trầm mặc xuống dưới. Kiếm thần tinh trong mắt lóe lên sát ý, sau đó, hắn hướng La Quân đánh giết mà đến. Cái kia Đa Luân Tư một mực đang nhìn lấy, thấy thế không khỏi muốn rách cả mí mắt, trong mắt của hắn nhiệt lệ tuôn ra, bi thương khó bình. Hắn biết, hắn muốn vĩnh viễn mất đi La Quân người huynh đệ này. Bất quá, La Quân thật sẽ chết sao? Ngay tại kiếm thần tinh vồ giết tới một cái chớp mắt, La Quân đột nhiên tế ra một chương hỏa phù. Cái kia hỏa phù hướng phía kiếm thần tinh đánh tới, kiếm thần tinh như thế nào lại đem cái này không quan trọng hỏa phù để vào mắt, hắn vung tay lên, liền muốn đem hỏa diễm bổ ra. Phanh phanh phanh. Ngay vào lúc này, kiếm thần tinh đầu lâu nổ tung lên, huyết tương dâng trào. Tiếp theo là kiếm thần tinh thân thể của hắn cũng hoàn toàn nổ tung. Trong một chớp mắt, kiếm thần tinh thân thể không còn tồn tại. Hiện trường bên trong, các loại bộ phận bay tứ tung, thịt nát, huyết tương chờ chút. Tràng diện tàn nhẫn mà huyết tinh,
khiến người ta nhìn một chút đều muốn nôn mửa. Nhưng mặc kệ như thế nào, kiếm thần tinh đã trở thành vỡ nát. Con khôi lỗi này nguyên thần chính thức bị xử lý. Một màn này để Đa Luân Tư nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn tự nhiên là không hiểu, vì cái gì vô cùng cường đại kiếm thần tinh lại bị một chương hỏa phù cho xử lý. La Quân hít sâu một hơi, chính hắn đều cảm thấy nguy hiểm thật. Vừa rồi quả nhiên là được ăn cả ngã về không. Lúc này, thân thể của hắn cũng khôi phục một chút khí lực. Hắn đứng lên, mặc dù bây giờ thân thể lực lượng tiêu hao quá độ, nhưng là hắn tạm thời bước đi vẫn là không có vấn đề. La Quân đi vào Đa Luân Tư trước mặt. Hắn trước mắt nhìn Đa Luân Tư sau lưng Ma Long, hắn có thể cảm giác ra Ma Long đã không có hô hấp. Cái này Ma Long, đã viên tịch. Đa Luân Tư tự nhiên biết điểm này, hắn lại là hỏi trước La Quân, nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì tôn này con rối nguyên thần hội bị tiêu diệt rơi. La Quân nói ra, rất đơn giản đạo lý, kiếm thần tinh tự thân tế bào không đủ mạnh hoành, đã bị tiến hóa đến tối trung cực hạn. Tựa như là khí cầu bị no bạo một dạng, lúc này, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ sinh ra nổ tung. Mà hỏa phù vừa vặn thì thiêu đốt cánh tay hắn tế bào, cho nên gây nên phản ứng dây chuyền, toàn bộ nổ tung. Đa Luân Tư nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, ngươi làm sao lại biết điểm này? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, bởi vì. Hắn chỉ đầu mình, nói, trí tuệ. Đa Luân Tư cũng là cười một tiếng. Tuy nhiên La Quân biểu hiện rất dám thối, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận La Quân thật là rất lợi hại thông minh. Hắn sau đó lời nói xoay chuyển, nói, tại ngươi cùng kiếm thần tinh đọ sức thời điểm, Clarissa đã qua đời. Nàng nhắc nhở ngươi ta phải chiếu cố thật tốt Lam Ti. La Quân trong lòng hiện lên một tia thương cảm, hắn nói ra, đây là tự nhiên. Hắn đón đến, nói, ta trước đi xem một chút Lam Ti. Đa Luân Tư gật đầu. La Quân cũng không biết Lam Ti vị trí cụ thể, bất quá hắn ngưng thần cảm ứng, lập tức liền phát giác được yếu ớt sinh cơ. Thế là hắn tìm cái này sinh cơ quá khứ, sau cùng tại Ma Long phần đuôi tìm tới một quả trứng lớn. Thật đúng là trứng lớn, dù sao chí ít La Quân là chưa thấy qua lớn như vậy trứng. Viên này trứng có cao đến một thước, rộng nửa mét. Trứng nhan sắc là màu vàng, phía trên có thật nhiều điểm lấm tấm. Đây chính là trong truyền thuyết, Long Đản A. La Quân ôm lấy long đản, long trứng mặt trên còn có dịch nhơn. Cái này long đản có phần chìm, La Quân ôm còn có chút tốn sức, chủ yếu là hắn tức giận lực tiêu hao quá thịnh. La Quân ôm long đản đi vào Đa Luân Tư trước mặt, hắn có chút đau đầu, nói ra, Duẫn Nhi còn ở bên ngoài chờ lấy ta, ta cũng không có cách nào đem Lam Ti cùng ngươi cùng một chỗ dẫn đi. Đa Luân Tư nói ra, ta hiện tại thụ bị thương rất nặng, chưa có một tháng là được không? La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi cái tên này, lại trở thành ca ca vướng víu. Có sợ hay không ca ca đưa ngươi bỏ ở nơi này mặc kệ, để ngươi tự sanh tự diệt. Đa Luân Tư mỉm cười, nói ra, ta còn thực sự không có lo lắng qua. Đây là hắn đối La Quân tín nhiệm, cũng là đối giữa hai người tình nghĩa huynh đệ một loại yên tâm. Cũng là đối La Quân nhân cách yên tâm. La Quân tâm lý rất là quải niệm Duẫn Nhi, hắn biết Duẫn Nhi mặc dù không có đến tham dự chiến đấu. Nhưng là Duẫn Nhi khẳng định cũng rất lo lắng cho mình bên này tình huống. Chỉ có thể hận nơi này không có điện thoại di động, không thể thông báo. Xét thấy tự thân tình huống, La Quân quyết định trước ăn một chút gì, sau đó nghỉ ngơi một giờ. Về sau lại đi theo Duẫn Nhi tụ hợp, sau đó lại đến Ma Cung đến cùng một chỗ thương lượng, nhìn xem bước kế tiếp đường làm như thế nào đi. La Quân chữ vật giới chỉ đủ nhiều, thực vật cũng rất nhiều. Hắn uống một số sữa dê, lại đem lạnh đùi cừu nướng lấy ra gặm nửa cái. Như thế về sau, ngồi xếp bằng. Hắn sức khôi phục là cường đại, sau một tiếng, thân thể của hắn thì hoàn toàn khôi phục. Lại là long tinh hổ mãnh. La Quân liền cùng Đa Luân Tư nói ra, ta giúp ngươi nướng cái đùi dê, điểm nóng sữa dê, chính ngươi ăn, điều dưỡng lấy. Ta đi đón Duẫn Nhi tới. Đa Luân Tư gật đầu. La Quân đem Đa Luân Tư sắp xếp cẩn thận về sau. Liền chuẩn bị rời đi Ma Cung. Bất quá hắn lập tức liền gặp được mới nan đề, kia chính là Ta Thảo A. Cái kia Ma Cung cách phía trên đường chân trời có 30 mét A. La Quân lại không biết bay, làm sao đi lên A. Trước đó có thể dựa vào hai người hợp tác, nhưng bây giờ, Đa Luân Tư đều thành cái này điếu dạng, cái kia còn hợp tác cái giam A. La Quân lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng bỗng dưng nhảy đến cao 30 mét. Sức hút trái đất mặc kệ tại cái không gian kia đều là tồn tại. Trên tay hắn ngược lại là có dây thừng,
nhưng dây thừng cũng không có cách nào treo ở trống đi tới. La Quân cái này quả nhiên là vô kế khả thi. La Quân bỗng nhiên lại nghĩ đến một việc, cái kia chính là trước đó, kiếm thần tinh nhảy xuống về sau, tuy nhiên thân thể của hắn biến dị tiến hóa rất lợi hại. Nhưng là kiếm thần tinh có vẻ như một người cũng không có cách nào lên đây đi. Vậy mình và Đa Luân Tư nhảy đi xuống giết hắn làm gì? Đây không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Đó là cái rất kỳ quái vấn đề. La Quân cùng Đa Luân Tư lúc ấy thế mà não tử cùng một chỗ chập mạch, bọn họ bắt đầu bỏ lỡ giết kiếm thần tinh thời cơ tốt, sau đó tại kiến thức đến kiếm thần tinh lợi hại sau. Thế là hấp thu giáo huấn, lập tức một đường truy sát mà đến. Hoàn toàn thì không nghĩ tới kiếm thần tinh đã mất đi Mâu Tư trưởng lão, căn bản liền không thể rời đi ma cung vấn đề. Đây là một cái tư duy bên trên ngắn ngủi điểm mù. Tựa như người có đôi khi trong phòng tìm điện thoại di động, nửa ngày tìm không thấy, một lần cuối cùng thì tỉnh ngộ ra, mà mẹ nó, điện thoại di động chẳng phải đang trên tay nắm bắt sao. Nói trở lại, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. La Quân cùng Đa Luân Tư như không trở lại, như vậy La Quân cũng không có phen này kỳ ngộ. Phen này kỳ ngộ là đặt vững La Quân về sau cơ sở, cũng là cho La Quân có thể tái mất phương hướng đại lục sống sót tiền vốn. Lại nói lúc này, La Quân đối mặt cái này cao 30 mét độ khó khăn. Hắn thật cũng không khổ tư bao lâu, bởi vì hắn nghĩ đến Mâu Tư trưởng lão bọn họ tới nơi này, khẳng định liền nghĩ đến có nhiều chỗ là cần leo lên. Cái này dây thừng thì thật là tốt nói rõ, bên trong hẳn là có leo núi công cụ. Ngay sau đó, La Quân ngay tại trong chữ vật giới chỉ tìm leo núi công cụ. Bất quá tìm nửa ngày, La Quân vẫn là không có tìm tới đáng tin leo núi công cụ, ngược lại để hắn tìm tới hai cái lạnh lóng lánh dao găm. La Quân linh cơ nhất động, hắn tìm ra hai sợi dây, mỗi sợi dây đều cột lên dao găm. Hắn trói rất căng, về sau, La Quân đem dao găm nắm trong tay, hướng phía trên hàn băng tầng cao nhất nghiêng ném qua. Cái này ném một cái chính là 1.500.000 cân lực lượng, theo đạn pháo oanh bắn. Răng rắc một chút, dao găm hoàn toàn chìm ngập vào hàn băng bên trong. La Quân kéo một chút, rất căng, không có chút nào muốn chóc ra dấu hiệu. Sau đó, La Quân lại ném một ngụm dao găm đi lên. Hai cái dao găm, cứ như vậy thì bảo hiểm rất nhiều. Sau đó, La Quân thì vịn dây thừng leo đi lên. Nhanh đến tầng cao nhất ra miệng lúc, La Quân thân thể rung động, hướng lên trên nhảy lên, liền rời đi ma cung. Lúc này, ma cung phía trên vẫn là tuyết trắng mênh mang. Sắc trời đã sáng rõ, lúc này là 2 giờ chiều. Gió thật to. La Quân lúc này tâm tình vui vẻ, trong cơ thể hắn tràn ngập nói không nên lời lực lượng. Ngay sau đó thét dài một tiếng, nhanh như điện chớp chạy ra ngoài. Một đường hướng bắc. Tại sau 2 giờ, La Quân rất dễ dàng tìm đến một chỗ lều vải. Mà Duẫn Nhi ngay tại trong lều vải. La Quân vừa mới tới gần lều vải, Duẫn Nhi liền đi ra tới. Nàng là nghe được thanh âm, Duẫn Nhi khoác một kiện màu đen áo choàng, nàng sợi tóc có chút ẩm ướt, trên đầu còn có một số tuyết đọng. Duẫn Nhi bộ dáng nhìn mới 17-18 tuổi, nàng là còn trẻ như vậy, kiều nột, mỹ lệ. Nếu là đưa nàng đặt ở trong đại học, cái kia chỉ có thể coi là đại nhất non nớt mà mỹ lệ học muội. Đó là sẽ để cho vô số học trưởng cùng học đệ hồn khiên mộng nhiễu tồn tại. Liền xem như thả ở cấp 3, vậy cũng có thể trở thành những năm kia cùng một chỗ truy qua nữ hải y hệt. La Quân trông thấy Duẫn Nhi bình yên vô sự, hắn thở phào. Duẫn Nhi trông thấy La Quân, cũng là vui vẻ vô cùng. Nàng giống như là vui sướng con én nhỏ một dạng bước nhanh hướng La Quân chạy tới, sau cùng vùi đầu vào La Quân trong lồng ngực, bệ hạ, ta thật là sợ. La Quân ôm thật chặt ở Duẫn Nhi thân thể mềm mại. Duẫn Nhi tiếp tục nói, bệ hạ, ta thật là sợ ngươi cùng Đa Luân Tư đại ca không trở lại. Ta không muốn trốn ở chỗ này, ta cảm thấy mình quá mềm yếu. Nhưng là ta lại sợ ta qua, ngược lại sẽ thành cho các ngươi vướng víu. La Quân quá rõ Duẫn Nhi loại tâm tình này. Mặc dù là La Quân bọn họ ở tiền tuyến trải qua sinh tử gian nguy, nhưng Duẫn Nhi ở hậu phương tâm tình tuyệt đối cũng là nhận hết giày vò. Nhưng là lúc trước dưới tình huống đó, lấy Duẫn Nhi chiến đấu kinh nghiệm cùng tu vi tới nói, qua chỉ sẽ trở thành La Quân vướng víu. Nếu là Duẫn Nhi thụ thương, ngược lại sẽ để La Quân cùng Đa Luân Tư lâm vào chỗ chết. Đã đều vô sự, ngốc nhà đầu, ta đều hiểu. La Quân an ủi lấy. Duẫn Nhi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng lập tức từ La Quân trong ngực trống lên đến, sợ hãi hỏi, Đa Luân Tư đại ca đâu? La Quân nói ra, hắn thụ một số thương tổn, còn tại trong ma cung đợi.
Bất quá hắn không có nguy hiểm tính mạng, cái kia kiếm thần tinh cùng mâu tư con rối nguyên thần đều đã bị chúng ta giết. Mà lại, chúng ta còn gặp được Long Thần. Duẫn Nhi nhất thời kinh hỉ vạn phần, nói, thật sao? Long Thần là cái dạng gì? La Quân nói ra, chúng ta trước đem đồ vật thu, sau đó hồi ma cung qua. Đa Luân Tư còn đang chờ chúng ta vừa đi vừa nói. Duẫn Nhi gật đầu. Đem lều vải thu chi về sau, La Quân cũng khoác kiện áo choàng. Sau đó, La Quân cùng Duẫn Nhi tiến về ma cung. Trên đường đi, La Quân đem tại ma cung đủ loại nói. Nói đến mạo hiểm chỗ, Duẫn Nhi không khỏi nhẹ vỗ ngực. Sau cùng, La Quân vừa cười vừa nói, ta hiện tại cũng cảm thấy mình là đánh không chết Tiểu Cường. Duẫn Nhi mỉm cười, nói ra, bệ hạ, ngài là phúc lớn mạng lớn. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, có thể có người bồi tiếp ta, đó cũng là ta phúc khí. Điều này hiển nhiên là một câu tình thoại, Duẫn Nhi nghe về sau, nhất thời mặt đại đỏ hồng, nội tâm lại là ngọt ngào vô cùng. Nàng thực muốn nói, có thể đi theo bệ hạ cũng là Duẫn Nhi phúc khí. Bất quá nàng ra mặt mỏng, chung quy là nói không nên lời. Sau 2 giờ, La Quân cùng Duẫn Nhi trở lại trong ma cung. Tiếp theo, hai người trực tiếp đến Long trong thần điện. Cái kia Long trong thần điện, tràn ngập nói không nên lời hôi thối cùng mùi máu tươi. Tất cả đều là bởi vì kiếm thần tinh tàn phá thân thể bố trí. Thực tình cảnh như vậy cũng là khiến người ta thổn thức. Kiếm thần tinh còn sống thời điểm, tại thần giáo bên trong chính là đại chủ giáo, địa vị tôn vinh. Mà lại, hắn là thiếu niên thiên tài, càng là tướng mạo tuấn mỹ nam tử. Nhiều thiếu nữ tử đô ái mộ hắn. Có thể sau khi hắn chết, lại là như thế không chịu nổi, khiến người ta nhìn một chút đều cảm thấy buồn nôn. Người, đang tuổi lớn lúc, quyền lực tại lúc, tự nhiên phong quang. Người như chán nản không chịu nổi lúc, không bằng chó má. Đây là hiện thực tàn khốc. Có đôi khi ngẫm lại, nhất thời khẳng khái bi ca, sau đó vì nước hiến thân, vì người yêu hiến thân, lúc ấy cố nhiên khiến người ta cảm động, cố nhiên tâm tình thống khoái. Nhưng là 10 năm về sau, người yêu người đã tại khác dưới thân nam nhân uyển chuyển hầu hạ. Nàng chỉ là hội ngẫu nhiên nhớ tới ngươi, có lẽ sẽ còn thương cảm. Có lẽ, căn bản sẽ không nhớ tới ngươi. Dạng này, lại đáng giá không? Tựa như là cách mạng tiên liệt vì tổ quốc phồn vinh hòa bình đánh đổi mạng sống. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chúng ta trừ tại ngày kỷ niệm thời điểm nói lại, kỷ niệm, còn có khác sao? Thậm chí là hứa nhiều thế hệ trẻ tuổi, căn bản là đối bọn hắn nỗ lực chẳng thèm ngó tới. Như vậy giá trị lúc này, hỏi một tiếng, đáng giá không? Thực là không đáng, nhưng thế gian sự tình, không phải cái gì đều phải tới thăm có đáng giá hay không. Mà có nhiều vấn đề là không có đáp án, rất nhiều chuyện là không có minh xác đúng hay sai. Hết thảy phát sinh là ngẫu nhiên cũng là vận mệnh tất nhiên. Đa Luân Tư đại ca, Duẫn Nhi trông thấy Đa Luân Tư đang ngồi xếp bằng, âm thầm liệu thương. Nàng bước nhanh về phía trước, hô một tiếng. Đa Luân Tư mở mắt ra, hắn hướng Duẫn Nhi cười một tiếng, nói, Duẫn Nhi muội muội, ngươi tới rồi. Duẫn Nhi hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Đa Luân Tư nói ra, cảm giác đã tốt hơn nhiều, ngươi không cần lo lắng cho ta không có gì đáng ngại. Hắn đón đến, nói ra, chính là chỗ này quá thúi một số. La Quân cười ha ha một tiếng. Duẫn Nhi lập tức liền trông thấy bên cạnh to lớn long đản, nàng nói ra, đây chính là Lam Ti. Đa Luân Tư nói ra, đúng à. La Quân nói ra, được rồi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đi tìm sạch sẽ địa phương đợi. Đa Luân Tư gật gật đầu. Sau đó, La Quân liền cõng Đa Luân Tư, mà Duẫn Nhi làm theo ôm long đản. Mọi người thì cùng đi trước đó sở đãi Quy Tiên trong cung. Quy Tiên trong cung, lều vải còn chi được thật tốt. Mọi người sau khi đi vào, La Quân châm lửa phù. Bên trong đến nhiệt độ rất nhanh liền thăng lên. Sau đó, Duẫn Nhi liền bắt đầu nấu cơm. Viên kia long đản cũng bị hảo hảo an trí ở một bên, đối với long đản, mọi người cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi nàng ấp trứng đi ra. Cái này thực là một kiện khiến người ta cảm thấy rất kích động sự tình. Suy nghĩ một chút, mọi người là phải chứng kiến một con rồng sinh ra à. La Quân chỉ là đáng tiếc không có điện thoại di động, không thể vỗ xuống cái này thần kỳ một màn à. Những này không nói đến, La Quân đối Đa Luân Tư nói, ta tới nhìn ngươi một chút thương tổn. Vươn tay ra, Đa Luân Tư sắc mặt một mực là tái nhợt, hắn khẽ cười khổ, nói ra, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, may mà ta khôi phục năng lực rất mạnh.
Nhưng ngay cả như vậy, ít nhất cũng phải một tháng mới tốt. Tuyết này vực bên trong, cũng không có cái gì dược vật. La Quân nói ra, người cũng không cần bi quan như thế, ta biết Long tộc ma pháp bên trong là có trị liệu ma pháp. Nói chuyện lỗ hổng, hắn bắt lấy Đa Luân Tư tay, vì Đa Luân Tư bắt mạch đứng lên. Người như lúc ấy không ngăn cản kiếm thần tinh giết ta, cũng sẽ không thụ thương. La Quân đột nhiên nói ra. Đa Luân Tư cười khổ, nói ra, lúc ấy ta cũng không biết Long thần sẽ xuất hiện, mà lại, ta nghĩ đến dù sao hai chúng ta đều phải chết. Cho nên ta chết trước sau chết đều không khác nhau. Muốn là sớm biết có cái này một gốc dạ, ta thì mặc kệ ngươi chết sống. La Quân cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên biết Đa Luân Tư cũng chính là qua qua miệng nghiện. Hai người trên thực tế là cùng một loại người. Bọn họ đều muốn tình cảm huynh đệ nhìn rất nặng. Giữa hai người khác biệt duy nhất là, Đa Luân Tư là cái càng thêm lý tưởng hóa người, hắn tính cách càng thêm rõ ràng. Trong lòng hắn, là cùng không phải, đúng và sai là muốn rất lợi hại rõ ràng. Đa Luân Tư rõ ràng tại thần giáo có thể quyền cao chức trọng, có thụ tôn vinh. Chỉ vì hắn không thể chịu đựng thần giáo đối dân chúng lừa gạt, chỉ vì thần giáo không còn là trong lòng của hắn thần giáo. Cho nên hắn liền muốn phản giáo mà ra. Lại nói lúc này, La Quân tay đem ở Đa Luân Tư thủ mạch. Trong nháy mắt đó, La Quân liền câu thông đến Đa Luân Tư thân thể chỗ có biến. Đây là chiếu rõ hư không cảm giác. Phảng phất là cùng Đa Luân Tư thân thể tương liên. Loại năng lực này là trong khi tu luyện nhà quyền mới có, so bất luận cái gì lão trung y bắt mạch đều lợi hại hơn. Giống Đa Luân Tư vũ kỹ tu vi mặc dù nhưng đã rất là lợi hại, nhưng hắn cũng không có trong khi tu luyện nhà quyền, cũng không có đem mỗi tấc da thịt cùng tế bào luyện thấu, cho nên hắn cũng không có đủ La Quân năng lực như vậy. La Quân rất nhanh liền nhìn ra Đa Luân Tư ngũ tạng lục phủ thật là bị kiếm thần tinh trưởng lực chỗ chấn, mà lại đã dung ra cẩn thận dạn nứt văn đi ra, tại Đa Luân Tư tạng phủ bên trên. Từng tia vết máu thẩm thấu. Loại thương thế này là phi thường chí mạng cùng nghiêm trọng, tại y học bên trên, tuyệt đối bệnh bất trị, thuốc thủ vô sách. Đầu tiên là tiểu mất máu, sau đó tận lực bồi tiếp tạng phủ suy kiệt. Bất quá nhiều Luân Tư tu vi lợi hại, hắn tạng phủ năng lực tái sinh là so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều, cho nên sẽ không chuyển biến xấu cùng suy kiệt, ngược lại sẽ chậm rãi chữa trị. Đây chính là sinh cơ cường đại mị lực. Người lớn tuổi thụ thương, thường xuyên hội chuyển biến xấu chí tử. Người trẻ tuổi thụ thương, chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ. La Quân minh bạch Đa Luân Tư thương thế về sau, hắn nói ra, ta biết Long tộc ma pháp bên trong, có loại trị liệu thuật là thu thập trong không khí thủy nguyên tố cùng quang nguyên tố. Hai thứ này nguyên tố có thể tăng tốc thương thế phục hồi như cũ cùng thoải mái ngươi thương miệng. Hắn đón đến, nói ra, bất quá ta trước phải tu luyện một phen, nhìn có thể hay không mau chóng giúp ngươi đem thương thế chữa khỏi. Đa Luân Tư gật gật đầu, hắn nói ra, cái này ma cung chúng ta cũng không thể đợi quá lâu, nhiều nhất chỉ có thể đợi 3 ngày. Giáo thần hiện tại là thụ vô cùng nhục nhã, mà lại chúng ta biết nàng nhiều như vậy chuyện xấu, nàng là tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta còn sống. Mà lại, ta đoán chừng nàng cũng biết Lam Ti sự tình. Ta nhìn nàng cũng sẽ không cho phép Lam Ti còn sống, bởi vì Lam Ti là Long thần về sau. Nếu để Lam Ti trưởng thành, tương lai cũng sẽ là giáo thần uy. Chúng ta đám người này, xem như toàn bộ bên trên nàng tử vong bảng danh sách. Ta nhìn nàng có thể sẽ tự mình đến đây chu giết chúng ta. Hắn đón đến, nói ra, theo trời nguyên đế nước thần giáo đến chúng ta nơi này có hơn 3 vạn dặm, liền xem như giáo thần sử dụng phi hành ma pháp đến nơi đây cũng phải 5 ngày thời gian. Cho nên chúng ta trong vòng 3 ngày là tuyệt đối an toàn. La Quân liền nói ra, công dục việc thiện trước phải lợi khí, ta nhất định phải trước giúp ngươi trị liệu tốt thương thế. Như thế mới có thể đi đường. Đa Luân Tư không khỏi nói, công dục việc thiện trước phải lợi khí là có ý gì? La Quân không khỏi im lặng. Xuân Nhi ở một bên cười nói, ý tứ chính là, chúng ta nếu như muốn đi đốn củi, liền phải trước đem đao mài nhanh. La Quân nói ra, người nói với hắn đốn củi chỗ của hắn hiểu, người đến nói với hắn muốn trước hết giết người, trước tiên cần phải thanh đao mài nhanh. Đa Luân Tư bừng tỉnh đại ngộ. La Quân nói ra, đây là chúng ta chủ thế giới lời nói. Chúng ta người thế giới văn hóa là bác đại tinh thâm, không giống các ngươi mất phương hướng đại lục bực này man hoang chi địa, suốt ngày cũng là chém chém giết giết a. Đa Luân Tư trợn mắt chừng một cái, không thèm để ý La Quân. Sau đó, Xuân Nhi đồ ăn làm tốt. Trong lều vải thơm ngào ngạt. La Quân thèm ăn nhỏ rãi, mọi người thì vui sướng bắt đầu ăn. Bất quá nhiều Luân Tư không quá tham ăn, thân thể của hắn rất khó chịu.
Đa Luân Tư không khỏi cười khổ, nói ra, xem ra có lại nhiều kim ngân tài bảo cũng không bằng có cái tốt thân thể a, thân thể một khi nhiễm bệnh đau nhức, liền cảm giác cái gì cũng không sánh nổi thân thể khỏe mạnh. Đây là rất lợi hại Chí Thành lời nói thật. Đáng tiếc, người tại thân thể thời điểm tốt, thường thường vì dục vọng chỗ chúa tể, lại quên cơ bản nhất khỏe mạnh mới là đặt chân căn bản. Tựa như là nước cùng không khí chính là lớn nhất vật chân quý, nhưng người thường thường dễ dàng nhất coi nhẹ hai thứ đồ này. La Quân ăn cơm xong về sau, hắn cũng coi là cơm nước no nê. Thân thể ấm áp dễ chịu. Sau đó, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ta có cái sự tình một mực rất nghi hoặc. Vì cái gì ta hội toàn hệ ma pháp, là không phải là bởi vì ta là tới từ chủ thế giới người cấu tạo cùng các ngươi bên này có chỗ khác biệt. Đa Luân Tư nhìn một chút La Quân, hắn nói ra, Duẫn Nhi muội muội cũng là đến từ chủ thế giới, ngươi có thể cho Duẫn Nhi muội muội thăm dò sâu cạn tinh cầu. Thấy là ngươi đặc thù, vẫn là chủ thế giới người đều đặc thù. La Quân nhãn tình sáng lên, nói ra, đây quả nhiên là cái biện pháp. Ngay sau đó hắn lập tức liền xuất ra thủy tinh cầu, hắn đưa về phía Duẫn Nhi, nói, Duẫn Nhi, ngươi đi thử một chút. Duẫn Nhi gật gật đầu, nàng tiếp nhận thủy tinh cầu. La Quân cùng Đa Luân Tư đều tràn đầy chờ mong nhìn lấy Duẫn Nhi. Nhưng mà, vô luận Duẫn Nhi làm sao ngưng thần, cái kia thủy tinh cầu đều là không có bất kỳ cái gì nhan sắc. Sau một hồi khá lâu, Duẫn Nhi có chút xấu hổ nói, là đại ca, Đa Luân Tư đại ca, ta cái gì đều cảm giác không thấy. Đa Luân Tư liền nói ra, quả nhiên là như thế, cũng không phải là chủ thế giới người đặc thù, mà là La Quân bản thân người rất đặc thù. La Quân nói ra, xem ra ca ca ta còn thực sự là thiên phú dị bẩm a. Đa Luân Tư không khỏi im lặng, có như thế khen chính mình sao? Duẫn Nhi thì là buồn cười. Sau đó, La Quân nói ra, được rồi, không cùng các ngươi nói nhảm á. Ta muốn trước tu luyện Long tộc ma pháp trị liệu thuật. Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi gặp La Quân muốn làm chính sự, hai người liền đều gật đầu. Sau đó, La Quân thì nhắm mắt ngưng thần. Nói như vậy, phổ thông ma pháp sư muốn tu luyện ma pháp, đầu tiên đến có một cây không sai ma pháp trượng. Ma pháp sư bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, là thông qua ma pháp trượng cùng nguyên tố câu thông. Tựa như chủ thế giới bên trong, người muốn theo ngoài vạn dặm người liên hệ, người đến đầu tiên có cái điện thoại a. La Quân trong tay cũng không có ma pháp trượng, Mộc Tư trưởng lão ma pháp trượng đã sớm không biết hủy đi nơi nào. Bất quá, Long tộc ma pháp cùng đại lục ở bên trên ma pháp lại có chỗ khác biệt. Đại lục ở bên trên ma pháp, coi trọng ma pháp trưởng câu thông nguyên tố, lại phải nương theo chú ngữ đến thi triển ma pháp chiêu số. Nhưng là Long tộc ma pháp bình thường đều là thuấn phát, là không muốn ma pháp chú ngữ, cũng không cần ma pháp trưởng. Long tộc mỗi một con rồng từ sinh ra tới thì có ngày sinh ưu thế, chúng nó đối nguyên tố phá lệ mẫn cảm. Mà lại chúng nó thi triển ma pháp là thông qua nội đan đến khống chế. La Quân hiển nhiên là không có nội đan. Nhưng hắn lại là tinh thông sở hữu nguyên tố, có thể cùng sở hữu nguyên tố câu thông. Như vậy giờ phút này, La Quân muốn làm chuyện thứ nhất cũng là tại não vực bên trong chế tạo một cái cùng loại nội đan tồn tại. Nội đan là long động cơ, lấy động cơ cường độ cùng mã lực đến quyết định ma pháp cường độ. Cũng giống là một cái cường đại máy bơm, trong không khí tràn đầy nguyên tố A. Đem nguyên tố so sánh nước, nội đan so sánh máy bơm, sau đó chiêu thức so sánh là súng bắn nước. Toàn bộ hệ thống thì hình thành Long tộc ma pháp thuấn phát huy lực. La Quân nhắm mắt ngưng thần, hắn rất nhanh liền tiến vào một loại cố định cảnh giới. Tựa như là đã cảm giác không thấy thân thể tồn tại, cả người chỉ còn lại có não vực cùng tư tưởng. Não vực tư tưởng là nhạy cảm như vậy tồn tại. Rất nhanh, bốn phía liền không còn là Quy Tiên Cung. La Quân rốt cục tại loại này cực tính trạng thái dưới, cảm giác được bốn phía không giống nhau. Hắn cảm thấy chung quanh biến ngũ thải tân phân đứng lên, đủ loại nguyên tố trôi nổi. Hắc, bạch, vàng, kim, còn có trôi nổi thủy nguyên tố cùng quang nguyên tố. Cái này mất phương hướng đại lục không gian là từ nguyên tố tạo thành. Trong không khí cũng không có đủ loại từ trường cùng phần tử, hết thảy đều là nguyên tố. Nguyên tố thế giới. Một bước này hình thành, phổ thông ma pháp sư là nhất định phải dựa vào ma pháp trượng hoặc là thủy tinh cầu. Nhưng La Quân bởi vì trong khi tu luyện nhà quyền, hắn khoanh chân ngồi tính tỏa công phu lợi hại, cho nên có thể tiến vào loại này vi diệu trạng thái. Bước thứ hai, La Quân liền muốn thử chỉ huy những nguyên tố này. La Quân trước khóa chặt quang nguyên tố. Quang nguyên tố như phù du sinh vật tràn ngập tại La Quân chung quanh,
trong lòng hắn nhất động, thầm nghĩ, bình thường ta thấy chi quang nguyên tố, cùng nhau tụ tại tay ta. Hắn vươn tay, não tử cũng hiện ra mãnh liệt suy nghĩ. Chỉ tiếc, nhưng ánh sáng đó nguyên tố vẫn là không nhúc nhích. Một màn này nhất thời để La Quân cảm thấy có chút thất bại, ta dựa vào, mà pháp này tu luyện thật đúng là mẹ nó khó a. Ta đến muốn như thế nào mới có thể chỉ huy những nguyên tố này? Ta vì cái gì chỉ huy bất động những nguyên tố này? La Quân tinh tế tự hỏi. Đúng, là ta trong đầu còn không có hình thành bơm nước bơm, không có động cơ. Cho nên, vô pháp đem những nguyên tố này rút đến ta trong ý thức tới. Nhưng ta muốn làm sao tại trong đầu hình thành bơm nước bơm đâu. Tuy nhiên Long tộc ma pháp bác đại tinh thâm, nhưng là vậy cũng là dựa vào tại có nội đan tình huống dưới. Mà La Quân hiển nhiên là không có nội đan a. La Quân lâm vào khổ tư. Sau đó, La Quân thầm nghĩ, phổ thông ma pháp sư là thông qua minh tưởng, tại trong đầu tụ tập đầy đủ tinh thần lực, lấy tinh thần lực câu thông ma pháp trượng, lấy ma pháp trượng chỉ huy nguyên tố chi lực, lấy chú ngữ thả phóng ma pháp chiêu số. Tinh thần lực, La Quân thì thào đọc, tại thế giới bao la bên trong, tinh thần lực đủ cường đại thời điểm có thể hình thành một loại từ trường, cũng chính là pháp lực. Có thể là La Quân tế bào não chỗ tu luyện tinh thần lực toàn bộ hóa thành chiến đấu lực, cường đại thân thể cùng não vực. Cũng là không có cách nào hình thành não vực từ trường. Cho nên dưới mắt, La Quân đối loại tình huống này cảm thấy rất lợi hại nhất cả trứng. La Quân thân thể còn có tình cảnh là mất phương hướng trong đại lục kỳ hoa. Không ai có thể có hắn loại kinh nghiệm này. Cho nên liền xem như Long Thần cũng không có cách nào cho ra hắn một cái tốt phương án giải quyết tới. Ngoá, chẳng lẽ làm nửa ngày, chính mình còn không có cách nào tu luyện ma pháp? La Quân không khỏi suy cười một tiếng. Không đúng, La Quân rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Nhất định có biện pháp giải quyết. Nhất định là có liên quan khóa địa phương không nghĩ minh bạch. Phổ thông ma pháp sư tinh thần lực hẳn là cùng mình suy nghĩ tinh thần lực khác biệt. Bọn họ thông qua minh tưởng chứa đựng tinh thần lực có thể thông qua ma pháp trượng đến triệu tập nguyên tố chi lực. Như vậy, cái này tinh thần lực cũng thì có thể lý giải thành xe động cơ. Nhưng là La Quân chỗ lý giải tinh thần lực là cùng nguyên tố chi lực không hợp nhau, loại kia tinh thần lực không có khả năng triệu tập đạt được nguyên tố. Đúng, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến trên tay mình còn có mâu tư trưởng lão lưu lại ma pháp tinh thạch. Không bằng nghiên cứu một chút ma pháp của hắn tinh thạch. Nhìn xem bên trong tinh thần lực đến là cái quỷ gì. La Quân lập tức từ trong chữ vật giới chỉ tìm ra một khỏa thuộc về mâu tư trưởng lão ma pháp tinh thạch. Ma pháp này tinh thạch là hiện ra kim sắc, có loại trong suốt sáng long lanh cảm giác. La Quân đem ma pháp tinh thạch bóp trên tay, sau đó cùng ma pháp tinh thạch tiến hành câu thông. Đây là theo nắm chặt thủy tinh cầu một dạng cảm giác. Bất quá trong thủy tinh cầu là không có ma pháp nguyên tố. Người muốn xuyên thấu qua thủy tinh cầu đến nhìn trộm ngoại giới ma pháp nguyên tố. Mà ma pháp trong tinh thạch thì tất cả đều là mâu tư trưởng lão minh tưởng tinh thần lực. Ma pháp trong tinh thạch tinh thần lực là muốn bổ sung trong não vực tinh thần lực. Cho nên, cái này tinh thần lực hẳn là muốn cùng trong não vực một dạng. La Quân rất nhanh liền cảm nhận được ma pháp trong tinh thạch đến là cái gì. Cái kia là phi thường nồng đậm quang nguyên tố. Loại này quang nguyên tố đã đậm đặc đến sắp thành là thật tính chất bước. Đem trong không khí quang nguyên tố nếu như so sánh là tử dịch lời nói, như vậy ma pháp này trong tinh thạch quang nguyên tố cũng là tử ban đầu tương. Một giọt ban đầu tương có thể đem một bình nước trắng đổi lấy thành tử loại kia ban đầu tương. La Quân nhất thời thì đối trong não vực tinh thần lực có một thứ đại khái giải. Nguyên lai là chế tạo nguyên thủy tinh thần lực, sau đó tại trong não vực hình thành một cái động cơ. Long tộc là dựa vào nội đan để hoàn thành chuyện này. Nhân loại là dựa vào nguyên tố tại trong não vực để hoàn thành khống chế ngoại giới nguyên tố sự tình. La Quân cảm thấy đầu có chút lớn, xem ra muốn trở thành một tên hợp cách ma pháp sư, vậy thật là không phải một chuyện dễ dàng. Làm sao, có phải khó khăn hay không? Đa Luân Tư gặp La Quân sầu mi khổ kiểm, không khỏi hỏi. Duẫn Nhi cũng lo lắng nhìn về phía La Quân. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, Long Thần tuy nhiên dạy ta các loại long tộc ma pháp sử dụng. Nhưng là long tộc thân thể cấu tạo cùng chúng ta nhân loại căn bản khác biệt. Ta hiện tại đứng trước vấn đề là không biết làm sao dành dụng nguyên thủy tinh thần nguyên tố tại trong não vực. Đa Luân Tư nao nao, hắn nói ra, ta ngược lại thật ra mơ hồ nhớ kỹ ma pháp sư là có thủ nhập môn khẩu quyết ca. Cái này tại chúng ta mất phương hướng trong đại lục là lưu truyền rộng rãi. Cái gì khẩu quyết? La Quân lập tức hỏi. Đa Luân Tư nhân tiện nói, cái này thủ khẩu quyết gọi là sung sướng tụng, ân.
là như thế này hát. Hắn nhẹ nhàng ngâm hát lên, nói, mụ mụ nói, ma pháp, thần kỳ ma pháp, chỉ cần tâm tư thiện lương tinh khiết, liền có thể lĩnh ngộ ma pháp chi môn. La Quân nhất thời có chút sắc mặt cổ quái, đậu phộng, đa luân tư ngươi xác định đây không phải Nhạc Thiếu Nhi hở. Bất quá La Quân vẫn còn có chút lòng dạ, cho nên hắn vẫn là nhịn xuống, kiên nhẫn nghe. Đa luân tư tiếp tục hát nói, ta hỏi mụ mụ, ma pháp là cái gì? Mụ mụ nói, ma pháp là hạt giống, chỉ cần trong lòng có ma pháp, thì có thể khai ra ma pháp chi môn. Ngày đó, ta làm một giấc mộng, ở trong mơ, ta nhìn thấy thất tầng bảo tháp, ta đạp trên bước, từng bước một hướng lên trên đi. Ta đi vào thất tầng bảo tháp trung ương nhất, cái kia phía trước là tinh không, màu sắc rực rỡ, pha tạp lưu ly. Ta thọc sâu nhảy một cái, đi vào tinh giữa không trung. Ta nhìn thấy, sở hữu nhan sắc vây xung quanh ta, có là ma quỷ, có là tiên nữ, có là mỹ vị món ngon, có là địa ngục xâm la. Mụ mụ nói, chỉ cần trong lòng có ma pháp, ta liền có thể nhìn thấy ma pháp chi môn. La Quân bắt đầu nghe cảm thấy là Nhạc Thiếu Nhi, về sau liền phát giác ra chỗ này ca bên trong ẩn chứa vô cùng thâm ảo pháp môn. Đa luân tư hát xong sau, La Quân lập tức hỏi, đằng sau đâu? Cái gì đằng sau, không có a, Đa luân tư nói ra. Ta dựa vào, không có như thế hố ca a. Đột nhiên nói không có là không có. Thất tầng bảo tháp là cái gì a? La Quân liên thanh hỏi. Đa luân tư nói ra, ta cũng không biết a, ta chính là nghe một chút. Căn bản là không có nghĩ lại qua, cái này thủ khẩu quyết ca, lớn bao nhiêu người đều hát cho tiểu hài tử nghe, sau đó dỗ tiểu hài ngủ. Ngươi nên sẽ không cảm thấy cái miệng này quyết ca có thể giúp ngươi ngưng tụ nguyên thủy tinh thần lực a. La Quân nói ra, nói nhảm, ngươi chẳng lẽ không nghe ra tới sao? Cái này mộng ý tứ cũng là ngưng thần tĩnh khí, để não vực tiến vào cực tĩnh trạng thái. Sau đó trong đầu quan tưởng ra thất trọng bảo tháp, tiếp lấy đạp vào thất trọng bảo tháp. Cái này đạp vào thất trọng bảo tháp ý tứ cũng là khiến người ta linh hồn đạp lên. Một bước cuối cùng một bước đi đến chỗ cao nhất, nhảy một cái. Ngươi biết cái nhảy này là có ý gì sao? Có ý tứ gì? Đa luân tư bị hỏi đến sửng sốt một chút. Duẫn Nhi cũng là không hiểu. La Quân phủ ở cái trán, nói, Đa luân tư, nhìn không ra ngươi như thế ngu xuẩn a. Khó trách ca ca ta là thiên mệnh giả, ngươi chính là đánh đấm giả bộ cho có khí thế, mệnh a. Cái nhảy này ý tứ thì là linh hồn xuất khiếu. Đa luân tư không khỏi im lặng, nói, tính ngươi lợi hại. La Quân tiếp lấy rơi vào trầm tư, tại chủ thế giới bên trong, không trung không có các phương nguyên tố. Như vậy linh hồn xuất khiếu là cực nguy hiểm, nhưng nhìn, ở cái này mất phương hướng trong đại lục, linh hồn xuất khiếu về sau, có thể thông qua cùng nguyên tố thân thiết phù hợp để đạt tới bảo hộ linh hồn tác dụng. Nói cách khác, lão tử không nhất định phải tìm ra thất tầng bảo tháp là cái gì. Chỉ cần linh hồn xuất khiếu liền có thể. La Quân âm thầm trầm tư. Lúc này, Duẫn Nhi nói ra, cái kia đằng sau lời nói lại là có ý gì? Ta nhìn thấy, sở hữu nhan sắc vây xung quanh ta, có là ma quỷ, có là tiên nữ, có là mỹ vị món ngon, có là địa ngục xâm la. Mụ mụ nói, chỉ cần trong lòng có ma pháp, ta liền có thể nhìn thấy ma pháp chi môn. La Quân nao nao, nói ra, đoạn văn này ý tứ chính là, linh hồn xuất khiếu về sau, thần trí không kiên. Liền sẽ thấy đủ loại tâm ma xuất hiện. Lúc này, nếu như ý chí không kiên định, liền sẽ bị ma đầu làm cho mê hoặc, mất đi tự mình. Chỉ cần trong lòng có ma pháp ý tứ cũng là tâm trí muốn kiên định, giữ vững bản niệm, sau đó hấp thu nguyên tố chi tinh hoa, như thế liền có thể nhìn thấy ma pháp chi môn. Duẫn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nàng từ đáy lòng nói ra, là đại ca, ngươi thật lợi hại. La Quân cười ha ha, hắn lại là không nói nhiều. Trong lòng của hắn đã rõ ràng như thế nào đi tu luyện ma pháp, nhưng vắt ngang ở trước mặt hắn chuyện thứ nhất thì là linh hồn như thế nào xuất khiếu. Cái này tu luyện ma pháp thật đúng là vô cùng tinh diệu, tinh vi sự tình. Nếu không có cái sư phụ mang theo, rất dễ dàng nhập ma. Còn tốt La Quân là nội gia quyền cao thủ, cơ sở thâm hậu. Như thế hắn cũng mới có thể chính mình suy nghĩ. Lúc này, La Quân bắt đầu trong đầu long tộc trong ma pháp hết thảy tin tức. Hắn muốn nhìn trong này có không có liên quan tới linh hồn xuất khiếu nhắc nhở. Chẳng qua đáng tiếc, La Quân không có tìm được. La Quân là cái không chịu thua tính cách, hắn hít sâu một hơi, sau đó lại độ ngồi xếp bằng. Sau đó, La Quân bắt đầu trong đầu nhớ lại. Hắn không hề cực hạn tại thất tầng bảo tháp, hắn để cho mình suy nghĩ đến thái trên núi. Cái này một cái chớp mắt, La Quân tránh thức giả tưởng trở thành sự thật.
Nội gia quyền lớn nhất bản sự cũng là giả tưởng trở thành sự thật, tỉ như tâm ý nhất động, giả tưởng mình đã bị công kích, thế là tóc gáy dựng lên. Giả tưởng tay mình bị nhóm lửa nóng, thế là huyết dịch tự động ngưng tụ tới. Chờ chút như là, đều là nội gia quyền công lực. Giờ phút này, La Quân cũng là giả tưởng chính mình đứng tại Thái trên đỉnh núi. Hắn đã từng đi qua Thái Sơn, lúc ấy hắn tự nhiên không biết Thái Sơn bên trên là cùng ma đế có quan hệ. Hắn đã từng đứng tại Thái Sơn bên trên nhìn qua tráng lệ mặt trời mọc, nhìn qua bàn long vân hải. Hắn tưởng tượng lấy chính mình đứng tại cái kia chỗ cao nhất, phía dưới là vách đá vạn trượng. La Quân thì tưởng tượng thấy chính mình đứng tại cái kia chỗ cao nhất không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, La Quân chánh thức cảm thấy mình đã thì đứng tại Thái Sơn bên trên. Hắn cảm giác được bốn phía hàn ý, hắn hướng phía dưới nhìn lại, đó là vực sâu vạn trượng, cái kia phía dưới nhìn không thấy, bị vân hải tràn ngập. Lại tiến lên một bước, liền sẽ rơi vào cái này vô biên thâm uyên, thịt nát xương tan. Thế nhưng là, La Quân hội lùi bước sao? Hắn đột nhiên cắn răng một cái, thả người nhảy một cái. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đột nhiên cảm giác được thân thể đầy ánh sáng. Đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, sau đó, hắn cảm thấy mình tựa như là tại sóng biển bên trong, bốn phía gợn sóng để hắn vô pháp hảo hảo đứng thẳng. Thật xuất khiếu. La Quân không dám khinh thường, cũng không kịp hoan hỉ. Hắn cấp tốc tập trung ý chí, lấy đại nghị lực ổn định lại. Qua rất lâu, hắn mới hướng xuống mặt nhìn lại. Lúc này, La Quân nhìn thấy mình thật sự nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà phía dưới, chính mình thân thể còn ngồi xếp bằng lấy. La Quân minh bạch, tại chủ thế giới bên trong xuất khiếu không có đơn giản như vậy. Ở nơi đó, thân thể cùng linh hồn phù hợp phá lệ cường ngạnh. Nhưng ở chỗ này, xuất khiếu đơn giản rất nhiều, mà thế giới bên ngoài cũng đơn giản rất nhiều, không có giữ như vậy hiểm. Tại chủ thế giới bên trong, từ trường, phân tử còn có các loại vật chất tựa như là đao nhận phong xương, trong nháy mắt thì có thể sắp xuất hiện khiếu linh hồn chém giết. Không muốn hắn, La Quân thu nhiếp tinh thần, hắn liếc nhìn bốn phía. Quả nhiên, bốn phía nguyên tố biến rõ ràng, đủ mọi màu sắc. Các loại nguyên tố trôi nổi. La Quân cũng không có bị tâm ma chỗ xâm nhập. Hắn ý chí kiên định, tâm ma căn bản là không có cách tìm tới khe hở. La Quân trôi nổi tại hư giữa không trung, hắn có thể cảm giác được những nguyên tố này đều cùng hắn có loại thân thiết ý vị. Cái này cũng là bởi vì La Quân là toàn hệ ma pháp sư chỗ tốt. Hắn tính hạ tâm thần, cảm thụ được sở hữu nguyên tố tâm tình. Sau đó, La Quân tâm niệm nhất động, hắn tìm đúng trôi nổi quang nguyên tố. Tiếp theo, La Quân tâm thần trầm tĩnh, hắn cùng quang nguyên tố câu thông đứng lên. Nguyên tố bản thân là đơn thuần tâm tình, không có bất kỳ cái gì tạp chất. La Quân là toàn hệ ma pháp sư, cho nên có thể cùng quang nguyên tố câu thông, hắn biểu hiện ra thu nạp bản ý. Những này quang nguyên tố lập tức liền hướng La Quân tuôn đi qua. Chung quanh quang nguyên tố cấp tốc bao trùm La Quân linh hồn, sau đó xuyên vào La Quân trong linh hồn. La Quân nhất thời cảm giác cả thân thể ấm áp, thật không thoải mái. Dần dần, La Quân thu nạp trong phòng toàn bộ quang nguyên tố. Hắn có thể cảm giác được trong linh hồn bị quang nguyên tố kiện hàng, những này quang nguyên tố tại linh hồn hắn bên trong hình thành một cái quang cầu. Cái này quang cầu chậm rãi chuyển động, tựa như là địa cầu tự quay một dạng. Sau đó, Trần Lăng trong lòng hiểu rõ, hắn đột nhiên thì mở to mắt. Một sát na này, thân thể phát ra bản năng siêu cường thu nạp lực. Tiếp theo, linh hồn liền trở về xác. La Quân lập tức cảm giác được trong đầu có cái quang cầu đang chậm rãi tự quay. Đây chính là quang nguyên tố bản thể. Cái này quang cầu tựa như là mãnh liệt tín hiệu cờ cùng động cơ. Thế nào, Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi khẩn trương nhìn lấy La Quân. La Quân đột nhiên vươn tay, hắn thử phát ra tín niệm. Đây chính là cái gọi là tinh thần lực. Không chung quang nguyên tố vốn là bị La Quân thu nạp sạch sẽ, nhưng quang nguyên tố là vô cùng vô tận. Tựa như là không khí, chỉ cần cái nhà này không phải là bị hoàn toàn phong bế, bên trong không khí một khi bị rút khô. Lập tức lại sẽ có mới không khí đem lấp đầy. La Quân tâm niệm nhất động, hắn muốn trên tay có một cái quang cầu. Thế là cái này một cái chớp mắt, thần kỳ một màn phát sinh. Một cái kim quang lóng lánh quang cầu xuất hiện tại La Quân trên tay. Ha ha, thật đúng là thành, Đa Luân Tư thấy thế không khỏi đại hỉ. Duẫn Nhi cũng là ngạc nhiên nhìn lấy cái này thần kỳ một màn. La Quân chính mình cũng sửng sốt một chút. Đây là tư tưởng khống chế vật chất một loại điển hình thể hiện A. Tuy nhiên ở chỗ này là bởi vì ma pháp nguyên tố,
nhưng vạn sự vạn vật đều là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vạn pháp giống nhau mà. La Quân âm thầm suy nghĩ, Trần Lăng tiền bối, Trần Thiên Nhai bọn họ pháp lực đủ cường đại, cho nên có thể đầy đủ dựa vào pháp lực đến ngưng tụ từ trường, vật chất, sau đó cũng có thể thông qua pháp lực đem từ trường, vật chất, phần tử ngưng tụ thành bọn họ pháp thân. Cái kia chính là hư không nguyên thần. Mà La Quân dưới mắt tinh thần lực cùng loại kia pháp lực có chỗ khác biệt. Bất quá lại dễ dàng rất nhiều, La Quân liền cũng liền có thể dựa vào trong não vực quang nguyên tố tinh thần lực đến ngưng tụ ngoại giới quang nguyên tố. La Quân nhìn trong tay quang nguyên tố, trong lòng hắn cuồng hỉ. Hắn biết, mình đã chính thức nhập ma phương pháp đại môn. Về sau chỉ cần khắc khổ tu luyện, liền có thể lấy quang nguyên tố làm vũ khí, thậm chí có thể dựa vào quang nguyên tố bay lên không trung. La Quân nhìn Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi liếc một chút, hắn nói ra, ta hiện tại tiếp tục lĩnh ngộ thủy nguyên tố, ta nghĩ đến trước đem trị liệu thuật học hội, sau đó giúp người đem thương tổn chữa lành. Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi tất nhiên là gật đầu. Ngay sau đó, La Quân liền tiếp theo nhắm mắt ngưng thần. Lần này, La Quân linh hồn xuất khiếu thì đơn giản rất nhiều. Hắn rất nhanh liền đem trong không khí thủy nguyên tố thu nạp vào linh hồn bên trong. Lúc này, La Quân trong thân thể quang cầu liền xuất hiện hai loại nhan sắc. Một loại là hoàng kim quang mang quang nguyên tố, một loại là thủy nguyên tố trong xuất sắc. Viên này bóng đang chậm rãi tự chuyển. La Quân linh hồn trở về, hắn có thể cảm giác ra trong não vực hình cầu tiếp tục xoay tròn lấy. Đây là một loại rất rõ ràng cảm giác. Sau đó, La Quân tâm niệm nhất động, cái kia bốn phía thủy nguyên tố lập tức ở trên tay hắn ngưng tụ ra một khỏa thủy cầu đi ra. Tiếp theo, La Quân duỗi ra một cái tay khác. Một khỏa quang cầu lại trong tay La Quân xuất hiện. Ta dựa vào, Đa Luân Tư ở một bên không khỏi nhìn ngốc. Hắn vốn là không biết nói ta dựa vào loại này chủ thế giới tục ngữ. Bất quá La Quân nói nhiều, Đa Luân Tư cũng sẽ nói. Làm sao, Duẫn Nhi không khỏi kỳ quái hỏi Đa Luân Tư. Nàng biết La Quân là toàn hệ ma pháp sư, cho nên một tay quang cầu một tay thủy cầu, cái này không có gì quá kỳ quái a. Đa Luân Tư nói ra, song hệ ma pháp sư khó khăn nhất cũng không cách nào phân tâm nhị dụng, không thể rất tốt khống chế song hệ ma pháp. Bọn họ đồng dạng lúc đối địch đều là chỉ có thể sử dụng một loại ma pháp. Có rất ít người có thể đồng thời sử xuất hai loại ma pháp. La Quân con hàng này làm sao lại dễ dàng như vậy đồng thời thi triển hai loại ma pháp. La Quân đem Đa Luân Tư lời nói nghe rõ ràng, hắn mở mắt ra nói, cái này rất khó sao. Ta cảm giác rất dễ dàng a, tâm thần quy nhất, không đi nghĩ bất kỳ vật gì, chỉ đơn giản ngưng tụ nguyên tố chi lực. Đa Luân Tư sờ mũi một cái, phiền muộn nói ra, nói cho ngươi không tốt, ngươi là trời sinh quái thai. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó, hắn liền bắt đầu tu luyện long tộc trong ma pháp thánh quang trị liệu thuật. Hai loại trị liệu thuật, một loại là quang nguyên tố thánh quang trị liệu thuật, một loại là thủy hệ ma pháp thủy linh thuật. La Quân trước đem ma pháp bản thân lý giải một lần, sau đó liền nói với Đa Luân Tư, ta trước lấy thủy linh thuật đến thoải mái ngươi thương miệng. Hắn sau khi nói xong, liền một chỉ điểm ra. Sau đó, thủy nguyên tố liền tại La Quân khống chế dưới ngưng tụ tại hắn giữa ngón tay. La Quân giữa ngón tay rất nhanh liền ngưng tụ ra một khỏa thủy cầu, sau đó, thủy cầu hóa thành chuẩn bị sợi tơ. Hết thảy hóa ra 100 cây mảnh sợi tơ nhỏ, những sợi tơ này như thủy tinh đồng dạng trong suốt. Những sợi tơ này rất nhanh liền xuyên thấu qua Đa Luân Tư ra thịt lỗ chân lông thẩm thấu đến Đa Luân Tư trong thân thể. Cái này thủy linh thuật là phi thường tinh tế ma pháp. Đối với thi pháp giả bản thân yêu cầu rất cao, cũng may La Quân bản thân liền là đâu vào đấy, vô cùng tỉnh táo người. Cho nên, hắn thao túng cũng không có độ khó khăn. Những này tinh sợi tơ nhỏ chính là nước lọc nguyên tố tinh hoa, có phi thường tốt trị liệu tác dụng. Người uống về sau, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Lúc này, những dược hiệu này liền trực tiếp chui vào Đa Luân Tư trong phế phủ. Nếu như là uống vào qua, hội có thật nhiều dinh dưỡng bị lãng phí hết. Nhưng dạng này trực tiếp chui vào lại sẽ không. La Quân tâm thần nhập định, những sợi tơ này cũng là ánh mắt hắn. Rất nhanh, những này trong suốt sợi tơ liền bị Đa Luân Tư ngũ tạng lục phủ tham lam hấp thu. La Quân một mực tiếp tục nửa giờ sau, Đa Luân Tư cảm giác thân thể quả nhiên dễ chịu rất nhiều. Cả người hắn cũng tinh thần rất nhiều. Tiếp theo, La Quân thì thi triển ra thánh quang trị liệu thuật. Hắn lại một chỉ điểm ra, lập tức kim sắc quang cầu hiện ra. Sau đó, kim sắc quang cầu còn gọi là vô số sợi tơ chui vào đến Đa Luân Tư trong thân thể.
Sợi tơ tại đa luân tư trong thân thể lại ngưng tụ thành quang cầu, những này quang cầu tựa như là cao minh nhất điện liệu thuật chiếu sáng những vết thương kia. Lập tức, đa luân tư thì cảm thấy vết thương phát triển, những vết thương kia cấp tốc bắt đầu khép lại. Lại nửa giờ sau, đa luân tư thương thế đã thật lớn nửa. Hắn bước đi đi đường đều không có vấn đề. Là quân thu công, hắn lộ ra rất là nhẹ nhõm. Đa luân tư kinh hỉ sau khi lại lần nữa kỳ quái nói, ngươi sẽ không cảm giác được mệt lắm không? Là quân long tinh hổ mãnh, hắn nói ra, mệt mỏi cái gì mệt mỏi? Ta tinh thần tốt đây. Đa luân tư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, ngươi thật đúng là cái quái thai a. Phổ thông ma pháp sư mỗi lần thi triển ma pháp vượt qua 10 phút đồng hồ liền sẽ tinh thần lực khô kiệt lợi hại. Ngươi liên tiếp khống chế 1 giờ, còn tinh thần như vậy. La quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó hắn liền nhớ lại mâu tư trưởng lão trước đó dùng cái ma pháp. Giống như cũng liền nửa giờ, kém chút không có đem lão tiên sinh cho mệt chết a. Đương nhiên, mâu tư trưởng lão cái kia ma pháp vẫn là đại diện tích ma pháp, so với chính mình cái này muốn tiêu hao tinh thần lực phải lớn nhiều. Nhưng không thể phủ nhận là, chính mình tinh thần lực thật đúng là so với bình thường ma pháp sư mạnh hơn quá nhiều. La quân cũng không thấy đến rất kỳ quái, bởi vì hắn mặc dù là pháp lực hóa thành chiến đấu lực. Nhưng hắn đại não cường độ vốn là so phổ thông ma pháp sư mạnh hơn vô số lần. Cái kia phổ thông ma pháp sư thân thể là người bình thường thân thể, đại não cũng là người bình thường đại não, cho nên khẳng định một hồi mệt mỏi. Người bình thường một ngày một đêm không ngủ. Vậy đơn giản chính là muốn gọi cha gọi mẹ, hận không thể đi chết. Cảnh sát thẩm vấn phạm nhân thời điểm, chỉ cần không cho phạm nhân ngủ, thẩm cái một ngày một đêm, không có mấy cái không làm cho. Mà La Quân loại người này, 7 ngày 7 đêm không ngủ được, giống nhau là thí sự rất không. Bởi vậy cũng có thể gặp La Quân cùng người bình thường ở giữa tinh thần cường độ, cái kia khác nhau là lớn đến bao nhiêu. Có thể nói như vậy, bởi vì La Quân nhục thân tu vi đã lợi hại đến hoàn mỹ bước. Thứ này cũng ngang với là Trương Vô Kỵ tu luyện Cửu Dương thần công, cái kia làm gì đều là làm ít công to. Duẫn Nhi lúc này kỳ quái nói ra, mà pháp sư không phải đều muốn đọc chú ngữ sao? Vì cái gì La đại ca ngươi đều không cần đọc chú ngữ? La Quân giật mình khẽ giật mình, nói, đúng a, ta hiện tại là rất kỳ quái. Tại sao muốn đọc chú ngữ a? Muốn làm gì thì làm gì a? Ngươi nhìn cái này, hắn tâm niệm nhất động, lập tức thủy nguyên tố ngưng tụ thành thủy cầu. Hắn lại nhất động, thủy nguyên tố lại hóa thành một ngụm băng kiếm. Rất đơn giản mà, La Quân thật kỳ quái nói ra, tại sao muốn đọc chú ngữ? Đa Luân Tư sắc mặt cổ quái, hắn cảm thấy La Quân giờ phút này biểu lộ hảo tiện a. Cái này giống Dubai kẻ có tiền nhìn thấy người nghèo cảm thấy thật kỳ quái, ai nha, ngươi vì sao lại không có tiền a? Nhưng là thân là đông đảo người nghèo bên trong một viên, nhìn thấy thứ nhị thế tổ này hỏi loại vấn đề này. Còn một bộ rất lợi hại vô tội bộ dáng. Đó là đặc biệt khiến người ta muốn đánh một trận a. Bất quá đối với La Quân tới nói, hắn là rất kỳ quái, muốn thi triển ma pháp gì, cái kia liền trực tiếp thi triển tốt. Muốn cái gì chú ngữ a? Tựa như là Trung Hoa đại đế những tiền bối đó nhóm, thi triển bất luận cái gì pháp thuật đều không có đọc chú ngữ a. Hắn nhưng lại không biết, ở chỗ này các ma pháp sư, tinh thần lực là không có mạnh như vậy. Bọn họ không thể dựa vào tinh thần lực trong nháy mắt ngưng tụ đại ma pháp chiêu thức, nhất định phải lấy chú ngữ đến phụ trợ. Bất quá các ma pháp sư có thể tu luyện tới cường đại mà bước về sau, có thể trong nháy mắt thi triển ra tiểu tiểu hỏa cầu thuật loại hình ma pháp. Đối với phổ thông các ma pháp sư tới nói, đọc chú ngữ mới là lớn nhất đại khổ nạn. Cái kia chú ngữ cũng không phải chiếu vào sách đọc liền tốt, nhất định phải là muốn tâm tình cùng thanh âm đều muốn phù hợp quy củ mới được. Sai một chữ. Âm điệu không đúng, vậy cũng là không được a. Rất nhiều ma pháp sư trong lúc đối chiến vừa căng thẳng, kết quả chú ngữ đọc không đúng, chết sống thi triển không ra ma pháp tới. Cái kia đây cũng là náo qua không ít trò cười nha. Lại nói lúc này, La Quân trong lòng là cao hứng. Hắn đối ma pháp đã sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, thế là hắn cũng liền không để ý tới Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi. Sau đó, La Quân lần nữa ngồi xếp bằng, linh hồn hắn lại lần nữa xuất khiếu. Sau đó, La Quân đem thổ nguyên tố, hỏa nguyên tố, mộc nguyên tố còn có hắc ám nguyên tố toàn bộ dung nhập vào trong linh hồn. Thế là, La Quân linh hồn chi cầu bên trong liền tràn ngập 6 màu. Cái này quả nhiên là màu sắc sặc sỡ tới cực điểm. Tại mất phương hướng đại lục ở bên trên, duy nhất toàn hệ ma pháp sư cũng liền như vậy sinh ra. Tiếp theo,
La Quân liền muốn bắt đầu tu luyện Long tộc ma pháp. Long thần Clarissa truyền thụ cho La Quân ma pháp bao quát toàn hệ ma pháp chiêu thức, hỏa hệ ma pháp có liệt hỏa thần kiếm, liệt quang thần diễm, liệt hỏa liễu nguyên, liệt long phi thiên. Thủy hệ ma pháp bên trong có càn khôn băng đống, a nan hàn băng cửu thần kiếm, ngoài ra còn có thủy mãn thiên hạ. Thủy mãn thiên hạ chính là thủy hệ ma pháp bên trong cấm chú, muốn thi triển đi ra, đó là rất lợi hại không dễ dàng. Bình thường thủy mãn thiên hạ đều là dùng để mưa xuống, tránh thức đối địch tác dụng không là rất lớn. Mỗi một hệ ma pháp, trong long tộc đều có cường đại chiêu thức. La Quân đầu tiên muốn quyết định chính mình tu luyện loại ma pháp nào, nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện những ma pháp này đều xem như rất lợi hại. Nhưng là cũng không có đặc biệt xuất sắc, đặc biệt để La Quân tâm động. La Quân cảm thấy mình mặc dù sẽ toàn hệ ma pháp, nhưng là nếu như mỗi lần chỉ có thể thi triển ra bên trong nhất hệ ma pháp, cái này còn không bằng liền sẽ nhất hệ ma pháp đây. Kể từ đó càng thêm dứt khoát, mà lại cũng có thể càng thêm chuyên tâm. Cho nên ngược lại, La Quân đối những ma pháp này chiêu thức hứng thú đều không phải là rất lớn. Liệt hỏa thần kiếm, La Quân tâm niệm nhất động, ngón tay hắn hướng phía trước một điểm, lập tức, một đạo liệt hỏa thần kiếm bắn ra đến, như thiểm điện lưu tinh bắn đi ra. Cái kia liệt hỏa thần kiếm bắn tại hàn băng trên vách, kích xạ ra chói lọi tia lửa, sau cùng toàn bộ chìm ngập vào hàn băng trong vách, uy lực lớn lạ thường. La Quân tiếp lấy lại một chỉ điểm ra, lần này lại là càn khôn băng đống. Nhất thời, tại La Quân trước mặt, một đạo hàn băng điêu khắc cấp tốc ngưng tụ ra. Tiếp theo, La Quân lại vung tay lên, nói, liệt thần hắc ám thuật. Trong nháy mắt, hắc ám nguyên tố đem mặt đất hàn băng ăn mòn thành dịch thể. Tiếp theo, hắc khí cuồn cuộn, trên không trung hình thành một cái mơ hồ hình người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. La Quân năng lực lĩnh ngộ hướng mạnh, trong nháy mắt liền đem số loại ma pháp chiêu thức thi triển đi ra. Mà lại, hắn chả có thể đồng thời thi triển hai loại ma pháp. Đa Luân Tư ở một bên nhìn không khỏi trợn mắt hốc mồm, hắn nói ra, La Quân, chiếu ngươi như thế phát triển tiếp, tương lai siêu việt giáo thần cũng không phải là không có khả năng sự tình a. La Quân sắc mặt lại có chút nặng nề, hắn nói ra, những chiêu thức này đều quá tầm thường, tuy nhiên có thể tính được không tệ, nhưng muốn nói thành là cao thủ, còn kém quá xa. Đa Luân Tư nao nao, hắn nhìn một chút La Quân, phát hiện La Quân xác thực không cao hứng lắm bộ dáng. Hắn có chút không hiểu La Quân ý nghĩ, ngay sau đó liền cũng liền an ủi nói ra, người mới vừa mới bắt đầu, từ từ sẽ đến mà. Người lúc này mới bắt đầu liền có thể có bực này bản sự. Tại Mê Thất Đại Lục lên nói, đã là gần như không tồn tại. La Quân mỉm cười, hắn cũng không xoắn suýt vấn đề này. Tuy nhiên trong lòng của hắn biết tu luyện ma pháp bên trên còn rất lợi hại có vấn đề, nhưng hắn cũng tin tưởng mình nhất định có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Ngay sau đó, hắn chuyển đổi đề tài, nói ra, Đa Luân Tư, người nói tiếp xuống chúng ta hẳn là đi nơi nào. Đa Luân Tư nghe vậy trầm giọng nói ra, chúng ta cùng với Lam Ti đã trở thành giáo thần cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lần này nàng nhất định sẽ tự mình xuất thủ tới giết chúng ta. Cho nên, tuyết này vực chúng ta là rất khó ở lại. Trong thiên hạ còn có một chỗ, đó là giáo thần vô luận như thế nào cũng không muốn đi. La Quân nhất thời đến hứng thú, nói, ồ, địa phương nào? Đa Luân Tư nói ra, Thiên Lăng. La Quân nói, Thiên Lăng lại là địa phương nào? Đa Luân Tư nói ra, người đây cũng không biết đi. Thiên Lăng mảnh đất kia là ma đầu tụ tập tràng sở. Rất nhiều tại Mê Thất Đại Lục bên trên lăn lộn ngoài đời không nổi người đều hội chạy trốn tới Thiên Lăng bên trong qua. Cái chỗ kia, ban ngày thời gian đặc biệt ngắn, ban đêm thời gian rất dài. Cho nên, nơi đó là hắc ám hệ ma pháp sư thiên đường. Mà giáo thần là ngũ hệ ma pháp sư, nàng duy chỉ có không phải là hắc ám ma pháp. Cho nên, nàng là tùy tiện không dám đi Thiên Lăng. Đa Luân Tư đón đến, tiếp tục nói. Hắc ám ma pháp sư cùng long tộc tại Mê Thất Đại Lục bên trong xem như nhận hết kỳ thị, tuyết này vực cùng Thiên Lăng cũng chính là một số vô cùng hung ác người còn có cùng đường mạt lộ người duy nhất có thể đi địa phương. Giáo thần dạng này người, một khi đến Thiên Lăng, những lão ma đầu đó nhóm khẳng định sẽ đối với nàng hợp nhau tấn công, cho nên ta mới nói, nơi đó là giáo thần đoạn sẽ không đi địa phương. Đã có Thiên Lăng dạng này địa phương, trước ngươi vì cái gì không đi Thiên Lăng, ngược lại muốn lại tới đây. La Quân không khỏi kỳ quái hỏi. Đa Luân Tư nói ra, Thiên Lăng là ma đầu căn cứ phương, bên trong tràn ngập dơ bẩn, nếu như không đến bị bất đắc dĩ, ta là không nguyện ý quá khứ. Và lại, ta sợ ta qua, trực tiếp bị những ma đầu đó cho giết.
ta đối với bọn hắn tới nói, cũng không có gì giá trị lợi dụng. Không giống như là Long Thần, ta trước đó không biết Long Thần là bị băng phong, ta coi là cầm vương quan tới, Long Thần hội nhận lấy ta. Đây thật là người tính không bằng trời tính. La Quân tiếp lấy hồ nghi nói ra, tốt ha, đầu này tính ngươi nói có đạo lý. Cái kia trước đó chúng ta đào mệnh thời điểm, khoảng chừng cảm giác đến cùng đường mặt lộ, người nhà làm sao cũng không nói cho ta, còn có Thiên Lăng cái này con đường lui. Đa Luân Tư trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, hắn thực không muốn nhất đến liền là Thiên Lăng. Lúc ấy, trong lòng của hắn là muốn kích phát La Quân tới tu luyện ma pháp. Hắn cảm thấy La Quân nếu như tu luyện ma pháp, khẳng định sẽ có đại thành tựu. Cho nên hắn cũng là không nói Thiên Lăng cái này con đường lui. Nhưng bây giờ không giống nhau, hiện tại La Quân đã tu luyện ma pháp, cho nên, hiện tại qua Thiên Lăng, đó là vừa vặn tìm tới cư trú chỗ. Đây là Đa Luân Tư ở trong lòng một đầu hoàn chỉnh lộ tuyến, trước kích phát La Quân muốn học tập ma pháp tâm, sau cùng trốn đến Thiên Lăng bên trong đi tu luyện ma pháp. Tốt, ngươi không cần phải nói. La Quân cũng là nhân tinh, xem xét Đa Luân Tư cái này thần sắc thì đoán cái 7-8 phần, hắn nói ra, nhìn ngươi cái này gian trá biểu lộ, ta cũng đã biết ngươi nghĩ là cái gì. Đúng, ngày này Lăng làm sao qua nha? Đa Luân Tư nói ra, qua Thiên Nguyên Đế Quốc phương hướng là hướng Bắc mà đi, qua Thiên Lăng thì là nhắm hướng Đông mà đi. Thiên Lăng cùng Tuyết Vực là giáp giới, nói đến, Tuyết Vực tại sinh tồn khí hậu hoàn cảnh bên trên muốn so Thiên Lăng ác liệt, Thiên Lăng bên trong coi trọng là mạnh được yếu thua. Chỗ nào đều là coi trọng mạnh được yếu thua a? La Quân nói ra. Đa Luân Tư tức giận nói, ngươi nghe ta nói hết lời, Thiên Lăng bên trong không có cái gì quy tắc, hết thảy đều dựa vào thực lực tranh thủ. Ngươi có bảo bối tốt, đối phương nhìn chúng, không nói hai lời liền trực tiếp đoạt, trực tiếp giết, cái kia là phi thường dã man. Rất nhiều bại hoại ở trên trời Lăng bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi, liền chạy đến Tuyết Vực bên trong. Hắn đón đến, nói, chúng ta nơi này là thuộc về Ma Uyên, cách Ma Long quá gần. Cho nên cũng không ai dám đến bên này. Thực ngươi cũng coi như là vận khí tốt, lúc trước ngươi muốn là bay thẳng đến Đông đi, khi đó thì sẽ đụng phải đám kia vô cùng hung ác lang thang người, bọn họ khẳng định đem bọn ngươi ăn không còn sót lại một chút cặn. La Quân lập tức liền không phục, nói ra, lời này nghe làm sao lại như vậy không dễ nghe đâu. Ta đụng phải Mâu Tư đám người này, còn có giáo thần con rối Nguyên Thần, ca ca không như cũ là sống sót sao. Đa Luân Tư xem thường mắt nhìn La Quân, nói ra, ngươi cùng Duẫn Nhi hôn mê bất tỉnh thời điểm. Nếu như đụng phải không phải ta, mà chính là phía đông đám người kia, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống không? Ta cam đoan bọn họ chuyện thứ nhất cũng là đưa ngươi làm thịt ăn. La Quân nhất thời ngây người, đậu phộng, thế mà quên cái này một gốc giả a. Đa Luân Tư nói xong có đạo lý, hắn thế mà không nói gì phản bác. Bất quá, La Quân nói sang chuyện khác, nói ra, Thiên Lăng bên trong đã liền giáo thần cũng không dám qua, vậy chúng ta qua chỉ sợ cũng rất nguy hiểm a. Đa Luân Tư nói ra, giáo thần tiến đến, sẽ kinh động ẩn tàng đại ma đầu. Chúng ta bất quá là con tôm nhỏ, hẳn là sẽ không kinh động quá lợi hại địch nhân. Lại nói, ngươi cũng là hắc ám hệ ma pháp sư, ngươi ở nơi này, bình thường người không ai dám khi dễ ngươi. Huống chi, người ta thân thể vũ kỹ, đó cũng là không tệ giọt mà. La Quân nghĩ cũng phải, mình bây giờ tuy nhiên ma pháp còn không ra thế nào, nhưng là nhục thân tu vi hiện tại là tuyệt đối cường hãn a. Ma pháp sư cái đồ chơi này nha, cũng không cần quá coi trọng. Lấy chính mình linh xảo thân pháp cùng lực lượng, muốn phá ma phương pháp cũng không phải là rất khó. Kể từ đó, La Quân ngược lại cảm thấy mình tiền vốn vẫn là rất đủ, hắn cũng liền buông lỏng một hơi. Đúng, Đa Luân Tư, La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, người nói Thiên Lăng bên trong có hay không đặc biệt lợi hại lão ma đầu, hắn có thể cho chúng ta mở ra không gian chi môn, để chúng ta trở lại chủ thế giới. Chúng ta làm gì muốn ở chỗ này đau khổ dày vò. Ma pháp này tu luyện được lợi hại hơn nữa, trở lại chủ thế giới cũng là khoảng không. Chúng ta muốn là trở lại chủ thế giới, cũng không cần sợ cái gì giáo thần a. Đa Luân Tư nghe vậy ngốc ngẩn ngơ, hắn hiển nhiên là không quá muốn cùng La Quân qua chủ thế giới. Hắn muốn là tại Mê Thất Đại Lục cùng La Quân cùng một chỗ thành lập một phen công lao sự nghiệp, dương mi thổ khí. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không tốt lắm đến bỏ đi La Quân suy nghĩ. Bởi vì cái này chính như La Quân muốn về chủ thế giới, mà hắn Đa Luân Tư muốn lưu tại Mê Thất Đại Lục một dạng. Mọi người đều có mọi người dự định cùng ý nghĩ, Đa Luân Tư cũng phải tôn trọng La Quân ý nghĩ. Ngay sau đó, Đa Luân Tư nói ra, trên lý luận,
dạng này lão ma ở trên trời lăng Rickon nhất định là có. Bất quá, chúng ta xác thực rất khó để những lão ma đó đáp ứng hỗ trợ a. Bởi vì ngươi nếu có bảo bối cùng hắn trao đổi, hắn sẽ không trao đổi. Bọn họ sẽ trực tiếp giết ngươi, sau đó bắt ngươi bảo bối. Ngươi nếu như có thể bức bách lão ma nhóm, vậy đã nói rõ ngươi tu vi đã che lại lão ma nhóm, khi đó ngươi liền có thể chính mình xé mở không gian chi môn trở về. Đây cũng là không cần cầu lão ma nhóm nha. La Quân trừng mắt Đa Luân Tư, nói, ngươi cái tên này, cũng là muốn ta đi theo ngươi đợi tại cái này mê thất đại lục bên trong. Chờ ta ma pháp tu luyện tới lão ma nhóm trình độ kia, ta đoán chừng cái kia tối thiểu phải là 10 năm sau, đến lúc đó lại về chủ thế giới, cũng liền không có ta chuyện gì. Đa Luân Tư tâm tư bị La Quân xem thấu, hắn cười ha hả. La Quân tiếp lấy thì ca hai tốt ôm Đa Luân Tư, nói, ca ca ta tại chủ thế giới bên trong, là bị Long Ngạo Thiên tên kia cho đuổi xuống hoàng vị. Đây mới là vô cùng nhục nhã a, ngươi làm tốt với ta huynh đệ, ngươi có ý tốt không đi giúp ta. Ngươi nói ngươi ở bên này cũng không có cái gì cụ thể cửu nhân, ngươi người cứ như vậy không muốn cùng ta qua chủ thế giới đâu. Đa Luân Tư biết La Quân lời nói có đạo lý, nhưng hắn từ nhỏ đã trên phiến đại lục này sinh trưởng, cho nên tự nhiên là sẽ có cố thổ nan ly suy nghĩ. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, tốt, chỉ cần ngươi có thể tìm tới trở về pháp môn, ta khẳng định đi theo ngươi. Quyết định như vậy, La Quân nói. Sau đó, trò chuyện cũng liền trò chuyện không sai biệt lắm. Tất cả mọi người có mục tiêu, cũng liền an tâm lại. Đa Luân Tư hơi mệt chút, nằm xuống thì nghỉ ngơi. Duẫn Nhi cũng tiến vào ấm chăn ấm bên trong. La Quân làm theo còn không muốn ngủ, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần bắt đầu tu luyện ma pháp đứng lên. Tuy nhiên La Quân nhìn lấy có chút cà lơ phất phơ, mà lại cũng cho người một loại tùy tiện cảm giác. Trên thực tế tâm hắn nghĩ là phi thường kín đáo, hắn biết mình dưới mắt đối ma pháp lĩnh ngộ càng sâu, như vậy ở trên trời lăng loại địa phương kia sống sót tỷ lệ cũng lại càng lớn. Lúc này, La Quân chỉ cần vừa nhắm mắt, là hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được trong não vực cái kia màu sắc sặc sỡ quang cầu. Long tộc có nội đan. Nhân loại ma pháp sư liền là dựa vào cái này trong não vực quang cầu. Cái này quang cầu cũng không phải là nói thật sự tại La Quân trong đầu có lớn như vậy một cái quang cầu, mà là một loại tinh thần lực tồn tại. Tinh thần lực, nó cũng không phải là thực chất, mà là một loại lực lượng, một loại từ trường. Tựa như là một cái nho nhỏ trong mâm, nó có thể cất giữ vô số tin tức một dạng. Nhưng bản thân lại là rất nhỏ. La Quân vừa nhắm mắt lại, thì có thể cảm nhận được ma pháp quang bóng đang chậm rãi tự quay. Đến La Quân hiện ở cái này tình trạng, hắn đã đi qua gian nan nhất bắt đầu, cho nên hiện tại căn bản cũng không cần linh hồn xuất khiếu. Hắn chỉ cần một minh tưởng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn phía ma pháp nguyên tố liền sẽ hướng trong não vực vọt tới. Giờ phút này, La Quân bắt đầu minh tưởng, cái kia bốn phía các loại nguyên tố liền hướng não vực trong quang cầu dũng mãnh lao tới, não vực quang cầu tham lam hấp thu. Như thế minh tưởng, La Quân một mực kiên trì 2 giờ. Sau 2 giờ, La Quân phát hiện một việc, cái kia chính là não vực quang cầu cũng không phải có thể vô hạn hấp thu nguyên tố chi lực. Cũng tỉ như hiện tại, La Quân cảm giác não vực quang cầu đã tràn đầy nguyên tố chi lực, cũng đã không thể hấp thu mảy may nguyên tố đi vào. La Quân lập tức liền biết, não vực quang cầu tu luyện không có đơn giản như vậy. Những chánh thức đó đại thần thông ma pháp sư, càng có thể khởi động cấm chú ma pháp sư. Bọn họ não vực trong quang cầu ẩn chứa tinh thần lực là khủng bố. Cái này não vực quang cầu tinh thần lực, nguyên lý là rất đơn giản. Liền giống với là động cơ, ngươi là cái gì loại hình động cơ, liền có thể đạt tới bao lớn mã lực. Phát động cấm chú mã lực, vậy ít nhất phải là 10 chiếc hàng không mẫu hạm tổng cộng mã lực. Đó là một cái khủng bố số liệu. Mà La Quân thể nội não vực quang cầu, mã tận lực nhiều cũng là một Ferrari. Ferrari so sánh ma pháp của hắn sư tới nói, đó là rất nghiêu bức. Bình thường ma pháp sư cũng thì tương đương với 20 vạn giá vị xe nhỏ. La Quân mã lực lấy ra cùng bọn hắn so sánh, cái kia là có thể dây giết bọn hắn. Nhưng là lúc này, đến một cỗ xe tải, ngay lập tức đem người Ferrari dây thành cặn bã a. La Quân tâm lý dần dần minh ngộ. Ma pháp chiêu thức cũng không trọng yếu, chính mình xoắn suýt tại chiêu thức bên trên cũng là bị coi thường. Tựa như là mình nội gia quyền, chính mình chưa từng có dựa vào một chiêu kia đến xưng vương xưng bá. Chính mình lực lượng cường đại, cũng là đơn giản nhất quyền liền có thể rơi xuống 10 xẻ. Nhưng lực lượng nếu là không mạnh, cũng là lại bao nhiêu lợi hại chiêu thức cũng là không tốt.
Nói như vậy đứng lên, chính mình trước mắt lớn nhất hẳn là tu luyện não vực quang cầu. Nhưng não vực quang cầu nên như thế nào cường đại? Tại chủ thế giới bên trong, như Trần Lăng tiền bối bọn họ pháp lực là thông qua tế bào não tiến hóa đến cường hóa pháp lực. Tế bào não có triệu tỷ tỷ, mà não vực quang cầu đâu? Não vực quang cầu tiến hóa dựa vào là cái gì? Đây là một cái rất lợi hại mang tính then chốt vấn đề. La Quân vất vả ở chỗ, ma pháp với hắn mà nói là cái hoàn toàn xa lạ đồ, vật. Mà lại, La Quân không có bất kỳ người nào có thể thỉnh giáo, hết thảy đều muốn dựa vào chính hắn đến tìm tòi. Lúc này, Quỳ Tiên trong cung lại yên lặng như tờ. Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi đều đã ngủ. La Quân ngồi xếp bằng, hắn trả tại khổ sở suy nghĩ lấy. Hết thảy đều hẳn là có dấu vết mà lần theo. Vạn sự vạn vật đều nhất định có tương đồng đạo lý. La Quân tin tưởng vững chắc mình có thể tìm tới chung pháp môn. Tại thu luyện nội gia quyền bên trong, La Quân đặt vững thâm hậu cơ sở. Phần này cơ sở mới là hắn lớn nhất tài phú, hắn thông qua phần này cơ sở có thể thấy được thiên văn, địa lý, tài phú, ngôi sao, vũ trụ các loại thần bí cách thức. Liền xem như ma pháp cũng không lợi hại. La Quân thủ bắt đầu trước tại trong não vực chỉnh lý long tộc ma pháp. Long tộc trời sinh thì có nội đan tự nhiên hấp thu nguyên tố chi lực. Mà long tộc cũng có cường đại nội đan pháp môn, tại long tộc ma pháp ghi chép bên trong. La Quân con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn một mực đang chú ý long tộc ma pháp các loại chiêu thức, nhưng không có qua chú ý những này nhỏ bé cơ sở. Nguyên lai, tại long tộc trong ma pháp, bọn họ đối với trong nội đan nguyên tố chi lực là hiểu như vậy. Trong nội đan nguyên tố chi lực, vô luận là cái kia một loại nguyên tố, tỉ như thủy nguyên tố, đó là vô số giọt nước tụ tập đứng lên. Tựa như là người tế bào một dạng, vô cùng vô tận. Nói cách khác, những nguyên tố này thì tương đương với trong não vực vô cùng tế bào. Như vậy, đến muốn tu luyện thế nào những nguyên tố này đâu? Cái thứ nhất pháp môn cũng là thôn phệ. Trước đêm trong nội đan nguyên tố tản ra, du tẩu toàn thân, cùng thân thể sinh ra huyết nhục tương liên cảm giác. Sau đó như vậy thành là chân chính bản thể nguyên tố. Quá trình này là cực thống khổ, nguyên tố là cái gì? Là nước cũng là hỏa, là ánh sáng cũng là mộc, những nguyên tố này cùng thân thể huyết nhục tương dung lúc, đó là một loại thống khổ thuế biến. Trong thiên hạ, cũng duy nhất chỉ có long tộc mới có thể dựa vào thôn phệ để đạt tới tu luyện nguyên tố chi lực mục đích. Không khác, bởi vì long tộc thân thể rất cường đại, rất lợi hại cứng cỏi. Nhưng nhân loại lại không được, những phổ thông đó ma pháp sư. Ta giọt cái lão thiên, thân thể bọn họ theo người bình thường không có gì khác biệt a. Bọn họ thật nếu để cho nguyên tố chi lực du tẩu toàn thân, trực tiếp thì treo. Mà long tộc ma pháp bên trong cũng có quan hệ với nhân loại tu luyện não vực quang cầu pháp môn, bọn họ đại đa số là dựa vào tốt nhất ma pháp nguyên thủy tinh thạch minh tưởng, hấp thu ma pháp trong tinh thạch tinh khiết nguyên tố chi lực. Cái này rất giống là tại chủ thế giới bên trong, tất cả mọi người dựa vào ăn đan đến cường đại tế bào, tiến hóa tế bào. Quả nhiên, đây hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo, đồng thời có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. La Quân trên thân không có nhiều như vậy ma pháp tinh thạch, mà lại, trên thân mấy khỏa ma pháp tinh thạch đều là Mâu Tư trưởng lão dùng qua. La Quân tự nhiên là không có một chút tác dụng nào. Huống chi, loại này nguyên thủy tinh thạch thì theo chủ thế giới đan dược một dạng, đều là vật hy hãn. La Quân cũng không có địa đi làm. Đương nhiên, cái này mê thất đại lục nguyên thủy tinh thạch so chủ thế giới đan dược vẫn là tốt làm một số. Chủ thế giới đan dược dựa vào luyện, nơi này nguyên thủy tinh thạch là dựa vào khai thác. Cái đồ chơi này, theo chủ thế giới kim cương một dạng tinh quý. Hơn nữa còn bị các ma pháp sư ôm đồm, ngoại nhân muốn mua cũng không tốt mua được, tránh thức có tiền mà không mua được. Cho nên, La Quân hiện tại cũng chỉ còn lại có thôn vệ đầu này đường có thể đi. Lấy nguyên tố mới chiến thắng dưỡng. Để đạt tới cường đại bản thể nguyên tố mục đích. La Quân đối thân thể của mình vẫn là rất lợi hại tự tin, hắn thân thể ban đầu thì cực kỳ cường hãn. Lần này thôn vệ long thần long tinh về sau, hắn chiến đấu lực tăng mạnh, chiến đấu lực sau cùng cũng cường hóa hắn thân thể. Thân thể này, so với long tộc là không kém đi đâu. Nguyên tố trong thân thể hấp thu tinh huyết, đây là muốn để nguyên tố cùng thân thể càng thêm phù hợp, cũng làm cho nguyên tố nhiều tinh huyết. Như thế, những nguyên tố này liền sẽ so bên ngoài nguyên tố phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng là dựa vào nguyên lý này, những này bản thể nguyên tố mới có thể có tư cách qua thôn phệ bên ngoài nguyên tố. Không phải vậy lời nói, tất cả mọi người là tại cùng một cái cấp bậc bên trên,
ngươi dựa vào cái gì thôn phệ người khác? Đó là cái vô cùng tinh diệu pháp môn. Quả nhiên, cao đám sinh linh trí tuệ đều là vô hạn. La Quân có thể tưởng tượng, lúc trước sáng tạo pháp môn này tiền bối là kinh lịch hạng gì niết bàn, sau cùng mới thành công sáng tạo như thế pháp môn. Sau đó, La Quân tĩnh hạ tâm thần. Hắn bắt đầu thúc đẩy não vực trong quang cầu nguyên tố chi lực tản ra. Quả cầu ánh sáng kia hoàn toàn thụ hắn não vực khống chế, thế là, quang cầu liền chậm rãi tản ra. Đủ loại nguyên tố trôi nổi đứng lên, sau cùng, lại tại La Quân điều khiển, hướng phía trong thân thể chảy tới. La Quân nhắm mắt lại, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được thân thể bất luận cái gì nhỏ bé tình huống. Hắn trông thấy những nguyên tố này còn như núi non sông suối một dạng hướng phía trong thân thể dũng mãnh lao tới. Hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, quang nguyên tố, mộc nguyên tố, thổ nguyên tố, hắc ám nguyên tố toàn bộ chui loạn tán loạn. Cái này giống như là tại La Quân trong thân thể cưỡng ép rót vào các loại loạn thất bát tao đồ, vật. La Quân cảm giác được thân thể vô cùng căng đau, tiếp lấy lại là nhói nhói, sau cùng lại là cắn răng thực cốt đau nhức. La Quân trong một chớp mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trên người hắn bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt. Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi lập tức tỉnh lại. Hai người lập tức liền trông thấy La Quân thân thể không thích hợp. Mà La Quân là nhắm mắt lại. Duẫn Nhi liền vội vàng tiến lên, nàng lo lắng muốn điên nói, là đại ca, người thế nào? Người đừng dọa Duẫn Nhi a. Đa Luân Tư trầm giọng nói ra, Duẫn Nhi, hắn đang luyện công, chúng ta trước yên lặng nhìn biến. Duẫn Nhi cũng biết luyện công đến chỗ mấu chốt, đó là không cho ngoại giới quấy rầy. Không phải vậy nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nàng tuy nhiên lo lắng, nhưng vẫn là khống chế lại tâm tình, không đi quấy rầy La Quân. Mỗi một lần tiến bộ, cũng sẽ là một loại thống khổ niết bàn. Thật chỉ là La Quân vận khí tốt sao? Hắn cái này cùng nhau đi tới, chỗ chịu đau khổ là bên ngoài người thường không thể tưởng tượng. Thân thể của hắn đã không biết tiếp nhận bao nhiêu lần không phải người dày vò cùng thống khổ. La Quân thể nội nguyên tố loạn thất bát tao, đủ loại. Loại thống khổ này so với long tộc nhóm thừa nhận thống khổ càng có. Bất quá còn tốt, La Quân ý chí lực kiên định. Kết quả cuối cùng cũng là vô cùng nguyên tố đang tiếp thụ La Quân tinh huyết tưới tiêu về sau, tựa như là liệt mã bị thuần phục, chúng nó toàn bộ ôn nhu. Những nguyên tố này số lượng đã đạt tới 1.000 tỷ cấp độ. Mỗi một cái đơn độc nguyên tố, đó là so vi trùng còn muốn nhỏ. 100 triệu thủy nguyên tố, đây cũng là mới móng tay phiến lớn nhỏ. La Quân có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn cùng những nguyên tố này nhóm đã có trên mặt cảm tình liên hệ. Chúng nó là đơn thuần, hiện tại thì hoàn toàn lấy La Quân ý chí lực vì chuyển di. Tựa như là đã theo La Quân là một thể, đây là huyết nhục tương liên cảm giác. Sau đó, La Quân để sở hữu nguyên tố quý vị. Rất nhanh, La Quân trong não vực, một cái màu sắc sặc sỡ não vực quang cầu lại lần nữa hình thành. Lúc này, La Quân thân thể khôi phục bình thường. Hắn dài thở phào một hơi. Duẫn Nhi cùng Đa Luân Tư nhìn thấy La Quân không có việc gì, hai người đều là hoan hỉ. Duẫn Nhi nói, La đại ca, người vừa rồi hù chết Duẫn Nhi. La Quân nắm chặt Duẫn Nhi nhu di, mỉm cười, nói, ngốc nhà đầu, yên tâm đi, ta không có việc gì. Đa Luân Tư làm theo hiếu kỳ nói, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? La Quân liền như nói thật nói, là long tộc trong khi tu luyện đan pháp môn. Để trong nội đan sở hữu nguyên tố trong thân thể du tẩu, bị tinh huyết tưới tiêu, như thế liền trở thành cường đại bản thể nguyên tố. Lại lấy bản thể nguyên tố hấp thu thôn phệ ngoại giới nguyên tố. Đa Luân Tư không khỏi ngạc nhiên, nói, lại có thần kỳ như thế pháp môn. Khó trách long tộc không dựa vào nguyên thủy tinh thạch liền có thể cường đại như vậy. La Quân nói ra, pháp môn này mặc dù diệu, nhưng không phải mỗi người đều có thể bắt chước. Nếu không phải thân thể ta cường hãn. Những nguyên tố đó cùng nhau chui vào thân thể bên trong, sớm liền bạo thể mà chết. Đa Luân Tư nao nao, theo rồi nói ra, điều này cũng đúng, tại chúng ta mê thất đại lục bên trong, ma pháp sư nhược điểm lớn nhất cũng là thân thể quá yếu. Có thể tránh thức ma vũ song tu không có mấy cái, liền xem như có, đó cũng là bên trong một hạng mạnh, mặt khác một hạng bất quá là bài trí. La Quân cười ha ha, nói ra, cái kia đại khái ca ca muốn trở thành một cái ngoại lệ. Hắn hiện khi tìm thấy pháp môn tu luyện, liền là có chút đắc chí vừa lòng. Thời điểm cũng không còn sớm, La Quân hôm nay một ngày này cũng là đầy đủ mệt mỏi. Minh tưởng nguyên tố chi lực, đây chính là cái hao phí tinh thần việc. Hắn liền cũng liền nói, hết thảy đều đợi ngày mai rồi nói sau, ta cũng phải ngủ,
Đa Luân Tư nhân tiện nói, tốt, hắn ngã đầu thì ngủ. La Quân liền cơ linh chui vào đến Duẫn Nhi trong chăn, Duẫn Nhi còn ở bên ngoài đâu. Nàng thấy thế khuôn mặt hơi đỏ lên, bất quá cũng vẫn là đến trong chăn. Duẫn Nhi vốn là còn chút lo lắng La Quân giở trò xấu đây. Dù sao Đa Luân Tư đại ca ở chỗ này, cái kia nàng vẫn là hội cảm thấy rất lợi hại ngượng ngùng. Bất quá hiển nhiên, Duẫn Nhi là nghĩ nhiều, bởi vì La Quân cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp liền ngủ mất, hắn chả treo lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Gia hỏa này, đúng là mệt mỏi. La Quân cái này ngủ một giấc rất thơm, ngủ đến buổi sáng 6 giờ thời điểm, tinh thần hắn hoàn toàn khôi phục. Trong chăn rất là ấm áp, thực toàn bộ trong lều vải đều thật ấm áp, dù sao hỏa phù rất nhiều, không cần tiền dùng chứ sao. La Quân đi tới nơi này cái mê thất đại lục một tháng có thừa, đêm nay là hắn ngủ an tâm nhất, thoải mái nhất một đêm. Mà lại, hắn chả ôm Duẫn Nhi. Duẫn Nhi cũng đã ngủ say. La Quân có thể ngửi được nàng trắng như tuyết chỗ cổ mùi thơm. Lúc này, La Quân cảm thấy có chút khô nóng, mà lại rất rõ ràng nam tính xúc động cũng nổi bật đi ra. Mỹ nhân trong ngực, thật đúng là muốn như vậy xúc động, sau đó đem Duẫn Nhi giải quyết tại chỗ. Bất quá La Quân dù sao không phải như vậy hoang đường người, nơi này còn có Đa Luân Tư ở đây. Duẫn Nhi lại là như thế thẹn thùng người. Lại nói, coi như Duẫn Nhi chịu, chính mình cũng không thể nhẹ như vậy tiện Duẫn Nhi. Cho nên La Quân liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm ngủ. Bất quá gia hỏa này cũng không có thật thành thật như vậy, tay hắn rất tự nhiên tiến vào Duẫn Nhi trong cổ áo, sau đó nắm chặt cái kia mềm mại sung mãn. Sau đó, hắn liền cũng liền vừa lòng thỏa ý ngủ. Duẫn Nhi thực là bị La Quân như thế đẩy ánh sáng mỏng thì tỉnh, nơi này là nữ nhi gia rất lợi hại mẫn cảm địa phương, nàng nơi nào sẽ bất tỉnh. Có thể Duẫn Nhi lại coi là La Quân là ngủ bên trong vô ý cử động. Nàng tuy nhiên khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cũng không có lên tiếng. Thực trong lòng nàng, cùng La đại ca dạng này tương cứu trong lúc hoạn nạn, nàng cảm thấy rất là vui vẻ. Ở cái này mê thất đại lục bên trong, tuy nhiên vạn vật hoang vu, nhưng là cái thế giới này phảng phất cũng chỉ có nàng và La đại ca còn có Đa Luân Tư đại ca. Dạng này để cho nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Buổi sáng 8 giờ, La Quân lặng lẽ đưa tay thu hồi. Duẫn Nhi ngủ một hồi, cũng liền rời giường. Nàng phải chịu trách nhiệm cho hai người làm điểm tâm. Duẫn Nhi nhất động, Đa Luân Tư bên kia cũng tỉnh. Đa Luân Tư lập tức liền lớn tiếng hô La Quân, nói, mau dậy đi nhóm lửa a, người cái này con heo lười. La Quân chống đỡ cái lưng mỏi, ngồi xuống, hắn cười hắc hắc, nói ra, Đa Luân Tư, người không phải thánh kỵ sĩ rất nghiêu bức sao. Chính ngươi nhóm lửa a. Đa Luân Tư trợn mắt chừng một cái, một bộ không muốn để ý La Quân biểu lộ. La Quân đương nhiên cũng là nói đùa, hắn lập tức trợ giúp Duẫn Nhi nhóm lửa. Sau đó, La Quân đứng người lên, hắn vô cùng phấn chấn hạ thân, nói, hôm nay ta sẽ giúp ngươi trị liệu một lần hẳn là thì không sai biệt lắm. Hắn đón đến, nói ra, ăn điểm tâm xong về sau, chúng ta liền bắt đầu đi đường. Đa Luân Tư gật gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, Duẫn Nhi liền bắt đầu nấu cơm, La Quân thì đến Đa Luân Tư bên người, hắn trước dùng thủy linh thuật. Lại dùng thánh quang thuật vì Đa Luân Tư liệu thương. Hôm nay La Quân liền càng thêm hời hợt. Một phen trị liệu về sau, Đa Luân Tư thương thế rốt cục hoàn toàn khỏi hẳn. Nhìn, ma pháp này trị liệu thuật thật là thần kỳ. Liền Đa Luân Tư nghiêm trọng như vậy nội thương đều có thể trị hết. Nhưng mà trên thực tế, có rất ít ma pháp sư cùng lúc sử dụng thủy linh thuật cùng thánh quang thuật. Mà lại, hai thứ này trị liệu thuật chính là tinh tế việc. Mê thất đại lục phía trên. Thật đúng là không có mấy cái ma pháp sư có thể có bản lĩnh chữa khỏi Đa Luân Tư. Lúc này, Duẫn Nhi đồ ăn cũng làm tốt, thực cũng rất đơn giản, đều là một số ngồi mát ăn bát vàng đồ ăn, hâm nóng liền tốt. Mọi người liền canh thịt dê ăn cơm trắng, tuy nhiên đồ ăn thô ráp, nhưng ở cái này băng tuyết ngập trời bên trong vậy thì thật là phá lệ có tư có vị a. Riêng là tại canh thịt dê bên trong lại thêm một số bột tiêu cay, cay cay, uống đến trong bụng, gọi là một thống khoái a. Ăn cơm xong về sau, ba người đều là ở vào long tinh hổ mãnh trạng thái. La Quân tuy nhiên rất muốn tìm cơ hội tới thôn phệ nguyên tố, cường đại não vực quang cầu. Nhưng là hắn cảm thấy ở chỗ này ở lâu cũng không an toàn. Ba người rất nhanh liền ra ma cung. Về phần cái kia viên trứng rồng làm theo được bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Ra ma cung, ngoại giới vẫn là tuyết trắng mênh mang. Mới tới nhìn lên, còn cảm thấy nơi này phong cảnh có một phen đặc biệt tư vị. Nhưng thời gian nhìn lâu,
cái này vĩnh hằng trắng như tuyết khiến người ta hận không thể đem đánh nát mới tốt. Ba người hướng lên trời lăng phương hướng mà đi. Dựa theo đa luân tư thuyết pháp, lần này đi thiên lăng, cũng có hơn 2.000 dặm lộ trình. La Quân không khỏi đuổi tới nhức cả trứng, hơn 2.000 dặm, cũng là ngồi mẹ nó đường sắt cao tốc cũng phải 7 giờ. Ba người toàn bộ đều là dựa vào chân hành tẩu, cái này cần có bao nhiêu chậm. Càng nguy hiểm hơn là, trong đống tuyết hành tẩu, tốc độ chậm hơn A. 2.000 dặm lộ trình, coi như trên đường không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta chỉ ít cũng phải muốn 10 ngày A. La Quân vừa đi vừa xông Đa Luân Tư nói ra, ta dựa vào, Đa Luân Tư, ngươi tâm thật đúng là bao quát A, lại dám nói chúng ta có thể tại ma cung đợi 3 ngày. Làm sao, Đa Luân Tư có chút không hiểu. La Quân nói ra, ngươi coi cái kia giáo thần là kẻ ngu A, nàng hội trực lăng lăng hướng ma cung nơi này đến dốc sức giết chúng ta. Heo cũng sẽ không đợi ở nơi nào, chờ lấy nàng tới giết A. Đa Luân Tư không khỏi run lên, nói, ngươi ý là, giáo thần cũng có thể đoán được chúng ta muốn đi hướng thiên lăng. La Quân nói ra, đây không phải nói nhảm sao, thiên lăng đã là chúng ta đường ra duy nhất, mà lại, giáo thần cũng khẳng định biết thiên lăng cái chỗ kia nàng đi không được. Cho nên, lấy nàng hiện tại đối với chúng ta hận thấu xương, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta còn sống tiến thiên lăng. Đa Luân Tư lập tức cũng liền tỉnh ngộ ra chính mình đem sự tình vẫn là muốn đơn giản một số, hắn hỏi, vậy ngươi cảm thấy giáo thần hội làm thế nào? La Quân ưu điểm lớn nhất cũng là xưa nay không khinh thị địch nhân, hắn dưới loại tình huống này, sẽ đem chính mình tưởng tượng thành giáo thần, sau đó phán đoán giáo thần muốn làm gì. La Quân trầm giọng nói ra, từ nơi này đến thiên lăng, địa vực rộng rãi, chúng ta thân ở bên trong không thể nghi ngờ tựa như là con cá tiến đại hải. Giáo thần tuy nhiên thần thông vô địch, nhưng nàng cũng không có khả năng trực tiếp tìm tới chúng ta. Cho nên, lần này nổi giận giáo thần nhất định sẽ phát động thần giáo cao thủ theo đuổi bắt chúng ta. Ta đoán những cao thủ này ở giữa khẳng định sẽ bị giáo thần để đặt giám thị tính phù chú. Chỉ cần có bất kỳ cao thủ phát hiện chúng ta tung tích, giáo thần thì nhất định sẽ cấp tốc truy giết tới. La Quân tiếp tục nói, chúng ta từ nơi này đến thiên lăng xác thực là rất khó bị giáo thần truy sát đến, nhưng theo chúng ta càng tiếp cận thiên lăng, như vậy chúng ta lộ tuyến phạm vi liền sẽ càng hẹp. Đến lúc đó, chúng ta có thể sẽ đứng trước vô số thiết hạ giám thị ma pháp trận các loại. Khả năng chúng ta hội trong lúc vô tình bị giáo thần để mắt tới mà không biết. Cho đến lúc đó, trong lúc bất chi bất giác, chúng ta thì thật chết không có chỗ chôn. Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi nghe xong cõng tóc gáy dựng đứng, các nàng cảm thấy được giáo thần đáng sợ. Đa Luân Tư không được bội phục La Quân, hắn nói ra, ngươi xác thực so ta thông minh quá nhiều, nếu không phải có ngươi, chỉ sợ chúng ta như thế mù quáng quá khứ, sớm đã chết không táng sinh chi địa. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta cũng kỳ quái, Mậu Tư trưởng lão cái kia lũ ngu ngốc làm sao truy ngươi cứ như vậy khó khăn. Ta nhìn ngươi cũng không quá thông minh à. Đa Luân Tư cười mắng, ngươi là một ngày không tổn hại ta, ngươi thì xương cốt ngứa đúng không? La Quân cười ha ha một tiếng. Đa Luân Tư nói ra, đã ngươi đã đoán được giáo thần thủ đoạn, vậy ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ phải làm gì? La Quân nói ra, đầu tiên chúng ta phải xác định đầu thứ nhất, cái kia chính là đối mặt giáo thần. Chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ sức đánh trả nào. Giáo thần nhất tôn con rối nguyên thần liền đã đáng sợ như thế, kia liền càng đừng nói nàng đích thân tới mà đến lợi hại. Điểm này, Đa Luân Tư là tán thành. Hắn nói ra, giáo thần trưởng khống thần giáo, vô địch tại Mê Thất Đại Lục. Ta tuyệt đối tin tưởng nàng muốn giết chúng ta tựa như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. La Quân nói ra, cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể cứng đối cứng. Hắn đón đến, nói ra, đã không thể cứng đối cứng, vậy chúng ta đầu tiên muốn làm liền là cải biến trang phục. Còn làm sao cải biến, hiện tại ta cũng không nói được, chúng ta đầu tiên phải đi tìm tới người sống, sau đó đổi cho bọn họ thay quần áo. Đa Luân Tư nhãn tình sáng lên, nói ra, biện pháp này tốt. La Quân cười hắc hắc, nói ra, giáo thần thần thông rất lớn, nàng nhất định sẽ đem chúng ta diện mạo dùng ma pháp bày ra cho dưới tay nàng đến tìm kiếm. Mà những cái kia thủ hạ liền sẽ tại trong đầu nhớ kỹ chúng ta trước đó hình dạng. Một khi chúng ta cải biến hình dạng, bọn họ rất khó lấy lại tinh thần. Đa Luân Tư nói ra, diệu quá thay. Chủ ý quyết định, liền một đường đông hành. Một ngày này đi qua cũng rất là bình tĩnh, không có gặp được người nào. Ban đêm ba người tiếp tục châm chướng bồng nghỉ ngơi. Duẫn Nhi tại trong lều vải nấu cơm, sau khi ăn cơm xong, ba người thân thể đều ấm áp cực kỳ. Sau đó,
La Quân để Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi ngủ trước. Hắn làm theo bắt đầu tu luyện ma pháp đứng lên. Duẫn Nhi cùng Đa Luân Tư riêng phần mình ngủ, trong lều vải ấm áp như xuân. La Quân ngồi xếp bằng, hắn vừa nhắm mắt lại liền có thể cảm nhận được não vực quang cầu tự quay. Nhắm mắt lại, não vực quang cầu chính là từ ức vạn bản thể nguyên tố mà tạo thành. Chung quanh vô cùng nguyên tố tựa như là vũ trụ tinh hà bên trong vô số hành tinh. Tự quay, quay quanh, đều có quy luật, nhưng bản thể nguyên tố có thể phát ra vô cùng hấp lực, chỉ cần La Quân tâm niệm nhất động, những cái kia ở chung quanh không trung nguyên tố lập tức liền hướng La Quân não vực trong quang cầu vọt tới. La Quân trong nháy mắt động niệm, thế là liền có 10 vạn ức thủy nguyên tố vọt tới. Tuyết này vực bên trong, nhiều nhất cũng là thủy nguyên tố. Quyền kia thể thủy nguyên tố lập tức liền tham lam thôn phệ dậy thủy nguyên tố tới. 10 vạn ức thủy nguyên tố bị thôn phệ xong sau, La Quân rõ ràng cảm giác được não vực quang cầu bên trong bản thể thủy nguyên tố càng thêm cường đại. Chỉ cần nhất động đọc, coi như phương viên ngoài trăm thước thủy nguyên tố cũng lập tức hướng bên này vọt tới. La Quân không khỏi đại hỉ, nếu như một mực như thế thôn phệ xuống dưới. Bản thể nguyên tố cường đại tới trình độ nhất định, chỉ sợ là ngoài ngàn mét, vạn mét bên ngoài thủy nguyên tố cũng có thể điều động. Những cấm chú đó sở dĩ là cấm chú, thì là có thể điều động đại diện tích nguyên tố chi lực. Như ta tâm niệm nhất động, thập phương thiên địa vân động, cái kia là bực nào uy phong bát diện a. Lúc này, tuy nhiên La Quân bản thể thủy nguyên tố thôn phệ 10 vạn ức thủy nguyên tố, nhưng là bản thể nguyên tố lại là căn bản không đủ, chúng nó giống như tế bào vô cùng đói khát. Một khi thôn phệ hấp thu về sau, chúng nó liền sẽ tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là lúc này, La Quân cũng không tiếp tục tu luyện thủy nguyên tố. Bởi vì hắn cảm thấy đầu có chút đau nhức, cái kia não vực quang cầu trở nên lung la lung lay đứng lên. La Quân lập tức minh bạch, não vực trong quang cầu nguyên tố chi lực coi trọng là một cái thăng bằng. Hiện tại bản thể thủy nguyên tố thôn phệ quá lượng thủy nguyên tố, nó đã không thể uống hắn nguyên tố thăng bằng. Cho nên lúc này, La Quân liền muốn hấp thu hắn nguyên tố chi lực, để não vực quang cầu ở vào trạng thái thăng bằng. Đây cũng chính là đa hệ ma pháp sư buồn rầu, bọn họ tuy nhiên một người cầm mấy người tiền lương, nhưng cũng phải một người làm mấy người việc a. La Quân tiếp lấy thì thăng bằng hắn nguyên tố chi lực, hắn tuần tự thôn phệ hỏa nguyên tố, quang nguyên tố, thổ nguyên tố, mộc nguyên tố, cùng hắc ám nguyên tố. Cái kia hỏa nguyên tố cùng quang nguyên tố còn có mộc nguyên tố so sánh lừa thừa ít một chút. Riêng là đến tối, hỏa nguyên tố cùng quang nguyên tố rõ ràng khan hiếm vô cùng. La Quân cẩn thận thăng bằng thôn phệ. Về phần hắc ám nguyên tố cùng thổ nguyên tố, cái kia chính là vô cùng vô tận. La Quân tuần tự thôn phệ 10 vạn ức hắc ám nguyên tố cùng 10 vạn ức thổ nguyên tố. Thôn phệ hoàn tất về sau, La Quân não vực quang cầu càng thêm sáng ngời, mà lại, La Quân nhắm mắt lại, hắn cảm giác mình cùng bên trong thiên địa liên hệ càng thêm sâu. Phương viên ngàn mét bên trong hết thảy, hắn đều có thể nhất thanh nhị sở. Những cái kia bên ngoài nguyên tố toàn bộ thành La Quân tai mắt. Mặc dù nhưng đã đến nước này, nhưng là La Quân biết, bản thể nguyên tố thuế biến cùng tiến hóa còn có rất lớn không gian. Nếu là có thể tu luyện tới điều động phạm vi ngàn dặm nguyên tố, đó mới là đạt tới giáo thần cấp bậc tu vi. Lúc này, thiên dần dần sáng, La Quân bất chi bất giác đã tu luyện một buổi tối. Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi tất cả đứng lên. Đa Luân Tư nhìn thấy La Quân y nguyên ngồi xếp bằng, hắn không khỏi bị kinh ngạc, hỏi, La Quân, người một đêm đều không ngủ. La Quân mở mắt ra, hắn cảm giác đến thời gian qua thật nhanh a, nhanh như vậy thì sáng. Hắn hơi hơi thở dài, nói ra, muốn là cho ta một tháng thời gian, chưa hẳn liền không thể chiến thắng giáo thần a. Hắn một đêm này tu luyện để niềm tin của hắn tăng trưởng không ít. Trên thực tế, gia hỏa này vẫn là quá lạc quan. Tiền kỳ thôn vệ xác thực rất nhanh, vậy liền theo trong khi tu luyện nhà quyền hoặc là chơi game một dạng. Phía trước 30 cấp đều là rất nhanh thăng, nhưng càng đi về phía sau, vậy coi như càng khó a. Đa Luân Tư gặp La Quân có lòng tin như vậy, hắn cũng cao hứng theo, liền nói ra, chờ chúng ta đến Thiên Lăng, tự nhiên có là thời gian cho ngươi tu luyện. La Quân mỉm cười. Duẫn Nhi liền cũng liền vui tươi hớn hở qua nấu cơm. La Quân sau đó nghĩ đến cái gì, hắn nói ra, Đa Luân Tư, ta xem chúng ta chạy trốn độ khó khăn lại phải gia tăng. Đa Luân Tư hơi kinh hãi, nói, lời này sao nói. La Quân nói ra, ta tu luyện một đêm, hiện tại phương viên ngàn mét bất luận cái gì động tĩnh, chỉ cần ta ngưng tụ thần, liền có thể xuyên thấu qua não vực quang cầu đến chiếu rõ hư không. Ta đều có thể nhìn thấy phương viên ngàn mét động tĩnh, ta
ta muốn dạy thần nhìn cái ngàn dặm phạm vi trăm dặm, đó là không có vấn đề gì. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta tiến vào giáo thần phạm vi ngàn dặm bên trong, vậy liền rất có thể bị nàng tìm tới. Não vực quang cầu là cái gì? Đa Luân Tư kỳ quái hỏi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn cái này mới tỉnh ngộ lại. Cái này não vực quang cầu là mình đặt tên, ngay sau đó, hắn thì chỉ đầu mình, nói ra, ta nhắm mắt lại, trong đầu thì có cái quang cầu. Ta thúc đẩy ngoại giới nguyên tố, liền dựa vào cái này trong đầu quang cầu. Đây là thần linh, các ma pháp sư đều gọi hô chính mình trong đầu loại vật này vì thần linh. Đa Luân Tư nói ra, bọn họ cảm thấy nguyên tố chi lực là thần linh ban cho, đem này vật thần kỳ mệnh vì thần linh, mỗi ngày minh tưởng, liền cũng coi là hướng thần linh cầu nguyện. La Quân không khỏi cười một tiếng, nói, thần linh cái tên này quá thổ, còn không bằng tự quang não đây. Ta về sau liền đem thứ này gọi là quang não. Đa Luân Tư cũng cười một tiếng, nói, người tùy ý. Hắn đón đến, nói ra, bất quá người mới vừa nói người có thể quan sát được ngàn mét bên trong đồ, vật. Như vậy lấy giáo thần bản sự, nàng chưa hẳn liền không thể quan sát được ngàn dặm bên trong đồ, vật. La Quân nói ra, đạo lý là đạo lý này, chúng ta đang phán đoán vấn đề lúc, phải tận lực hướng bết bát nhất phương diện tưởng tượng. Hắn đón đến, nói ra, bất quá coi như giáo thần có thể chiếu rõ ngàn dặm, nhưng là ngàn dặm phạm vi thế nhưng là cái vô biên vô tận phạm vi, nàng cũng không có cách nào tùy thời tùy chỗ đem mỗi một cái nơi hẻo lánh đều quan sát được. Cái này theo camera đạo lý là một dạng. Ngươi thử nhìn một chút đem một cái cao ốc giám sát toàn bộ tập trung ở một cái trên màn hình lớn. Như vậy mảnh tiểu phát sinh trong góc chuyện gì, đó cũng là rất khó phát hiện. Đa Luân Tư nói ra, ngươi nói có lý, bất quá mặc kệ như thế nào, chúng ta đều hẳn là cẩn thận một chút chút. La Quân gật gật đầu. Ăn xong điểm tâm về sau, La Quân một đoàn người tiếp tục đi đường. Tuyết trắng mênh mang. Bốn phía y nguyên không hề giấu chân người. Bất quá đến 5 giờ chiều thời điểm, La Quân một đoàn người rốt cục trông thấy trong đống tuyết có không ít dấu chân. Mà lại, phía trước cũng xuất hiện rừng cây. Nơi này không hề giống trước đó như vậy hoang vu. Nơi này cách Thiên Lăng còn có hơn 1.600 dặm, nhưng là cách Ma Cung đã có đầy đủ khoảng cách. Mà lại bên này địa phương, khí hậu muốn so với chúng ta trước đó ở chỗ đó phương muốn đỡ một ít. Cho nên nơi này đã bắt đầu có một ít vô cùng hung ác vết chân người dấu vết. Nơi này không chỉ có Thiên Lăng bên trong trốn tới người. Cũng có một chút bán thú nhân, hoặc là trên đại lục lăn lộn ngoài đời không nổi người. Tóm lại nơi này là tốt xấu lẫn lộn, có thể tới đến những địa phương này đến, không có mấy cái người tốt. La Quân cười ha ha, nói ra, dù sao mình là người tốt. Đa Luân Tư mỉm cười. Ba người liền tiếp tục đi tới, chờ đến tối, đột nhiên nhìn thấy phía trước có hỏa quang. Hơn nữa còn có một số phiêu phiêu miểu miểu thanh âm bay tới. La Quân lập tức lấy quang não chiếu rõ hư không, trong nháy mắt đó, hắn lập tức liền theo ngàn mét bên trong sở hữu nguyên tố bắt được liên lạc. Tại ngoài ngàn mét, lại là có vô số lều vải tồn tại. Những cái kia lều vải lâm san sát lập lại có hơn vạn còn lại lều vải. Có chút lều vải liên miên bất tuyệt, tựa như là hào môn đại trạch. Tại trong lều vải ở giữa còn có đường đi, khắp nơi đều có lấy hỏa phù chế thành đèn lồng. Nơi này đến tối, có thể nói là đèn đuốc sáng trưng. La Quân đồng thời nhìn thấy có hàn băng thành tường đem sở hữu lều vải vây quanh, nơi đó nghiễm nhiên chính là một cái phồn hoa tiểu trấn. Tại hàn băng thành trước cửa còn có ba chữ to, là thiên mở đất thành. La Quân sau đó thì thu hồi suy nghĩ, hắn phát hiện đi theo nguyên tố câu thông cũng rất phí não, hắn lập tức nghĩ tới một việc. Tuy nhiên giáo thần cực kỳ cường hãn, có thể chiếu rõ ngàn dặm. Nhưng nàng khẳng định cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn lấy, cái kia sẽ phi thường hao tâm tổn sức. Chiếu rõ ngàn dặm chỗ tiêu hao tinh thần lực, đó là càng khủng bố hơn. La Quân cũng không muốn những này, hắn trước nói với Đa Luân Tư, thiên mở đất thành, mặt trước cái kia là thiên mở đất thành. Không có nghĩ đến cái này địa phương, thế mà còn có dạng này thành trì. Đa Luân Tư nao nao, sau đó, sắc mặt hắn phức tạp nói, không nghĩ tới thật là có thiên mở đất thành. La Quân cùng Duẫn Nhi nhất thời hiếu kỳ. Duẫn Nhi hỏi, Đa Luân Tư đại ca, thiên mở đất thành làm sao? Đa Luân Tư nói ra, trước kia ta nghe qua thiên mở đất thành truyền thuyết, nghe nói là tại vô biên tuyết vực bên trong có một cái thiên mở đất thành. Ngày này mở đất trong thành chính là ác bá nhạc viên. Thành chủ thiên mở đất nắm giữ một nhóm vong linh ma pháp sư, dưới tay hắn thực lực rất mạnh. Hắn chuyên môn theo bọn ác bá làm ăn, nơi này có ma pháp tinh thạch có thể mua bán.
cũng không ít mỹ lệ nữ tử bị xem như nô lệ đến mua bán. Ngày này mở đất thành cũng là một cái thị tập, chuyên môn làm bọn ác bá sinh ý. Chỉ cần có tiền, ở trên trời mở đất trong thành liền có thể đạt được nghĩ ra được đồ, vật. Bất quá, thiên mở đất thành có ngày mở đất thành quy củ, cái kia chính là ở bên trong không thể phát sinh sự đoan. Lại lớn ân oán, đều muốn chờ ra thiên mở đất thành mới có thể phát sinh. Nếu không, thiên mở đất thành thành chủ thiên mở đất thế nhưng là sát nhân bất lưu tình. La Quân nghe xong liền có chút vui, nói ra, nhìn như vậy đứng lên, thiên mở đất trong thành ngược lại là an toàn nhất địa phương. Chúng ta đi vào thay quần áo khác đi. Đa Luân Tư nói ra, bất quá ta nói đây đều là tin đồn, cũng không biết là thật là giả. La Quân nói ra, chúng ta cách thiên lăng càng ngày càng gần, ta nhìn giáo thần không sai biệt lắm cũng sắp đến. Cho nên, chúng ta phải đi thay quần áo khác, mẹ chứng, chúng ta thiên lăng cũng dám tiến, chẳng lẽ còn không dám vào cái thiên mở đất thành. Đa Luân Tư cũng cảm thấy La Quân nói có đạo lý, ngay sau đó, hắn cũng liền không nói nhiều. Sau đó, ba người liền hướng lên trời mở đất thành mà đi. Thiên mở đất thành đại môn là mở ra. Cửa cũng không ai trông coi, ba người tiến quân thần tốc. Tiến vào thiên mở đất thành về sau, La Quân cảm thấy chuẩn bị ngoại thân cắt. Trong thành trên đường phố là sạch sẽ, thế mà không có tuyết. Mặt đất cũng đã làm khô đường bê tông. Tuy nhiên gió bắc lạnh thấu xương, nhưng nơi này còn có đèn lồng làm ra đèn đường. Trên đường cái tuy nhiên người không nhiều, nhưng cũng có người. Cái này khiến La Quân làm sao không cảm thấy thân thiết. Hắn tại cái địa phương quỷ quái này đợi thời gian quá dài. Hiện tại nhìn thấy người ở căn cứ phương, cái kia chính là thân thiết a. Duẫn Nhi không khỏi kỳ quái dò xét, nói ra, vì cái gì vẻn vẹn nơi này không có tuyết đâu. Chẳng lẽ thiên mở đất thành là không xuống tuyết? Đa Luân Tư nói ra, ta đoán chừng là có lợi hại ma pháp sư đem nơi này bố trí kết giới, để tuyết lớn vô pháp rơi xuống đi. La Quân nói ra, trước không quan tâm những chuyện đó, chúng ta phải dạo chơi có bán hay không y phục địa phương. Đa Luân Tư nói ra, vậy liền hướng phía trước đi thôi. Ba người một đường tiến lên. Thiên mở đất thành cấu tạo cũng không phức tạp, cũng là một lối đi đi đến. Bất quá thẳng đường đi tới, La Quân ba người trông thấy cái kia trong lều vải bố trí được thật gọi tráng lệ a. Nếu như không ngẩng đầu lên nhìn, hoàn toàn nhìn không ra nơi này là lều vải a. La Quân nhìn thấy bán ma pháp tinh thạch địa phương, Đa Luân Tư nói ra, tại mê thất đại lục bên trong, ai cũng không dám công nhiên bán ma pháp tinh thạch, đó là phạm pháp muốn bị chặt đầu. Duy nhất buôn bán ma pháp tinh thạch địa phương là ma pháp công hội. La Quân cười ha ha, nói ra, đây chính là các ngươi hoàng gia cùng thần giáo muốn làm lũng đoạn a. Cái gì gọi là lũng đoạn? Đa Luân Tư hỏi. La Quân nói ra, cái này cũng đều không hiểu, lũng đoạn cũng là bá đạo chủ nghĩa. Chỉ cho phép chính bọn hắn đến làm mua bán, người khác đều không cho làm. Đa Luân Tư bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, La Quân còn nhìn đến đây thế mà mẹ nó có. Sung sướng vườn, bên trong cô nương làm điệu làm bộ, lại là làm chuyện làm ăn kia. Cái này cũng không kỳ quái, bọn ác bá lại thế nào ác bá, ở cái địa phương này đều vẫn là thiếu thiếu nữ nhân a. Có lẽ bọn ác bá duy nhất không thiếu cũng là tiền, cho nên, thiên mở đất thành thật sự là ác bá nhạc viên. Tối thiểu La Quân đã nhìn thấy bên trong truyền đến rất nhiều nam nhân cởi mở tiếng cười. Mà lại, cái này lều vải không quá cách âm, còn có thể nghe được nữ nhân tiếng thở dốc. Bên kia hẳn là Hắc Thị, Đa Luân Tư nhất chỉ phía trước nói ra. La Quân nhìn lại, bên kia là cái quảng trường khổng lồ loại hình tồn tại. Nơi đó rất hỗn loạn, các loại lều vải san sát, tốt xấu lẫn lộn, mặt đất cũng là dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Người bên trong chiều lít nha lít nhít. Đủ hạng người đều có. Hắc Thị là làm gì? La Quân hỏi Đa Luân Tư. Đa Luân Tư nói ra, giao dịch nhân khẩu, nô lệ, tinh linh. Còn có buôn bán ma pháp mật quyển, cùng các loại bảo vật. Mặt khác, nghe nói Hắc Thị bên trong có thể mua được rất nhiều tin tức. Loại này Hắc Thị bên trong tràn ngập một loại thần bí cùng hỗn loạn cảm giác, ở chỗ này, tựa hồ là không có bất kỳ cái gì ước thúc cùng pháp lý có thể nói. La Quân bọn người tiến vào Hắc Thị về sau. Lập tức liền có thần thần bí bí lại lớn lên bị ổi người tiến lên chào hàng. Một cái người gầy xông La Quân cười hắc hắc, trong tay lật ra ma pháp tinh thạch đến, nói, huynh đệ, đây đều là tốt nhất ma pháp tinh thạch, muốn hay không? Muốn lời nói ngươi cho ta 100 tiền vàng. La Quân không khỏi muốn cười, nói ra, 100 tiền vàng liền có thể mua được ma pháp tinh thạch,
vậy ngươi làm ăn này làm rất lợi hại thua thiệt a. Người gầy cười khan một tiếng, nói ra, ta ma pháp này tinh thạch đường đi không rõ, chỉ muốn nhanh lên xuất thủ, huynh đệ, ngươi có muốn hay không a? Ta cho ngươi biết, bỏ lỡ ta cơ hội này, phía dưới thì nhưng không có. Ngươi đi những nhân thủ đó bên trong mua ma pháp tinh thạch, vậy ít nhất phải là 1000 kim tệ lên, hơn nữa còn là chất lượng rất kém cỏi. Áo, ta không muốn. La Quân quả quyết cự tuyệt, nói ra, dù sao ta cũng không biết ma pháp, ta muốn ma pháp tinh thạch làm gì. Ngươi, người gầy lộ ra rất thất vọng, sau đó thì lắc đầu đi. Đa Luân Tư nhân tiện nói, 100 tiền vàng ma pháp tinh thạch, người không có chút nào tâm động. Cái này vạn nhất nếu là thật, vậy chúng ta thì kiếm bộn. La Quân nói ra, ta không cần nhìn liền biết là giả, người nghĩ, muốn thật có chuyện tốt bực này, còn có thể đến phiên chúng ta. Thiên hạ cho tới bây giờ đều không có ăn không bữa trưa, khác lão nghĩ đến chiếm người ta tiện nghi. Lại được vô dục. Hết thảy bị lừa gạt đều là đến từ ngươi tâm tông tham lam. Đa Luân Tư trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi cái tên này, đợi cơ hội liền muốn thuyết giáo đúng không? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ca ca là truyền thụ cho ngươi nhân sinh kinh nghiệm, tiết kiệm ngươi mắc lừa bị lừa. Đa Luân Tư không thèm để ý La Quân. Xuân Nhi ở một bên cũng là tốt cười. Sau đó, lại có một tuổi trẻ người tới chào hàng, vị huynh đệ kia, chúng ta cái này có mỹ lệ tinh linh cô nương. Muốn hay không, 100 tiền vàng ưu đãi cho ngươi. Gia hỏa này cũng là bị ổi vô cùng. La Quân lập tức cũng cười ha ha, nói ra, có bao nhiêu xinh đẹp a? Người tuổi trẻ kia lập tức liền có hứng thú, nói ra, tinh linh đều là trời cao con cưng, cái kia xinh đẹp là không cần nhiều lời. La Quân nói ra, ai, ta ngược lại thật ra muốn a. Ngươi cái này 100 tiền vàng cũng không quý, chỉ là đáng tiếc a, ngươi nhìn phu nhân ta ở chỗ này. Ta là hữu tâm vô lực a. Hắn nói thì ôm Duẫn Nhi vai, rất lợi hại đáng tiếc đối người trẻ tuổi nói ra. Người trẻ tuổi cũng là cảm thấy thất vọng. La Quân lập tức nói, bất quá hắn là cái lưu manh, người có thể bán cho hắn nha. Sau khi nói xong, hắn chỉ Đa Luân Tư. Đa Luân Tư nhất thời cảm thấy im lặng. Người trẻ tuổi lập tức nhiệt tình hướng Đa Luân Tư chào hàng, Đa Luân Tư nói liên tục không muốn không muốn. Sau cùng người trẻ tuổi cũng mới bất đắc dĩ rời đi. Lúc này, Đa Luân Tư có chút tức giận nói với La Quân, chúng ta hẳn là điệu thấp một điểm, người đây là đem chúng ta bại lộ. Đến lúc đó giáo thần rất dễ dàng thì truy xét đến chúng ta. La Quân cười ha ha, nói ra, coi như chúng ta một câu không nói, giáo thần cũng có thể truy tra tới, càng có thể truy xét đến chúng ta. Biết không? Đa Luân Tư không khỏi kỳ quái, nói, vậy ngươi đến là tính thế nào? La Quân nói ra, ngươi đi theo ta đi. Tự nhiên là biết ta muốn làm gì. Ha ha, ngươi nhìn vậy có phải hay không cầm đồ? La Quân đột nhiên chỉ bên trái một cái lều vải. Cầm đồ là cái gì? Đa Luân Tư không hiểu, hắn cũng nhìn sang, nói ra, đó là điển đương hành a. La Quân nói ra, móa, cầm đồ theo điển đương hành không đều là không sai biệt lắm ý tứ sao? Đần a ngươi, hắn sau khi nói xong thì hướng điển đương hành đi vào trong qua. Cái kia điển đương hành bên trong nhật quang như ban ngày, các loại đèn lồng đem bên trong chiếu sáng. Lão bản là cái khô gầy nam tử, khoảng 40 tuổi, ăn mặc một thân trường sam màu đen, trong tay còn đánh lấy bản tính. La Quân sau khi tiến vào, trực tiếp đem một cái ma pháp tinh thạch đặt ở trên quầy. Lão bản, ngươi xem xuống cái đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền? La Quân nói ra. Lão bản kia nhàn nhạt nhìn La Quân liếc một chút, sau đó liền cầm lên ma pháp tinh thạch. Hắn nhìn nửa ngày về sau, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Sau đó, hắn nói ra, 3000 kim tệ. La Quân hơi kinh hãi, trong lòng của hắn lập tức liền biết, ma pháp này tinh thạch tuyệt đối là thượng thừa đồ tốt. Cũng khó trách, cái kia mâu tư trưởng lão vật trên tay có thể kém sao. La Quân đối ma pháp này tinh thạch thì có cái đại khái phổ, hắn mỉm cười, nói ra, lão bản, xem ra ngươi không có thành ý a. Thứ này ta không được. Lão bản kia trên mặt xuất hiện một tia ngượng ngùng thần sắc, sau đó, hắn nói ra, tốt, ngươi là người biết chuyện, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Ngươi ma pháp này tinh thạch là đồ tốt, ta nhiều nhất có thể cho ngươi 8000 kim tệ. Chí ít 1 vạn, không phải vậy không bàn nữa. La Quân nói ra, tốt, lão bản rất lợi hại hào sảng nói ra. Mà mẹ nó, La Quân ở trong lòng thầm mắng một tiếng, trả giá sợ sẽ nhất là loại cảm giác này, tỉ như ngươi đi mua bộ y phục. Lão bản hô 500, người nói 400, lão bản nói xong.
sau đó y phục này ngươi mua lại, tâm lý luôn luôn cảm thấy mẹ nó có điểm gì là lạ a. Bất quá La Quân cũng lười phiền phức, hắn quay đầu nói với Đa Luân Tư, 1 vạn tiền vàng đủ sao? Đa Luân Tư trợn mắt chừng một cái, nói ra, 1 vạn tiền vàng có thể nuôi sống người một nhà 300 năm. La Quân liền đối với lão bản kia nói ra, tốt, cầm tiền vàng tới đi. Bất quá ta vẫn còn muốn tìm ngươi muốn 3 bộ quần áo. Chính là chúng ta 3 người mặc, nhưng đến vừa người, ngươi thấy có được không? Lão bản kia không chút do dự, nói ra, đương nhiên được. La Quân nói ra, không muốn mới. Lão bản nói ra, tốt. Tại điển đương hành bên trong ngốc đại khái nửa giờ, hết thảy liền thì đều làm thỏa đáng. Sau đó, La Quân cầm 1 vạn tiền vàng cùng 3 bộ quần áo vừa lòng thỏa ý ra điển đương hành. Chúng ta hiện tại có quần áo, vậy liền mau rời khỏi cái này hắc thị đi. Ta lo lắng đã có người để mắt tới chúng ta, Đa Luân Tư nói ra. La Quân nói ra, cái này chỉ sợ không biết, nơi này tốt xấu lẫn lộn, lui tới đều là đủ hạng người hạng người. Nơi này cái gì kỳ quái người không có, chúng ta trên mặt vừa không có tốn, không sẽ đặc biệt làm người khác chú ý. Đa Luân Tư nói ra, tuy nói như thế, vẫn là sớm rời đi cho thỏa đáng. La Quân nói ra, thong thả, ta còn có chuyện muốn làm. Duẫn Nhi cùng Đa Luân Tư đều hảo cảm kỳ, Đa Luân Tư hỏi, chuyện gì? La Quân nói ra, người đến mua 1 thanh kiếm báu. Đa Luân Tư nao nao, theo rồi nói ra, cái này xác thực có cần. La Quân liền nói ra, vậy thì tốt, người đi mua kiếm, ta đi làm việc chính mình. Sau khi nói xong, hắn liền đem trang tiền vàng chữ vật giới chỉ đưa cho Đa Luân Tư. Đa Luân Tư kỳ quái nói, chúng ta gì không cùng lúc. La Quân cười ha ha, nói ra, người không phải sợ bị người để mắt tới sao. Chúng ta tách ra hành động, dạng này giáo thần truy tra ra, cũng dễ dàng truy tra sai. Đa Luân Tư nghĩ cũng phải, liền nói ra, vậy được rồi. La Quân tiện tay lại từ cái kia trong chữ vật giới chỉ lấy ra 1 thanh tiền vàng, ước chừng 50 cái bộ dáng. Sau đó, La Quân cùng Duẫn Nhi cùng một chỗ, liền theo Đa Luân Tư tạm thời cáo biệt. Song phương hẹn gặp tại hắc thị bên ngoài gặp mặt. Sau khi tách ra, La Quân cùng Duẫn Nhi hướng phía trước đi đến. Đi ra một đoạn, La Quân đi vào một nhà bán y phục phía trước. Hắn hướng cái kia bàn lão bản nương nghe ngóng nói, bà chủ, ta hướng ngài nghe ngóng chuyện này có thể chứ? Không mua quần áo thì cút sang một bên, lão nương không có cái này thời gian rỗi. Cái kia bàn lão bản nương rất lợi hại không khách khí nói ra. La Quân cười ha ha, hắn đem cái kia 1 thanh tiền vàng phóng tới trên quầy, nói ra, còn mời bà chủ cho cái thuận tiện a. Bà chủ kia nhìn thấy nhiều kim tệ như vậy, con mắt đều sáng. Nàng mang tương tiền vàng bắt trên tay, nói ra, người muốn nghe được cái gì? Chỉ cần là lão nương biết, đều nói cho ngươi. La Quân mỉm cười, nói, là như thế này, ta muốn tìm người nghe ngóng một ít chuyện. Chúng ta nơi này có không có loại kia chuyên môn mua bán tin tức người tồn tại. Bà chủ nghe vậy lập tức buông lỏng một hơi, nói ra, nguyên lai ngươi là nghe ngóng cái này, vậy ngươi hướng lão nương ta nghe ngóng cũng là đúng. Đi thôi, xem ở ngươi nhiều tiền như vậy phân thượng, ta mang ngươi tới. Cái này người bình thường cũng không tìm được a. La Quân cười một tiếng, nói, đa tạ lão bản nương. Sau đó, La Quân cùng Duẫn Nhi ngay tại bà chủ chỉ huy dưới đến gần một cái cùng loại ngõ hẻm địa phương. Ở trong đó cũng là lều vải san sát, nhưng trong này cho người ta một loại có chút âm u uy nghiêm cảm giác. Bà chủ đem La Quân cùng Duẫn Nhi đưa đến bên trong một cái màu đen cự lều vải lớn trước mặt. Chính là bên trong này, các ngươi chỉ cần có tiền, tin tức gì đều có thể thăm dò được. Bà chủ nói ra. La Quân cảm ơn bà chủ quay người liền đi. Cái kia màu đen lều vải đại môn là mở ra, bên trong có 2 cái tiểu nhị tại mặt ủ mày trao ngồi. Bọn họ ngồi tại trước quầy, phía sau quầy là rất nhiều hồ sơ cùng hồ sơ. La Quân cùng Duẫn Nhi sau khi đi vào, cái kia 2 cái tiểu nhị liền tới tinh thần. Bên trong một cái tên là Thập Tam lập tức nói, 2 vị khách nhân mời ngồi, các ngươi muốn giải cái gì? La Quân cười ha ha, nói ra, ngượng ngùng, ta muốn giải đồ, vật không thể nói với các ngươi. Bất quá ta nơi này có một vật, hắn nói xuất ra sau cùng một cái ma pháp tinh thạch, nói, đây là ta cho lão bản của các ngươi một điểm kinh ý, ta hy vọng các ngươi có thể dẫn kiến ta cùng mắc hơn gặp mặt một lần. Cái kia Thập Tam tiếp nhận ma pháp tinh thạch, hắn tinh tế dò xét về sau, sắc mặt lập tức biến. Thập Tam phân phó một cái khác tiểu nhị nói, cho khách quý dâng trà. Hắn đón đến,
nói, ta cái này qua thông báo chủ nhân nhà ta, hai vị đợi chút. La Quân cười cười, nói ra, tốt. 13 vòng thân thể qua. Cái kia một cái khác tiểu nhị lập tức phụng đến trà nóng. Duẫn Nhi không khỏi hiếu kỳ La Quân đến muốn làm gì. Ma pháp này tinh thạch chân quý nàng cũng kiến thức đến, có thể Duẫn Nhi lại cảm thấy là đại ca giống như thật là một cái siêu cấp xem tiền tài như cặn bã người, chuyển tay thì đưa ra ngoài. Bất quá Duẫn Nhi mặc dù hiếu kỳ, nhưng lúc này ở trước mặt người ngoài, nàng lại là cái gì cũng không hỏi. Sau một hồi khá lâu, Thập Tam tới nói, hai vị khách quý mời vào bên trong. La Quân cùng Duẫn Nhi đứng dậy. Hai người liền đi theo Thập Tam hướng bên trong lều vải đi đến. Cái kia lều vải lại là lẫn nhau liên miên lại tương thông lấy, nhìn cũng là một chỗ tòa nhà lớn a. Một đi ngang qua, liền có thể gặp ven đường vật bày đặt đều là tràn ngập xa hoa. Mặt đất cũng trải lông mềm như nhung kim ti tuyến thảm. Về sau, La Quân cùng Duẫn Nhi đi vào một chỗ phòng ngủ. Phòng ngủ kia bên trong ánh đèn rất ảm đạm. Sau khi đi vào, lại trông thấy trung gian cách hắc sắc bình phong. Thập Tam nói ra, hai vị, chủ nhân nhà ta ngay tại sau tấm bình phong, bất quá chủ nhân nhà ta từ trước đến nay là như thế gặp khách, còn mời hai vị thứ lỗi. La Quân hướng Thập Tam mỉm cười, nói ra, minh bạch. Thập Tam liền cũng cười một tiếng, sau đó lui ra ngoài. Hắn lui ra ngoài đồng thời, đem phòng ngủ kia môn cũng đóng lại. Giờ phút này, trong phòng ngủ chỉ có rất lợi hại ảm đạm quang mang. Thêm trung gian hắc sắc bình phong, cái này khiến căn phòng này tràn ngập bí hiểm vị đạo. Sau đó, cái kia sau tấm bình phong truyền tới một thanh âm già nua, hai vị khách quý muốn hỏi chút gì. La Quân thực nếu như muốn biết cái này người sau lưng là cái dạng gì rất đơn giản, hắn chỉ cần câu thông nguyên tố liền có thể biết bốn phía hết thảy. Bất quá La Quân không có làm như thế, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cũng không có gì muốn hỏi, nhưng ta biết, tại ta sau khi đi, thần giáo giáo thần. Nàng nhất định sẽ phái người đến hỏi các hạ. Cũng có lẽ chính nàng sẽ đến. Cho nên, ta viên này ma pháp thủy tinh đưa cái các hạ, bất quá là muốn các hạ thay ta nói láo. Cái kia thanh âm già nua trầm ngâm một cái chớp mắt rồi nói ra, thật có lỗi, chúng ta thiên vấn các xưa nay không nói láo. Ngươi sinh ý chúng ta làm không? La Quân nói ra, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Lão nhân kia nói, có lẽ đi, nhưng cái này một ngoại lệ hẳn là sẽ không phát sinh ở tôn giá trên thân. La Quân nói ra, ta cảm thấy nếu như nhất định muốn có ngoại lệ, như vậy cái này một ngoại lệ thì nhất định sẽ xảy ra ở trên người ta. Lão nhân từ tốn nói, tôn giá có thể đi, về sau ta sẽ để cho Thập Tam đem ma pháp thủy tinh trả lại. La Quân nói ra, thiên vấn các mở cửa làm ăn, quả quyết không nên có đem khách nhân đuổi ra môn đạo để ý. Lão nhân nói, mời đi, hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. La Quân cười nhạt một tiếng. Nói ra, thế gian này thực có một kiện rất thú vị sự tình, không biết các hạ có hứng thú hay không nghe một chút. Lão nhân nao nao, sau đó hắn nói ra, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều cải biến không ta quyết định. La Quân nói ra, ta nói qua mọi thứ đều có ngoại lệ. Hắn đón đến, nói ra, ta nói có một kiện thú vị sự tình, cái kia chính là thân thủ cắm xuống một chu thụ miêu, sau đó nhìn gốc cây này miêu trưởng thành đại thụ che trời. Quá trình này rất thú vị. Mà ta chính là cái này một chu thụ miêu, nếu như các hạ đồng ý giúp đỡ, như vậy ngươi liền có thể nhìn thấy một gốc đại thụ che trời trưởng thành. Lão nhân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó hắn tự giễu cười một tiếng, nói ra, ta ngược lại thật sự là có chút hiếu kỳ, tôn giá dựa vào cái gì nói mình sẽ trở thành một gốc đại thụ che trời. Bởi vì ta là đại lục này bên trên duy nhất, gần như không tồn tại tồn tại. La Quân mỉm cười, nói ra, há, làm sao cái duy nhất phương pháp? Lão nhân hỏi. La Quân nói ra, vậy thì mời các hạ thấy rõ ràng. Hắn sau khi nói xong, hai tay bỗng nhiên duỗi ra. Sau đó, hắn nhắm mắt lại. Tiếp theo, tại La Quân ngón tay kết pháp ấn đồng thời. Hắn xuất hiện trước mặt 6 cái quang cầu. Thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố, quang nguyên tố, mộc nguyên tố, hắc ám nguyên tố. 6 cái lập lòe quang cầu xoay chậm chậm lấy. La Quân mở to mắt, hắn tâm niệm nhất động. 6 cái quang cầu lập tức mọc ra tiểu thụ miêu tới. Thủy nguyên tố mọc ra thủy hình cây non, hỏa nguyên tố cũng là hỏa diễm cây non, quang nguyên tố, hắc ám nguyên tố chờ một chút, đều là cây non bộ dáng. Tiếp theo, những mầm cây nhỏ này bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, thế mà chậm rãi trưởng thành đại thụ. Trong phòng ngủ chỉ có độ cao vừa vặn dung nạp những này dài cây cao.
Lục hệ nguyên tố, cái này liền đã đại biểu La Quân chính là toàn hệ ma pháp sư. Mà lại, La Quân đối cái này lục hệ ma pháp khống chế bên trong quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Chỉ bằng chiêu này, La Quân tuyệt đối thì có thể được xưng là gần như không tồn tại. Lão giả kia mặc dù là tại sau tấm bình phong, nhưng hắn đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Giờ khắc này, lão giả đã hoàn toàn bị chấn động ở. Hắn xác thực chưa bao giờ từng thấy dạng này một người trẻ tuổi. La Quân lúc này cũng liền thu thần thông. Lão giả kia trầm mặc một cái chớp mắt về sau, hắn nói ra, tôn giá ma pháp tinh thạch chúng ta không thể nhận, bất quá tôn giá sở cầu sự tình, thiên vấn các có thể đáp ứng. Bất quá, cái này cũng thì đại biểu cho tôn giá sẽ thiếu thiên vấn các một cái nhân tình. Tương lai tôn giá công thành danh toại, cũng không thể quên chuyện hôm nay. La Quân nói ra, đó là tự nhiên. Lão giả nói ra, vậy thì tốt, tôn giá đến muốn chúng ta nói cái gì láo. La Quân nói ra, giáo thần đang đuổi giết ta, về sau hắn khẳng định sẽ tìm đến ngươi hỏi tin tức ta. Ta muốn ngươi nói cho nàng tin tức giả, để cho nàng càng đuổi càng xa. Mặt khác, ta còn muốn mời các hạ giúp chúng ta chuẩn bị dịch dung chi vật. Muốn chuẩn bị thêm mấy phần, ta muốn cho dù là trong các ngươi bộ cũng không thể xác định ta bề ngoài. Lão giả nói ra, có thể. Sau một tiếng, La Quân cùng Duẫn Nhi rời đi thiên vấn các. Ra thiên vấn các về sau. Duẫn Nhi cũng liền rốt cuộc minh bạch La Quân ngày nữa hỏi các mục đích. Bất quá nàng có chút kỳ quái nói, thiên vấn các người thật giống như từ đầu đến cuối ngay cả chúng ta gọi cái gì cũng không biết, bọn họ cũng cái gì đều không có hỏi qua. Tương lai bọn họ không sợ tìm không thấy chúng ta sao? La Quân mỉm cười, nói ra, ngốc nhà đầu, thiên vấn các cứ duy trì như vậy là được mua bán tin tức hoạt động. Bọn họ tin tức tự nhiên là linh thông, riêng là giống như ta vậy toàn hệ ma pháp sư. Cái kia càng là gần như không tồn tại. Nói đến, bọn họ đối với ta là một loại đầu tư. Tương lai nếu ta thật có thể dương danh lập vạn, như vậy bọn họ muốn tìm ta khẳng định là dễ tìm. Nhưng nếu ta chết tại bất hạnh, hoặc là không có bất kỳ cái gì thành tựu, vậy bọn hắn cũng không có tìm ta tất yếu. Duẫn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nàng ngon ngọt cười, từ đáy lòng nói ra, bệ hạ, ngài thật thông minh. La Quân cười ha ha, xoa xoa Duẫn Nhi đầu, nói ra, đó là đương nhiên, nếu là không thông minh làm sao làm ngươi bệ hạ. Nói chuyện lỗ hổng, La Quân cùng Duẫn Nhi đã ra hắc thị. Vừa ra hắc thị, bên ngoài trên đường phố thì thanh tĩnh rất nhiều. Đa Luân Tư thì ở nơi đó chờ lấy, hắn gặp La Quân cùng Duẫn Nhi, lập tức đi tới. Kiếm mua xong, La Quân hỏi Đa Luân Tư. Đa Luân Tư gật gật đầu, hắn hỏi La Quân nói, các ngươi làm gì qua, làm sao làm lâu như vậy? Duẫn Nhi lập tức nói, Đa Luân Tư đại ca, chúng ta thế nhưng là qua làm đại sự nha. Ồ, Đa Luân Tư đối Duẫn Nhi ôn nhu rất lợi hại, liền cười một tiếng, nói, cái kia Duẫn Nhi muội muội nói cho ta một chút, các ngươi chơi cái đại sự gì. Duẫn Nhi ngay sau đó liền đem thiên vấn các sự tình nói. Đa Luân Tư nghe xong cũng không khỏi đối La Quân càng thêm bội phục sát đất, hắn thoảng qua hưng phấn nói ra, ta thế mà cũng không nghĩ tới qua thiên vấn các thả tin tức giả. Ngày đó hỏi các liền xem như ở trên trời nguyên đế nước cũng có chút nổi danh. Thiên vấn các càng là lấy xử sự công bằng, già trẻ không gạt mà chứ danh. Người nào cũng sẽ không qua hoài nghi bọn họ tin tức tính chân thực. Người thế mà làm cho thiên vấn các vì người phá lệ, thật sự là lợi hại. La Quân mỉm cười, nói ra, bây giờ mới biết ta lợi hại. Hắn cuối cùng sẽ tại bạn tốt nhất trước mặt biểu hiện rất dám thối. Liền cũng tại lúc này. La Quân bỗng nhiên đem cái viên kia bị thập tam trả lại ma pháp tinh thạch lấy ra đi ra. Tiếp theo, hắn đem ma pháp tinh thạch ném ra bên ngoài. Làm gì, Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi thấy thế đều là bị kinh ngạc. Ma pháp này tinh thạch giá trị liên thành A, ca ca người cũng quá không đem coi ra gì A. La Quân nói ra, các ngươi chẳng lẽ quên, kiếm thần tinh cùng mâu tư trưởng lão về sau bị con rối nguyên thần khống chế, bọn họ rất lợi hại chuẩn xác tìm đến chúng ta. Ta đoán chừng, cũng là những ma pháp này tinh thạch theo giáo thần có liên hệ nào đó. Nếu như một mực mang ở trên người, chỉ sợ chết nhanh a. Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Đa Luân Tư khe khẽ thở dài, nói ra, vẫn là ngươi tâm tư kín đáo. La Quân nói ra, không chỉ là ma pháp tinh thạch không thể nhận, những chữ vật giới chỉ đó còn có ngươi chữ vật giới chỉ cần là đến từ thần giáo, toàn bộ đều vứt bỏ. Vẹn vẹn thì lưu chút lều vải cùng ăn. Còn lại đều không muốn. Đa Luân Tư gật đầu, nói ra, người nói có đạo lý.
Thế là tiếp đó, tất cả mọi thứ đều không khác mấy ném. Cái kia lều vải cùng ăn toàn bộ đặt ở La Quân giới tu di bên trong. Long đản cũng bỏ vào. Giới tu di bên trong không có có không khí, bất quá long đản hiện tại cũng không cần không khí. Dạng này một phen chuẩn bị về sau, La Quân ba người tiếp tục lên đường. Trong bóng đêm, ba người trong đêm ra thiên mở đất thành. Ra thiên mở đất thành về sau, Đa Luân Tư nói ra, chúng ta là không phải hẳn là bắt đầu dịch dung. Hắn biết La Quân tìm thiên vấn các muốn dịch dung đồ, vật. La Quân nói ra, không thể dịch dung, chí ít không thể dùng thiên vấn các đồ, vật, ta lo lắng những này dịch dung đồ, vật sẽ có một loại nào đó truy tung nguyên tố chi lực ở bên trong. Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi đều bị kinh ngạc. Đa Luân Tư nói ra, người không tin thiên vấn các. La Quân nói ra, không là không tin, mà chính là thiên vấn các làm việc có thể sẽ lưu lại thủ đoạn. Chúng ta không thể hoàn toàn đem hy vọng đặt ở thiên vấn các trên thân. Hắn đón đến, nói, cho nên, chúng ta bây giờ cần là tìm người mua một số quần áo, chúng ta cướp tới thay đổi. Trước đó tại Hắc Thị bên trong lấy ra quần áo toàn bộ không thể mặc, dễ dàng bị truy tìm đến. Ta tại Hắc Thị bên trong chỗ lâu như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, cũng không phải là vì làm chuẩn bị. Vẻn vẹn vì mê hoặc giáo thần, hiểu chưa? Đa Luân Tư thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, hắn nói ra, người muốn xác thực quá chu đáo. La Quân cười một tiếng. Ba người tiếp lấy đi một đoạn, trên mặt tuyết khắp nơi đều có dấu chân. Có nhiều chỗ cũng có lâm lâm vỡ nát lều vải, hiển nhiên là có người ở lại. La Quân nhìn chuẩn bên trong một cái lều vải, cái kia trong lều vải cũng không có ánh đèn. Hiển nhiên là đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này đều là rạng sáng 2 giờ, tự nhiên nên ngủ đều ngủ. La Quân mang theo Duẫn Nhi cùng Đa Luân Tư đi qua. Đi vào trước lều, La Quân trước lấy quang não chiếu rõ hư không, hắn lập tức liền rõ ràng trong lều vài tình huống. Bên trong ở một đôi phu phụ, còn có một đứa bé. Nghĩ không ra nơi này còn có dạng này nhà ba người. La Quân ngay sau đó thì đi qua, hắn tại phía ngoài lều nói ra, làm phiền, chúng ta là phương xa khách nhân, bây giờ nghĩ quấy rầy một chút. Hắn nói vừa xong, ở trong đó phu phụ lập tức tỉnh táo nhảy dựng lên. Hai người rõ ràng đều là vũ kỹ cao thủ, bọn họ cấp tốc nhận lại đao kiếm xuất tới. Nơi này sinh tồn tình huống ác liệt, phu phụ rất là cảnh giác. Đối với phu phụ bên trong trượng phu cầm trong tay đại đao, lại là cái miệng đầy râu mép hán tử. Hắn hồ nghi mà cảnh giác trừng mắt về phía La Quân, nói, đêm hôm khuya khoát không ngủ được, lại đến ồn ào, các ngươi muốn làm cái gì? La Quân nói với Đa Luân Tư, cầm 100 tiền vàng đi ra. Đa Luân Tư lập tức cầm 100 tiền vàng đi ra. La Quân liền nói ra, đây là một điểm nho nhỏ ý tứ, ta muốn tìm hai vị mua một số quần áo cũ. Mua quần áo cũ, đại hán phu phụ không khỏi hồ nghi vạn phần. La Quân nói ra, cho chúng ta 3 bộ quần áo, chúng ta lập tức đi ngay. Còn mời các hạ tạo thuận lợi. Cái kia rear map đại hán cùng bên người thê tử liếc nhau, hai người bọn họ ở chỗ này sinh hoạt, cái gì kỳ quái người cùng sự tình đều là gặp qua. Cho nên đối với La Quân yêu cầu cũng chính là không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, Rear Map đại hán nói với thê tử, người đi cầm 3 bộ quần áo. Cái kia thê tử liền cũng liền thu kiếm, theo sau đó xoay người tiến trong lều vải. Chỉ một lúc sau, cái kia thê tử mang 3 bộ quần áo đi ra. 2 bộ nam sĩ, 1 bộ nữ sĩ. La Quân cầm quần áo tiếp nhận, đồng thời để Đa Luân Tư đem tiền cho. Hắn lại nói với Đa Luân Tư, lại nhiều cho 100 tiền vàng. Đa Luân Tư cũng không nhiều hỏi, trực tiếp cho. Đại hán kia phu phụ có chút không hiểu. La Quân mỉm cười, nói ra, ta hy vọng hai vị có thể giữ bí mật việc này. Đại hán kia cầm tới nhiều tiền như vậy, trong lòng vẫn là cao hứng. Hắn trịnh trọng gật đầu, nói ra, yên tâm đi, việc này chúng ta tuyệt không tiết lộ. Đa tạ, La Quân mang Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi xoay người rời đi. Rời đi nơi đây về sau. La Quân trên đường lại đụng phải thừa dịp lúc ban đêm hành tẩu một đám bán thú nhân. La Quân lần đầu tiên trong đời nhìn thấy bán thú nhân, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Đám kia bán thú nhân, nửa người dưới là thú, thậm chí trên thân cũng có thiên nhiên đến lông tóc. Hết lần này tới lần khác tay cùng đầu là người. Những người orc này hết thảy 5 cái, từng cái đều là dáng người biêu hãn, toàn thân tản ra một cỗ cường tráng cảm giác. La Quân bọn họ là đi tại bán thú nhân phía trước một số. Bán thú nhân chính hướng bên này đi tới. Đa Luân Tư nhẹ giọng hướng La Quân nói ra,
bán thú nhân lòng tự trọng rất mạnh, người khác lão xem bọn hắn, bọn họ sẽ tức giận. La Quân mỉm cười, nói ra, ta đệ nhất lần trông thấy loại này giống loài, không được, ta phải cùng bọn hắn tâm sự. Hắn nói xong cũng quay người chờ đợi bán thú nhân tới. Đám kia bán thú nhân đi tới. La Quân thì sáng rực nhìn lấy bọn hắn, loại ánh mắt này là tuyệt đối làm cho bán thú nhân thẹn quá hóa giận. Bên trong một cái táo bạo bán thú nhân gọi là Ken Sang liền trợn mắt đối La Quân nói, người cái này không có lông hầu tử, nhìn cái gì vậy? Không nhìn thấy qua nhà ngươi đại gia. La Quân cười ha ha, nói ra, ta đại gia cũng không có ngươi nhiều như vậy cái lông a. Lời này có thể đủ âm hiểm, cái kia Ken Sang nhất thời giận tím mặt. Cầm đầu bán thú nhân gọi là Côn Qua nhất là trầm ổn, hắn cũng sinh được cường tráng nhất. Bất quá, Côn Qua trung quy là bán thú nhân thực chất bên trong còn là có hung mãnh bản tính. Côn Qua ngăn cản lại Ken Sang, sau đó xông La Quân nói, ngươi người này thật vô lễ, chúng ta đi chính mình đạo, chẳng lẽ đắc tội ngươi? La Quân nói ra, lời này ta coi như không thích nghe. Thế nhưng là thủ hạ ngươi trước mắng ta không có lông hầu tử. Là ngươi trước nhìn ta, Ken Sang lập tức nói. La Quân thừa nhận nói, đúng, là ta trước nhìn ngươi. Nhưng là ngươi không nhìn ta, làm sao ngươi biết ta đang nhìn ngươi? Vậy ta tại sao không có mắng ngươi? Ngươi, Ken Sang là bán thú nhân a, hắn nói chuyện chỗ nào có thể có La Quân như thế nhanh mồm nhanh miệng, quả thực cũng là tức chết hắn. Mà Côn Qua thì là hành động phái, hắn đột nhiên bạo giống một tiếng, nói, ngươi người này đáng chết. Sau đó, dưới chân hắn đạp một cái, mặt đất kia lập tức tuyết động vẩy ra. Người khác như mãnh hổ xuất động, giống như Thái Sơn đột nhiên đấu đá tới. La Quân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Côn Qua đã nhất quyền đến trước mặt hắn. Ta dựa vào, La Quân tâm đạo, thật đúng là cái bạo tính khí a. Hắn nhưng cũng nghiêm túc, lập tức nhất quyền đối quá khứ. Phanh một tiếng, Côn Qua cả thân thể lập tức bay ra ngoài. Chỗ của hắn là La Quân đối thủ a. Còn lại bốn cái bán thú nhân thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, hướng phía La Quân chém giết tới. Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi lập tức xuất thủ. Bốn cái bán thú nhân cũng đều xem như lực lớn vô cùng, nhưng là bọn họ theo Duẫn Nhi cùng Đa Luân Tư so ra, đó cũng là kém xa. Duẫn Nhi cùng Đa Luân Tư tam quyền lưỡng cước thì đem bọn hắn toàn bộ ném ra. Bọn này bán thú nhân liền trên mặt đất rên rỉ không thôi. La Quân thông qua cùng Côn Qua lần này tiếp xúc, khắc sâu cảm nhận được ma pháp tai hại a. Mẹ nó, may mắn ca ca vẫn là võ đạo cao thủ a. Không phải vậy vừa rồi cái kia một chút, chính mình cái này gần như không tồn tại toàn hệ ma pháp sư liền bị người óc này một chút xử lý. Loại tình cảnh kia dưới, La Quân căn bản không kịp thi triển ma pháp a. Bất quá Côn Qua cũng không có thụ thương, La Quân ra tay rất lợi hại có chừng mực. Cái kia Côn Qua đứng lên, hắn nhìn thấy thủ hạ toàn bộ bại trận, gia hỏa này ánh mắt đỏ như máu, lại hướng La Quân nhanh chân đi tới. Bán thú nhân thật đúng là huyết dũng rất a, mà lại hung hãn không sợ chết. Chẳng qua nếu như nói không được khá nghe điểm, cái kia chính là nhức đầu không não a. Loại tình huống này, người bình thường đều sẽ không tiếp tục muốn đánh muốn giết a, rõ ràng không tại một cái cấp bậc bên trên. Các ngươi lợi hại, La Quân đột nhiên nói ra, được rồi, ta nhận lầm, ta không nên nhìn như vậy các ngươi. Côn Qua ngốc ngẩn ngơ, hắn cũng không nghĩ tới La Quân lại đột nhiên chịu thua. Hắn cũng không hoàn toàn là không có não tử, hắn đương nhiên biết mình đánh không thắng trước mắt mấy người này. Cho nên dưới mắt, hắn cũng liền mượn sườn núi xuống lừa. Hắn lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ý tứ này chính là, các ngươi đi thôi. La Quân theo rồi nói ra, vì biểu thị chúng ta áy náy, những y phục này là chúng ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Sau khi nói xong, hắn đem tại Hắc Thị bên trong mua quần áo còn có ở trên trời hỏi trong các làm những dịch dung đó đồ, vật toàn bộ để dưới đất. Những này làm xong sau, La Quân mới mang theo Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi rời đi. Ba người đi ra xa xưa về sau, Đa Luân Tư cười ha ha một tiếng, nói ra, La Quân, người cái này đầu thật sự là diệu a. Những người óc kia đối với nhân loại y phục còn có sự vật đều rất ngạc nhiên. Bọn họ nhất định sẽ mang ở trên người, cho nên, liền xem như thiên vấn các bên kia xảy ra vấn đề, bọn họ đuổi theo, cũng sẽ đuổi tới mấy cái này bán thú nhân. Duẫn Nhi giờ mới hiểu được La Quân tại sao muốn khiêu khích mấy cái kia bán thú nhân. La đại ca, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp cầm quần áo tặng đưa cho bọn họ, nhất định phải trước đánh bọn hắn một hồi đâu? Duẫn Nhi không hiểu hỏi.
La Quân còn không có trả lời, Đa Luân Tư trước khi nói ra, Duẫn Nhi muội muội, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh a. Chúng ta vô duyên vô cớ muốn đưa cho bọn họ quần áo, bọn họ tuy nhiên đầu óc đần, nhưng cũng sẽ cảm thấy không ổn a. Mà bây giờ thì thuận lý thành chương nhiều. La Quân cười một tiếng, nói, thật là đạo lý này. Hắn đón đến, nói ra, bất quá coi như thế, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Giáo thần phái tới truy tung nhân mã chắc hẳn không ít, nếu là bị hắn bắt được người chúng ta giấu vết để lại, như vậy hết thảy mê hồn trận trận chiến đều là vô hiệu. Đa Luân Tư nghiêm nghị gật đầu, nói ra, không sai. Về sau, ba người tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi. Bọn họ đem lều vải chống đỡ tốt, về sau Đa Luân Tư cùng La Quân ở bên ngoài chờ đợi, để Duẫn Nhi thay xong y phục. Tiếp theo, Đa Luân Tư cùng La Quân cũng thay đổi đại hán kia phu phụ y phục. Y phục đổi về sau, ba người thoạt nhìn, liền cũng có cải biến. Duẫn Nhi cùng Đa Luân Tư đem kiểu tóc cũng cải biến. Về phần Đa Luân Tư kỵ sĩ kia áo choàng, sớm cũng liền bị ném. La Quân làm theo chuẩn bị một cái mũ, mà lại, hắn tùy ý chính mình rear map sinh trưởng. Cho nên theo trước đó hình dạng bên trên cũng có biến hóa. Như thế hết thảy chuẩn bị kỹ càng, ba người tại trong lều vải liền giữ nguyên áo mà ngủ. Ngày thứ hai, tuyết bay ngập trời. Thiên mở đất trong thành, lại là không có bất kỳ cái gì mưa tuyết có thể dưới tiến đến. Thiên mở đất thành hoàn toàn như trước đây đứng sừng sững ở cái này vô biên tuyết vực bên trong, trở thành tuyết vực bên trên một đạo tịnh lệ phong cảnh. Lúc này, ở trên trời mở đất ngoài thành, một đám nhân mã bỗng nhiên xuất hiện. Đám người này ngựa lớn ước chừng 30 người. Những người kia có chừa lấy màu đen áo choàng, có màu trắng áo choàng, từng cái sắc mặt nghiêm túc, sâm nghiêm cùng cực. Mà trong nhóm người này ở giữa còn có một chiếc xe ngựa tráng lệ, xa hoa đã đến. Kỳ lạ nhất lại là Lama xe giống loài, cái kia cũng không phải là hoàn toàn lập tức, mà là có chút giống kỳ lân, nhưng cũng không phải kỳ lân thần thú. Hai cái này giống loài gọi là hỏa long câu. Hỏa long câu là có thể dạ hành thiên lý thần câu, tuấn dũng vô cùng. Trên đại lục, hỏa long câu đã muốn gần như diệt tuyệt. Có thể mang ra hai thất hỏa long câu người, thân phận kia tuyệt đối hiển quý. Một đoàn nhân mã rất nhanh liền đi vào thiên mở đất thành, đồng thời tiến quân thần tốc. Một tên hắc bào lão giả đi vào chiếc xe ngựa cung kính nói ra, thần tôn ở trên, chúng ta đã đạt tới thiên mở đất thành. Bước kế tiếp thỉnh thần tôn chỉ rõ. Trong xe ngựa rất nhanh liền truyền tới một nữ nhân êm tai thanh âm. Cái kia thanh âm nữ nhân như Hoàng Anh xuất cốc, khiến người ta thính giác đến tâm thần đều say. Nàng nói ra, qua hắc thị. Vâng, thần tôn, cái kia hắc bào lão giả nói ra. Cái này hắc bào lão giả gọi là Ryan, chính là thần giáo nhị trưởng lão. Ryan trưởng lão đã là đại ma đạo sư, ma pháp tu vi cao thâm mặt chắc. Là quân cái viên kia phù chú, cực quang sướng lễ cũng là xuất từ Ryan trưởng lão. Chế tác phù chú là có hạn chế, mà lại năng lực tại phù chú bên trong cũng giảm bớt đi nhiều. Nếu là Ryan trưởng lão hiện trường thi triển cực quang sướng lễ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Một đoàn người rất nhanh liền chạy tới Hắc Thị. Một nhóm người này vượt qua mênh mông tuyết vực, vẻn vẹn dùng 4 ngày thời gian sẽ xuyên qua hơn 3 vạn dặm lộ trình. Đây là phi cơ mới có thể có tốc độ A. Nhưng tại mê thất đại lục bên trong, lại nơi đó sẽ có phi cơ. Sở dĩ nhanh như vậy. Lại là giáo thần cùng thủ tịch trưởng lão Kim Dory liên thủ, trước lấy ma pháp trận truyền tống một đoạn lộ trình. Ma pháp truyền tống trận chính là tại khác biệt địa điểm, thiết trí giống nhau tần suất truyền tống trận. Tựa như là đánh điện thoại liên lạc nguyên lý một dạng, sau cùng đạt tới đem người truyền đưa tới. Ma pháp trận truyền tống một khoảng cách, về sau, giáo thần cùng mấy vị trưởng lão luân phiên thi triển đại thần thông, lấy xúc địa thành thốn ma pháp để mọi người tốc độ tăng tốc. Lần này, giáo thần mang 100 tên tinh anh tới. Ngoài ra còn có tự dưỡng 100 cái huyết ưng cũng mang tới, vì cũng là bắt La Quân một đoàn người. Bởi vậy có thể thấy được, giáo thần lần này là động thật giận. Cái kia huyết ưng có thể trên không trung truy tìm. Giờ này khắc này, còn lại người tay đã bốn phía tán bắt đầu đuổi bắt. Cái này 100 người làm 40 tiểu phân đội, lẫn nhau ở giữa đều có phù chú liên hệ. Mà những cái kia liên hệ phù chú đều là giáo thần chế làm. Cho nên mặc kệ chỗ nào chuyện gì phát sinh, nàng đều có thể rất nhanh biết được. Những này tiểu phân đội cùng huyết ưng chủ yếu chức trách không phải giết La Quân bọn họ là vì tìm tới La Quân một đoàn người. Chỉ cần tìm được về sau, giáo thần ngay lập tức sẽ lấy đại thần thông lăng không phi hành, nhanh chóng đuổi tới. Giáo thần một đoàn người rất nhanh liền đến Hắc Thị.
Thần tôn, hắc thị đã đạt tới. Ryan trưởng lão nói ra. Trong xe ngựa, giáo thần nói ra, ta phái nhất tôn ma pháp nguyên thần cùng ngươi đi vào chung. Còn lại người thì ở bên ngoài chờ đợi. Nàng sau khi nói xong, xe ngựa kia bên ngoài bỗng nhiên sinh ra biến hóa. Xe ngựa kia bên ngoài, trong phạm vi nhỏ bỗng nhiên tụ tập gió tuyết vòng xoáy. Cỗ này gió tuyết vòng xoáy đến đột ngột, nhưng là rất nhanh, gió này tuyết vòng xoáy thì cuốn thành nhất tôn người tuyết. Người tuyết này theo người bình thường một kích cỡ tương đương, giống như đúc. Ngay cả con mắt, cái mũi miệng đều là giống như đúc. Như thế về sau, Ryan trưởng lão lập tức cho người tuyết phủ thêm một kiện áo choàng, cũng cung kính nói, thần tôn. Người tuyết kia nhàn nhạt gật đầu, sau đó thì hướng bên trong đi đến. Ryan trưởng lão lập tức liền theo ở phía sau. Người tuyết mang theo Ryan trưởng lão tiến hắc thị, trong chợ đen y nguyên biển người chen chúc, đủ hạng người người hỗn tạp cùng một chỗ. Người tuyết xuất hiện tuy nhiên rất lợi hại kỳ lạ, nhưng ở chỗ này người, đều là nhìn quen hiếm lạ người. Cho nên cũng không có gây nên cái gì oanh động. Bất quá bởi vì người tuyết cùng Ryan trưởng lão uy thế, cũng không có ai dám đi lên chào hàng đồ, vật. Người tuyết mang Ryan trưởng lão lại là trực tiếp đi vào một nhà điển đương hành bên trong. Hiệu cầm đồ này chính là trước kia La Quân bán ma pháp tinh thạch địa phương. Lão bản kia còn đang vùi đầu gảy bàn tính, nhìn thấy có người tiến đến, hắn lúc này mới ngẩng đầu. Lão bản nhìn thấy người tuyết cùng Ryan trưởng lão, hắn không khỏi giật mình một chút. Sau đó, hắn lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, hai vị khách quý có cái gì muốn làm? Người tuyết nhìn hướng lão bản, nói ra, người hôm qua là không phải thu đến một khỏa ma pháp tinh thạch. Lão bản trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác, hắn nói ra, ta thật là thu đến, bất quá cái kia ma pháp tinh thạch đã bị ta mua xuống. Ta mặc kệ cái kia ma pháp tinh thạch là lai lịch thế nào, nhưng bây giờ ma pháp tinh thạch đã thuộc về ta. Ngươi nếu như muốn, cũng được, cầm 3 vạn tiền vàng tới. Người tuyết nhạt lạnh nhìn một chút lão bản, sau đó, nàng bỗng nhiên nói ra, người qua đây. Câu nói này mang theo nhiếp nhân tâm phách ma lực, lão bản kia ngốc ngẩn ngơ, sau đó thế mà thì ánh mắt ngơ ngác hướng người tuyết đi qua. Liền cũng tại lúc này, từ giữa trong phòng bỗng nhiên đi tới một cái bạch y nam tử. Nam tử mặc áo trắng kia khoảng 40 tuổi, cử chỉ ở giữa vô cùng nho nhã. Hắn nhạt lạnh nhìn người tuyết liếc một chút, nói ra, mèo có mèo nói, chuột có chuột nói. Thiên thác thành có thiên thác thành quy củ, ta cái này điển đương hành cũng có điển đương hành quy củ. Các hạ như thế cách làm, chỉ sợ là không hợp quy củ. Hắn sau khi nói xong, đối lão bản kia nói, trở về. Lão bản lập tức liền đánh cái giật mình, hắn cái này mới thanh tỉnh lại. Đồng thời, hắn e ngại mắt nhìn người tuyết, về sau lại hướng bạch y nam tử hổ thẹn nói, chủ nhân, tiểu nhân vô dụng. Nam tử mặc áo trắng kia từ tốn nói, không trách ngươi, những người này ngươi không có cách nào ứng phó, đứng qua một bên đi. Vâng, chủ nhân. Lão bản lập tức lui qua một bên. Cái này thiên thác thành bên trong làm đều là ác bá sinh ý, có thể ở chỗ này sống sót, còn có thể mở cửa tiệm, vậy khẳng định phải có chút bản sự cùng cân lượng. Trước mắt bạch y nam tử cũng là một vị ẩn tàng ma đạo sư, hắn gọi là Thác Bạt Hàn Phong. Mê thất đại lục người, cũng không hoàn toàn là châu Âu loại kia huyết thống. Rất nhiều người cũng là châu Á huyết thống, tỉ như trước mắt Thác Bạt Hàn Phong, hắn cũng là điển hình châu Á huyết thống. Thác Bạt Hàn Phong sống thiên thác thành, hắn cũng không biết trước mắt người tuyết này là lai lịch gì. Nhưng hắn cũng không quá muốn biết, hắn duy nhất biết là, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tại hắn cửa hàng bên trong quấy rối. Lúc này, Thác Bạt Hàn Phong lạnh lùng nhạt nhìn lấy người tuyết. Người tuyết cũng nhạt lạnh nhìn lấy Thác Bạt Hàn Phong. Ryan trưởng lão ở một bên không nhúc nhích, chỉ cần giáo thần một hạ mệnh lệnh, hắn ngay lập tức sẽ giết người. Thác Bạt Hàn Phong nhạt lạnh nói ra. Nếu như các hạ không có việc khác tình, xin mời rời đi đi. Người tuyết từ tốn nói, người vừa mới tại nói với ta thiên thác thành quy củ. Thác Bạt Hàn Phong cười lạnh, nói, thế nào, ta không thể cùng ngươi nói quy củ. Tuyết người nói, trong mắt ta, chưa từng có ta cần tuân thủ quy củ. Cuồng vọng, Thác Bạt Hàn Phong tức giận nói ra. Sau đó hắn cười lạnh một tiếng, nói, xem ra các hạ hôm nay là không có ý định thiện. Tuyết người nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Thật sao, Thác Bạt Hàn Phong nói ra, ta không tin. Tuyết người nói, ngươi như động thủ, ta sẽ giết ngươi. Ta khuyên ngươi không nên động thủ. Thác Bạt Hàn Phong cười ha ha, nói, rất tốt, ngươi là ta đệ nhất lần đụng phải như thế cuồng vọng người, ta ngược lại muốn lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Hắn sau khi nói xong,
đột nhiên hai tay liền kết pháp ấn, trong tay nhanh chóng đọc chú ngữ. Tiếp lấy hướng người tuyết nhất chỉ, quát to, vô tận thâm uyên, diệt sát. Thác Bạt Hàn Phong tốc độ xuất thủ rất nhanh, tựa như là thuấn phát. Hắn vừa mới nói xong, tại người tuyết dưới chân lập tức phát sinh biến hóa. Mặt đất kia đột nhiên thổ nguyên tố phun trào, mặt đất xuất hiện một cái tiểu tiểu hắc động. Sở hữu thổ nguyên tố điên cuồng cuốn giết, tựa như là long quyển phong vây lại người tuyết. Thác Bạt Hàn Phong một chiêu này là muốn đem địch nhân cuốn giết tiến trong hắc động, sau đó lấy như vòi rồng thổ nguyên tố đao nhận đem đối phương ngàn đao bầm thây. Một chiêu này ra bất ngờ, vô cùng âm độc lợi hại. Cùng lúc đó, Thác Bạt Hàn Phong lại ra chiêu, ngón tay hắn liền chút, lại quát một tiếng thổ bạo thuật. Bạo! Cái này một cái chớp mắt, những thổ nguyên tố đó phát sinh biến hóa, tựa như là bom một dạng bắt đầu nổ tung. Cái này hai chiêu liên tục thi triển, tốc độ quá nhanh làm cho người líu lưỡi. Như thế cũng có thể gặp một vị đại ma đạo sư công lực chi thâm hậu. Bất quá đây hết thảy công kích, người tuyết kia lại là động cũng không động. Vô luận là vô tận thâm uyên vẫn là thổ bạo thuật, hai vòng pháp thuật thi triển hoàn tất về sau, người tuyết lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nguyên địa. Thác Bạt Hàn Phong hãi nhiên thất sắc. Người tuyết từ tốn nói, bản tôn nói qua, ngươi như động thủ, bản tôn sẽ giết ngươi. Nàng sau khi nói xong, đột nhiên một chỉ điểm ra. Cái kia một cái chớp mắt, Thác Bạt Hàn Phong bốn phía cũng phát sinh biến hóa. Chỉ gặp chung quanh hắn cuốn lên phong bạo long quyển phong. Chỉ một lúc sau, theo cuồng mãnh tiểu hình long quyển phong biến mất, hiện trường bên trong, Thác Bạt Hàn Phong biến thành một bộ băng điêu. Người tuyết lại đối băng điêu thổi ra một hơi. Cái kia một cái chớp mắt, băng điêu lập tức bốn phía rạn nứt, tiếp theo, phanh một tiếng, hiện trường một chỗ băng nát, lại là cũng không thấy nữa Thác Bạt Hàn Phong bóng dáng. Vị này đại ma đạo sư cứ như vậy bị người tuyết chỉ trong một chiêu giết đến tan thành mây khói. Lão bản kia ở một bên nhìn thấy cái này tình huống, lập tức dọa sợ. Hắn là sâu biết rõ được chủ nhân Thác Bạt Hàn Phong lợi hại. Lúc này đã thấy chủ nhân bị cái này kỳ quái người tuyết chỉ trong một chiêu diệt. Lão bản này trong lòng đối tuyết người sinh ra thật sâu hoảng sợ. Tới, người tuyết lần nữa nói với lão bản. Một câu nói kia đồng dạng có nhiếp nhân tâm phách năng lực. Lão bản kia liền ngơ ngác hướng người tuyết đi đến. Sau đó, người tuyết trực tiếp duỗi tay vuốt ve ở lão bản đỉnh đầu. Trong chớp nhoáng này, lão bản này trong đầu trí nhớ liền bị người tuyết toàn bộ lấy. Lão bản cùng La Quân ba người gặp mặt, cùng giao dịch mua bán, chỗ đưa y phục chờ một chút, nàng toàn bộ vào tay trong lòng. Về sau, người tuyết thu tay lại, quay người rời đi. Ryan trưởng lão nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng người tuyết. Người tuyết đối Ryan trưởng lão nói ra, đa luân tư bọn họ ở chỗ này muốn ba bộ quần áo, bất quá bản tôn dự tính gọi là La Quân tiểu tặc là cái quỷ kế đa đoan người. Hắn hiện tại đem ma pháp thủy tinh bán một cái, vứt bỏ một cái. Y phục này chỉ sợ cũng mê hoặc kế sách. Ryan trưởng lão khâm phục nói ra, thần tôn lợi hại. Người tuyết cũng không để ý tới Ryan trưởng lão, nàng nói ra, qua thiên vấn các xem một chút đi. Ryan trưởng lão không khỏi ngạc nhiên nói, thần tôn, chẳng lẽ ngài đều đã trông thấy quỹ tích? Ngài biết đám này phản nghịch đi hướng. Tuyết người nói, bản tôn nếu là biết, cũng không cần phí những này trắc trở. Chỉ bất quá ma pháp thủy tinh đã từng xuất hiện qua ở đây. Trong không khí còn có lưu lại mùi vị. Bản tôn cũng là căn cứ ma pháp thủy tinh mùi vị đến phán định. Ryan trưởng lão nói ra, thần tôn, ngài thần thông quảng đại, thần linh cũng có thể chiếu rõ hư không. Đã đám này phản nghịch hôm qua xuất hiện qua ở chỗ này, cái kia hẳn là đi không xa. Ngài là sao không chiếu rõ hư không, đến điều tra bọn họ tung tích. Tuyết người nói, bọn họ trên người bây giờ không có bất kỳ cái gì ta mùi quen thuộc, cái này phương viên trăm dặm. Khổng lồ như thế phạm vi, coi như bản tôn có thể chiếu rõ hư không. Nhưng mỗi người đều là chấm đen nhỏ, liền xem như bản tôn chiếu rõ, cũng không biết ai là ai. Trừ phi là đã xuất hiện tại thập lý phạm vi bên trong. Ryan trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, người tuyết cùng Ryan trưởng lão đi vào thiên vấn các. Thiên vấn các trước, người tuyết cùng Ryan trưởng lão tiến quân thần tốc. Cái kia thập tam cùng một cái khác tiểu nhị vẫn còn đang trước quầy chờ đợi khách tới cửa. Ryan trưởng lão nói ra, gọi chủ nhân các ngươi đi ra gặp nhau. Cái kia thập tam là cái có nhãn lực người, lập tức nhìn ra người tuyết cùng Ryan trưởng lão không đơn giản, hắn ứng một tiếng là, lập tức xoay người lại qua. Sau một hồi khá lâu, thập tam trước tới nói, cho mời hai vị.
Người tuyết cùng Ryan trưởng lão liền đi theo thập tam đi vào phòng tối, cái kia trong phòng tối cách bình phong. Sau tấm bình phong, thanh âm già nua lại lên, nghĩ không ra là giáo thần đại nhân đích thân tới, thiên vấn các quả nhiên là bồng tất sinh huy. Người tuyết từ tốn nói, như là đã biết bản tôn thân phận, khi biết bản tôn đến đây dụng ý. Người đã cùng ba cái kia phản nghịch đã gặp mặt đúng hay không? Lão nhân nói, không sai. Tuyết người nói, bọn họ nhất định là muốn ngươi đến cho bản tôn tin tức giả đúng hay không? Lão nhân nói, giáo thần đại nhân tuệ nhãn, trong thiên hạ này khi thật không có chuyện gì có thể giấu giếm được ngài. Tuyết người nói, vậy ngươi còn dự định lừa gạt bản tôn sao? Lão nhân nói, coi như ta muốn lừa gạt đại nhân, chỉ sợ cũng lấn không gạt được. Tuyết người nói, rất tốt, nói cho bản tôn, bọn họ qua hướng nơi nào? Lão nhân không khỏi cười khổ, nói ra, giáo thần đại nhân, cái kia phản nghịch cũng là người thông tuệ, bọn họ làm sao có thể nói cho ta biết, bọn họ chỗ. Bất quá lần này đi, tự nhiên là muốn đi thiên lăng. Tuyết người nói, như vậy, bọn họ còn tìm ngươi muốn cái gì? Dịch dung chi vật. Lão nhân nói, không sai. Tuyết người nói, rất tốt, thiên vấn các làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, càng biết su cát tị hung. Tin tưởng các ngươi đã tại những dịch dung đó chi vật bên trong làm tay chân đúng hay không? Lão nhân cười khổ, nói ra, coi là thật cái gì đều không thể gạt được đại nhân ngài. Tuyết người nói, đã như vậy, vậy liền đem hết thảy đều giao ra đi. Bản tôn có thể miễn các ngươi vừa chết. Lão nhân nói, vâng, đại nhân. Về sau, người tuyết cùng Ryan trưởng lão rời đi thiên vấn các. Không nghĩ tới thiên vấn các uy danh bên ngoài, nhưng gặp được thần tôn ngài, lại là như thế không chịu nổi. Chỗ có ước định, bọn họ đều không tuân thủ. Ryan trưởng lão nhịn không được nói với người tuyết. Người tuyết nhạt lạnh nói ra, người muốn rõ ràng một sự kiện, thiên thác thành tuy nhiên uy danh bên ngoài. Nhưng cùng thần giáo so ra, bất quá là ánh sáng của hạt gạo. Mà thiên vấn các tại thần giáo trước mặt càng là không đáng giá nhắc tới. Thiên vấn các có thể sống đến bây giờ, tối thiểu su cát tị hung bọn họ sẽ không hiểu. Ryan trưởng lão nói, thần tôn nói rất đúng, thuộc hạ thụ giáo. Tuyết người nói, về trước đi tụ hợp đi. Nàng sau khi nói xong, thân hình bắt đầu phiêu tán, không lâu sau đó, mặt đất cũng chỉ còn lại có một đống tuyết đọng. Ryan trưởng lão thấy cảnh này, trong lòng càng thêm bội phục thần tôn đại thần thông. Sau đó, Ryan trưởng lão đi vào hắc thị bên ngoài, cùng mọi người tụ hợp. Hắn đi vào cạnh xe ngựa cung kính nói, thần tôn. Trong xe ngựa, giáo thần từ tốn nói, đi thôi, trước ra thiên thác thành. Vâng, thần tôn, Ryan trưởng lão tất cung tất kính. Một nhóm người này chính là nghênh ngang rời đi. Mà giờ khắc này, tại một chỗ ẩn nấp địa phương, thiên thác thành thành chủ thiên mở đất chính ở nơi đó nhìn lấy. Bên cạnh hắn người nói, thành chủ, đám người này đến ta thiên thác thành tự ý tự giết người, chẳng lẽ liền từ bọn họ rời đi sao? Bọn họ đây là hỏng thiên thác thành quy củ a. Ngày đó mở đất khe khẽ thở dài, nói ra, giáo thần đích thân tới, trong thiên hạ còn có cái gì quy củ có thể ở trước mặt nàng đưa đến tác dụng. Từ nàng đi thôi. Giáo thần một đoàn người rất nhanh liền ra thiên thác thành. Ryan trưởng lão đi vào trước xe ngựa hướng giáo thần xin chỉ thị một bộ hành động. Giáo thần đột nhiên lạnh hừ một tiếng, nói, ngày này hỏi các thật lớn mật, bọn họ tại dịch dung chi vật bên trên chỗ thả nguyên tố cư nhiên như thế mở nhạt. Ngay cả bản tôn bây giờ đều chỉ có thể phát hiện một cái loáng thoáng phương hướng. Mà lại, cái này nguyên tố đã nhanh muốn pha loáng, không lâu sau đó tức sắp biến mất. Ryan trưởng lão nghe vậy lập tức phẫn nộ nói, thần tôn, thiên vấn các to gan lớn mật, thỉnh thần tôn cho phép thuộc hạ tiến đến đem thiên vấn các giết sạch sành xanh. Tính toán, giáo thần nhạt lạnh nói ra, chúng ta lần này tới là chính sự quan trọng, thiên vấn các cùng thiên thác thành quan hệ thiên ti vạn lũ, tránh thức nào đứng lên, lãng phí thời gian. Ryan trưởng lão cũng bất quá là muốn đồng hồ biểu trung tâm, hắn ngay sau đó cũng liền trung thực xuống dưới, nói ra, vâng, thần tôn. Giáo thần nói ra, người truyền lệnh xuống, tất cả mọi người hướng phía đông nam truy kích. Không muốn buông tha một ngọn cây cọng cỏ. Vâng, thần tôn, Ryan trưởng lão nói ra. Một đêm này, là quân bọn người tìm một nơi nghỉ trọ. Còn là mình chống đỡ chướng bồng nghỉ ngơi. Đa Luân Tư có chút bất an, hắn đã cảm nhận được lửa xém lông mày nguy cơ. Là quân, ta cảm thấy giáo thần bọn họ đại bộ đội đã đến bên này, chúng ta vẫn là đi đường suốt đêm a. La Quân trầm giọng nói ra, nếu như ta đoán không lầm, hiện tại bọn hắn cũng đã bắt được mấy cái kia bán thú nhân.
giáo thần hẳn là tự mình biết mắc lừa. Lúc này giáo thần khẳng định là nổi giận. Tiếp đó, nàng chó cùng dứt dậu, nhất định sẽ mang một bộ phận người hành quân gấp đến thiên lăng cửa vào bày xuống ma pháp trận. Nàng nhất định sẽ ôm cây đợi thỏ. Cho nên, mặc kệ chúng ta là hành quân gấp vẫn là như thế nào, chúng ta đều khó có khả năng nhanh hơn giáo thần. Càng đi rất gấp, càng dễ dàng bại lộ. Đa Luân Tư nói ra, có lẽ thiên vấn các căn bản không có bán chúng ta đây. La Quân nói ra, thực mặc kệ chúng ta qua không có qua hắc thị, có hay không qua đời bầy nghi trận. Giáo thần nhất định sẽ đem chúng ta qua thiên lăng thời gian tính kế đến. Nếu như nàng tại 10 ngày phạm vi bên trong không có tìm được chúng ta, thì nhất định sẽ dùng một chiêu cuối cùng nổi đồng rút lương. Cái kia chính là đến thiên lăng cửa ra vào chặn đường chúng ta. Nhưng là làm như vậy hạ sách, mà lại, rất lợi hại hao tổn tốn thời gian, nàng không đến bất đắc dĩ sẽ không làm như vậy. Bất quá bây giờ, nàng khẳng định sẽ tăng nhanh tiến trình qua thiên lăng chờ đối đãi chúng ta. Hắn đón đến, nói ra, nàng sớm đi thiên lăng, đối với chúng ta chỗ tốt chính là, chúng ta không cần lo lắng trên đường bị nàng lấy chiếu rõ hư không thần thông bắt được. Nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là sẽ đi đến trước mặt nàng qua. Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi nhất thời có chút hồ đồ. Đa Luân Tư nói ra, cái kia nhìn, người ở trên trời hỏi các mai phục bút cũng chỉ là trì hoãn bọn họ một ngày thời gian. Mà lại, coi như không có thiên vấn các, bọn họ cái này trong vòng một ngày cũng rất khó tìm đến chúng ta. Như vậy, thiên vấn các phục bút đến có tác dụng gì đâu. La Quân cười ha ha, nói ra, đã ngươi hỏi tới, vậy ta thì theo hảo hảo nói một chút. Thứ nhất, giáo thần hội sách tới trước thiên lăng, chúng ta tại qua thiên lăng trên đường, hệ số an toàn thực là cao hơn nhiều. Ta sợ sẽ nhất là giáo thần, nàng chiếu rõ hư không để cho ta như ngồi bàn trông. Đa Luân Tư nói ra, nhưng chúng ta cuối cùng là phải qua thiên lăng a. Cứ như vậy, nàng vẫn là ngăn chặn đường đi của chúng ta làm sao bây giờ? La Quân nói ra, ta cái thứ hai mục đích cũng là hoàn toàn chọc giận giáo thần. Nàng là cái rất lợi hại người thông minh, nàng có thể tìm tới thiên vấn các, theo trời hỏi các ép hỏi ra chúng ta bí mật tới. Nàng khẳng định đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nàng sẽ không là một người đến, nàng dưới tay nàng khẳng định phải bảo trì cao cao tại thượng cảm giác. Có thể cứ như vậy, nàng xem như bị chúng ta lường gạt. Như vậy, nàng lại ở trước mặt thủ hạ mất mặt. Ta đoán nàng khẳng định hội nổi giận. Ngươi nói không sai, giáo thần ở trước mặt thủ hạ luôn luôn giống như thần linh y hệt. Nếu là ở trước mặt thủ hạ bị ngươi lường gạt, lấy nàng tính cách, nhất định sẽ phẫn nộ đến mất lý trí. Đa Luân Tư nói ra, nhưng ta không cảm thấy để giáo thần phẫn nộ có thể có trợ giúp chúng ta tiến vào thiên lăng. La Quân nói ra, người còn không nghĩ rõ ràng một việc, cái kia chính là thiên lăng nơi đó, giáo thần nhất định sẽ qua ngăn chặn chúng ta. Nàng lần này xuất động đại bộ đội, lại tự mình đến đây, cái kia là tuyệt đối không chuẩn bị cho chúng ta cơ hội bỏ trốn. Nhưng chúng ta lại nhất định phải tiến vào thiên lăng, nếu như chúng ta không tiến thiên lăng, lấy nàng bản sự, tăng thêm nàng lần này tự thân xuất mã, sớm muộn có thể bắt được chúng ta. Đa Luân Tư nghe La Quân phân tích, hắn nghe rất nghiêm túc. Hắn cũng biết, La Quân làm việc nhất định sẽ có chính mình đạo để ý. Đa Luân Tư nói, cho nên, người còn có kế hoạch. La Quân nói ra, ta kế hoạch không nhất định linh, bất quá có cơ hội tương đối. Hắn đón đến, nói ra, giáo thần nổi giận về sau, trong nội tâm nàng hội đối ba người chúng ta người hận thấu xương. Chúng ta hình tượng cũng sẽ trong lòng nàng dừng lại. Lúc này, nàng thống hận là thiên về một bên. Như vậy lúc này, chúng ta nếu là đem dưới tay hắn giết mấy cái, ngụy trang thành dưới tay nàng. Nàng tại nổi giận dưới, rất khó nghĩ đến cái này một gốc dạ. Đa Luân Tư không khỏi nhãn tình sáng lên, nói ra, người kế hoạch này thật sự là tuyệt. La Quân nói ra, nhưng cũng có rất lớn thao tác độ khó khăn, giáo thần tuy nhiên nổi giận, nhưng khó đảm bảo dưới tay nàng có thanh tỉnh nhắc nhở nàng. Đa Luân Tư nói ra, khả năng này rất nhỏ. Giáo thần trong lòng mọi người chí cao vô thượng, riêng là tại nàng nổi giận thời điểm, chỉ sợ không có mấy người dám đi tự cho là thông minh. Người suy nghĩ một chút, giáo thần chủ đạo lần này truy sát, nàng mấy lần truy sát không đến. Nhưng ngươi một cái thủ hạ, ngươi tới nhắc nhở. Sau cùng bắt không được chúng ta còn tốt, nếu là bắt được, đây không phải là cũng là biểu hiện ngươi muốn so giáo thần còn thông minh. Dạng này đại bộc trực mấy người dám làm. La Quân nói ra, nhưng cũng vẫn là có cái tỷ lệ này, trên đời này người, không phải mỗi người đều có thể đem sự tình nghĩ rõ ràng lại đi làm. Luôn có nhiều như vậy tự cho là đúng người thông minh làm một ít tự gây nghiệt sự tình. Đa Luân Tư nói ra, nhưng chúng ta cũng phải đánh cược một cược.
La Quân gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a, chúng ta lần này sống hay chết, sẽ phải nhìn bầu trời. Ta có thể làm không thể làm đều làm, còn lại hết thảy, thì giao cho vận khí đi. Trong bóng đêm, giáo thần một đoàn người rốt cục đuổi tới đám kia bán thú nhân. Bán thú nhân đang nghỉ trọ, bọn họ trốn ở trong lều vải. Thần tôn, chỗ ấy có lều vải, trong lều vải có ánh sáng. Ryan trưởng lão hướng giáo thần báo tin vui. Giáo thần từ tốn nói, cái kia ngọn nguồn ngay tại trong lều vải, tiểu tặc này La Quân tự cho là thông minh, coi là thiên vấn các có thể tín nhiệm. Hôm nay bản tôn liền muốn cho hắn biết, hắn theo bản tôn thủ đoạn so ra, vẫn là quá non. Ryan trưởng lão lập tức nịnh nọt, nói, thần tôn anh minh, thuộc hạ bội phục. Giáo thần nói ra, tiểu tặc này La Quân vô cùng giàu hoạt, các ngươi trước không muốn đả thảo kinh xà. Bản tôn phái ra hư không nguyên thần cùng ngươi cùng một chỗ trước đi bắt bọn hắn. Vâng, thần tôn, Ryan trưởng lão nói ra. Sau đó, giáo thần phái ra người tuyết. Người tuyết ở phía trước dẫn đường, Ryan trưởng lão theo ở phía sau. Lúc này, giáo thần đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nàng không nghĩ tới hội bắt không được La Quân bọn họ. Cho nên, nàng đều không có lấy chiếu rõ hư không bản sự đi trước xem rõ ngọn ngành. Người tuyết mang theo Ryan trưởng lão đi vào lều vải trước mặt. Người tuyết vung tay lên, nhất thời cuồng phong nổi lên, trong nháy mắt liền đem lều vải vén bay ra ngoài. Sau đó, người tuyết cùng Ryan trưởng lão cũng liền thấy rõ ràng bên trong tràng cảnh. Mấy cái kia bán thú nhân cởi chuồng đang ngủ, cái kia tình cảnh 10 phần bất nhã, điều này thực là đại đại trùng tràng trí cao vô thượng, thuần khiết thánh minh giáo thần đại nhân a. Có thể bán thú nhân nhóm cũng cảm thấy vô tội a. Cái kia Ken Sang nổi trận lôi đình, một thanh nhảy dựng lên, lệ mắng, thảo ngươi bên trong nương nha, ở đâu tới tạp chủng, lại dám vén bọn lão tử lều vải. Còn lại bán thú nhân cũng là giống giận. Bọn này bán thú nhân mộng đẹp bị đánh thức, tự nhiên là phẫn nộ. Cái này một cái chớp mắt, Ryan trưởng lão bỗng nhiên cảm giác được không khí đều phảng phất ngưng kết. Hắn cảm nhận được một loại hiếm thấy nộ khí. Nhưng lúc này, người tuyết thần sắc rất bình tĩnh. Nàng chỉ là đưa tay hướng bán thú nhân nhóm nhất chỉ. Nhất thời, gió tuyết đột khởi, bán thú nhân nhóm trong nháy mắt bị băng đông thành tượng băng. Tiếp theo, người tuyết đưa tay bóp, cái kia băng điêu toàn bộ vỡ vụn. Sở hữu bán thú nhân đều chết thảm tại chỗ. Về sau, người tuyết cũng tan thành mây khói. Ryan dài lão ngẩn ở tại chỗ. Hắn biết giáo thần là chân chính bị chọc giận, giáo thần luôn luôn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nàng lúc này thế mà đem 5 cái rưỡi thú nhân giết, bởi vậy có thể thấy được trong nội tâm nàng phẫn nộ tới trình độ nào. Mà giáo thần thật là muốn chọc giận nổi điên. Nàng là ai? Chí cao vô thượng thần linh a. Một cái thần linh thế mà bị một phàm nhân cho lường gạt, đây là vô cùng nhục nhã. Tuyệt đối vô cùng nhục nhã a. Thử hỏi một cái kia thần linh từng chịu đựng dạng này vô cùng nhục nhã. Thần tôn, thuộc hạ tử tội a. Ryan trưởng lão đi vào trước xe ngựa quỳ đi xuống. Lúc này, một đám tay dưới lập tức cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, bọn họ là truy lầm người. Giáo thần không nói một lời. Sau một hồi khá lâu, giáo thần đối Ryan trưởng lão nói ra, Ryan, các ngươi đều tự sát đi. Ryan trưởng lão hãi nhiên thất sắc, sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, không ngừng dập đầu, nói, thần tôn, bọn thuộc hạ tuyệt không dám đem chuyện hôm nay truyền đi a. Thỉnh thần tôn tha mạng. Một đám thuộc hạ nhóm rốt cục ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Chuyện này vừa mới phát sinh, bọn họ còn không có quá cơ bản sẽ. Chỉ cảm thấy sai cũng là sai nha, có chơi đại không? Khiến cho thần lại biết, chuyện này nếu như chờ đám này thủ hạ ổn định lại tâm thần thời điểm, nhất định sẽ ý thức được không thích hợp. Bởi vì trận này truy sát là giáo thần chủ đạo A. Giáo thần là chí cao vô thượng thần A, nhưng là thần thế mà bị phàm nhân lừa gạt. Chuyện này đối giáo thần tới nói, quá ác liệt. Giáo thần xuất thủ thế mà bị phàm nhân lừa gạt, như vậy thủ hạ liền sẽ hoài nghi, giáo thần thật sự là thần sao? Thần giáo sở dĩ có cường đại như thế lực ngưng tụ, hết thảy đều là bởi vì giáo chúng đối với giáo thần tín ngưỡng. Nếu như phần này tín ngưỡng sinh ra hoài nghi, thậm chí sụp đổ, vậy sẽ là thần giáo tai nạn. Cho nên, cho dù giáo thần yêu quý Ryan trưởng lão nhân tài, yêu quý đám này thủ hạ trung tâm, nhưng nàng tuyệt không thể mạo hiểm như vậy, nàng nhất định phải bọn họ toàn bộ chết. Chỗ có thủ hạ cũng quỳ đi xuống, mời xin tha mạng. Trong xe ngựa, giáo thần không nhúc nhích chút nào. Nàng nhạt vừa nói, Ryan,
các ngươi tự sát, bản tôn hội cho các ngươi thể diện tang lễ cùng sau lưng anh minh. Thần tôn tha mạng a. Ryan cả đám chỗ nào chịu như vậy tự sát, không ngừng cầu xin tha thứ. Giáo thần lạnh hừ một tiếng, nói, Ryan, bản tôn kiên nhẫn có hạn, người không nên ép bản tôn xuất thủ. Ryan trưởng lão tim mật muốn nứt, người tại lúc sắp chết có thể có vô hạn dũng khí. Hắn đột nhiên khẽ cắn môi, một thanh đứng lên, gia hỏa này lui ra phía sau mấy bước, sau đó đối chúng thủ hạ nói ra, chúng các huynh đệ, giáo thần vô đạo, lạm sát chung. Nàng đã là bị ma quỷ chúa tể, căn bản không còn là chúng ta giáo thần. Đã nàng muốn giết chúng ta, vậy chúng ta thì cùng với nàng liều. Dù sao khoảng chừng đều là chết. Ryan càng nói càng sục sôi, càng nói càng là lòng đầy căm phẫn. Cái kia một đám tay dưới lập tức cũng kích động lên, bên trong một cái đứng lên, cũng quát, không sai, nàng sớm đã không phải chúng ta nguyên lai giáo thần, chúng ta không có phạm sai lầm, tại sao muốn chết? Cái này tránh thức là quần tình sục sôi. Chỗ có thủ hạ đều đi theo đến, quát, giết nàng, giết nàng. Ryan dài lão con người đảo một vòng, hắn lập tức quát, các huynh đệ, xông lên a. Con hàng này trong nháy mắt thi triển ra cực quang sướng lễ. Nhất thời mấy ngàn băng kiếm trên không trung hình thành, sau đó điên cuồng bắn trụng hướng trong xe ngựa. Cái kia một đám thủ hạ cũng vung vẩy ra hoàng kim tam giác kiếm xông tới giết. Mà lúc này đây, giảo hoạt Ryan trưởng lão lại là nhanh chóng lui ra ngoài. Con hàng này triển khai xúc địa thành thốn ma pháp, nhanh như điện chớp chạy đi. Lúc này, giáo thần y nguyên ngồi trong xe ngựa. Cái kia vạn thiên băng kiếm bắn trụng mà đến, mắt thấy liền muốn đem xe ngựa xuyên thủng. Ngay vào lúc này, một cỗ long quyển phong đột nhiên la. Xác thực nói, là vòi rồng băng bạc. Vô cùng băng bạc tại long quyển phong kịch liệt bao phủ dưới, toàn bộ thành so bạo liệt mưa đạn còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Nào băng kiếm trong nháy mắt liền bị vòi rồng băng bạc đánh nát, đồng thời toàn bộ bị bao phủ đến vòi rồng băng bạc bên trong. Ngay sau đó, vòi rồng băng bạc lại bắt đầu tập giết đám kia thủ hạ. Đối mặt khủng bố như thế vòi rồng băng bạc, những này thủ hạ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Phàm là bị cuốn giết tiến đến, trong nháy mắt liền bị rảo sát thành phấn vụn. Thoáng qua ở giữa, 20 tên thủ hạ bị giết. Còn lại 10 tên gặp sự tình không ổn, xoay người bỏ chạy. Nhưng là, cái kia long quyển phong thoáng qua ở giữa, chia ra làm 10, hóa thành 10 đạo vòi rồng băng bạc đánh giết tới. Răng rắc, răng rắc. Chỉ là trong tích tắc, cái kia 10 tên thủ hạ cũng bị vòi rồng băng bạc rảo sát. Sau cùng, cái kia 10 đạo vòi rồng băng bạc lại hợp thành một đạo. Cái này vòi rồng băng bạc nhanh chóng hướng trước mặt đuổi theo. Ryan trưởng lão tốc độ rất nhanh, có thể cái kia vòi rồng băng bạc tốc độ càng nhanh. Chỉ một lúc sau, vòi rồng băng bạc trực tiếp lướt qua Ryan trưởng lão đỉnh đầu, ngăn ở Ryan trước mặt trưởng lão. Ryan trưởng lão nơi đó có thể không hiểu là chuyện gì xảy ra, cái này một cái chớp mắt, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn một thanh quỳ đi xuống, nói, thần tôn tha mạng, thần tôn tha mạng, thuộc hạ không muốn chết a. Cái kia vòi rồng băng bạc sau đó liền thành người tuyết bộ dáng, nàng nhàn nhạt lạnh lùng nhìn lấy Ryan trưởng lão. Sau đó, nàng nói ra, người thần giáo thời điểm, liền muốn có vì bản tôn hiến thân giác ngộ. Bây giờ bản tôn muốn ngươi tự sát, ngươi lại dám mang chúng tập kích bản tôn, Ryan, ngươi tội đáng chết vạn lần. Ryan trưởng lão nước mũi đều chảy ra, khóc nói, thần tôn, thuộc hạ đáng chết, nhưng thuộc hạ không muốn chết a. Thuộc hạ nhất định vì ngươi vĩnh viễn giữ vững bí mật, ngài thì tha thuộc hạ đầu cẩu mệnh này đi. Người tuyết từ tốn nói, không có khả năng. Ryan trưởng lão đột nhiên nhảy dựng lên, hắn bạo giống một tiếng, cả giận nói, Lena Hoya, là ngươi bức ta. Ta lấy vĩ đại nước thần chi danh nghĩa nguyền rủa ngươi thụ thần linh đóng băng, vĩnh thế không được siêu sinh. Ryan trưởng lão nhanh chóng đọc chú ngữ, trong tay pháp ấn liên kết. Đồng thời, đầu hắn phát toàn bộ dựng thẳng lên đến, cái này quả nhiên là râu tóc đều dựng. Ryan trưởng lão thân một bên tràn ngập cuồng bạo thủy nguyên tố. Đây là Ryan trưởng lão đang thi triển cấm chú, hắn là liều mạng trong óc thần linh vỡ vụn đến nguyền rủa giáo thần. Người tuyết đứng ở nguyên địa, nàng nhàn nhạt lạnh lùng nhìn lấy Ryan trưởng lão. Sau một hồi khá lâu, Ryan trưởng lão thi pháp hoàn tất. Lúc này, từ người tuyết dưới chân bắt đầu, hàn băng tựa như là đại thụ che trời phá đất mà lên, tầng tầng đóng băng, trong nháy mắt tựa như là ngọn núi sụp đổ đem người tuyết hoàn toàn chìm không ở chính giữa.
người tuyết kia ở chỗ đó phương thành một tòa kiên cố băng sơn. Cái này kem tươi có 30 mét vuông lớn nhỏ, cao có chừng 10 thước. Ryan trưởng lão sắc mặt trắng bệch, hắn thi triển bực này cấm chú, đã tiêu hao sạch thân thể sở hữu tinh thần lực. Mà lại, hắn não vực thần linh cũng nhận vĩnh cửu thương tổn. Ryan trưởng lão không dám nhìn kỹ, hắn quay người tập tễnh thì muốn chạy trốn. Bất quá đúng lúc này, cái kia băng sơn phát sinh biến hóa. Răng rắc soạt soạt, đầu tiên là một chỗ rạn nứt, sau đó khắp nơi rạn nứt. Tiếp lấy oanh một chút, cái kia băng sơn sụp đổ, mảnh vụn bay loạn. Mà tuyết người đã xuất hiện tại Ryan trước mặt trưởng lão. Người vĩ đại thủy thần còn không phải bản tôn đối thủ, người cho rằng lấy nó danh nghĩa liền có thể nguyền rủa đến bản tôn. Người tuyết từng bước tới gần Ryan trưởng lão. Ryan trưởng lão lập tức co quắp ngồi dưới đất. Người thật sự là khiến bản tôn thất vọng. Người tuyết sau khi nói xong, một chỉ điểm ra. Ryan trưởng lão lập tức bị băng tuyết đông thành tượng băng. Về sau, băng điêu nổ nát vụn, Ryan trưởng lão đã cái xác không hồn. Sau đó, người tuyết cũng biến mất. Trong đống tuyết, cô đơn xe ngựa sang trọng còn đứng sừng sững ở nguyên địa. Hai thất hỏa long câu không nhúc nhích, rất khéo léo. Liền cũng tại lúc này, xe ngựa kia màn cửa bị xốc lên. Một nữ tử đi ra. Nữ tử này ăn mặc trắng như tuyết váy dài, nàng khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, nữ nhân này nhìn mới 20 tuổi. Khuôn mặt nàng mỹ lệ, da thịt trắng như tuyết, tựa hồ là vô cùng mịn màng. Nữ tử này dài có chút cao gầy. Nàng đứng tại cái này trong đống tuyết chính là băng tuyết nữ vương, đứng tại trên thảo nguyên, chính là thảo nguyên chi vương. Nàng ở nơi nào đều tựa hồ là vĩnh viễn trung tâm tiêu điểm. Trên người nàng có loại nói không nên lời uy nghiêm, loại này uy nghiêm tồn tại, cho nên dù cho nàng đẹp như tiên nữ, nhưng không có nam nhân kia dám đối nàng sinh ra mảy may khinh nhờn chi tâm. Nàng chính là giáo thần, Lena Hoya. Lena Hoya nhảy xuống xe ngựa, nàng xem thấy đại địa trắng lóa như tuyết. Nàng chậm rãi đi ra ngoài, cái kia hai thất hỏa long câu liền lôi kéo xe ngựa theo ở phía sau. Lena Hoya đã không nhớ rõ bao lâu, nàng không có dạng này tự do tự tại đi trên đường. Một người như vậy cảm giác, cũng thực không tồi a. Nàng là đời thứ hai giáo thần, là thần nữ, là thần giáo tín ngưỡng. Cho nên nàng cần phải gìn giữ thần bí, liền xem như tại thần giáo bên trong, cũng không có mấy người gặp qua nàng chân thực khuôn mặt. Lena Hoya ngồi xổm xuống, nàng nâng thổi phồng tuyết ở trên mặt xoa nắn, dạng này băng lãnh cảm giác để cho nàng cảm thấy mình vẫn là một cái chân thực tồn tại người. Lena Hoya hít sâu một hơi, nàng bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm phẫn nộ là bên ngoài người thường không thể tưởng tượng. Nàng thế mà bị một phàm nhân chỗ lường gạt. Hơn nữa còn bị buộc lấy thân thủ giết chính mình nhiều như vậy thủ hạ. Phần này vô cùng nhục nhã, nhất định phải lấy La Quân cái này đám phản nghịch máu tươi đến rửa sạch. La Quân tại trong đêm bắt đầu tiếp tục tu luyện, hắn lần nữa thôn phệ thủy nguyên tố. Tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, thủy nguyên tố là lớn nhất sung túc. Đây cũng là vì cái gì giáo thần Lena Hoya đến địa phương này, vì cái gì một mực thi triển thủy hệ ma pháp nguyên nhân. Đó cũng không phải thuyết giáo thần chỉ hội thủy hệ ma pháp, mà chính là nàng tại nhập gia tùy tục. Phải biết, giáo thần Lena Hoya là ngũ hệ ma pháp sư, mỗi một hệ nàng đều đã tu luyện tới đăng phong tạo cực cấp độ. La Quân tu luyện tới buổi sáng, ma pháp của hắn tu vi lại tinh tiến một bước. Mà lại, hắn nhắm mắt thời điểm, phát hiện trong óc quang cầu so trước đó trọn vẹn lớn gấp đôi. Cái kia quang não đã giống như hai cái bóng cao su lớn như vậy. So La Quân nhức đầu gấp hai còn nhiều hơn. Nhưng, cái này quang não cũng là tồn tại ở La Quân trong não vực. Cái này cấu tạo nói đến rất kỳ quái, nhưng trên thực tế, tựa như là một cái tiểu điện thoại di động rất nhỏ. Nhưng kết nối lưới về sau, lại có thể nhìn hết chuyện thiên hạ. Bên trong tin tức vô cùng vô lượng. Não vực nhìn như rất nhỏ, trên thực tế lại là có thể chứa đựng triệu tỷ tỷ tế bào não. Chữ vật giới chỉ cũng rất nhỏ. Bên trong đồng dạng có thể chế tạo ra vô cùng không gian tới. Cái này quang não cũng không phải là vật thật, mà là một loại cùng loại tinh thần lực tồn tại. Cho nên, chúng nó có thể vô hạn biến lớn. Quang não càng lớn, tinh thần lực càng mạnh, đến lúc đó có khả năng thi triển ma pháp thì càng lợi hại. Buổi sáng, La Quân cả đám ăn sáng xong về sau, tiếp tục tiến lên. Đoạn đường này tiến đến, cũng là bình tĩnh không ít. Thỉnh thoảng sẽ có huyết ưng lên đỉnh đầu lướt qua. Nhưng những huyết ưng đó cũng không có phát giác ra La Quân bọn người dị dạng. Đoạn đường này qua, nhìn thấy không ít lều vải, vết chân.
La Quân nhìn thấy kỳ diệu bán thú nhân, còn có ải nhân cùng tinh linh tộc. Bất quá lưu lạc đến nơi đây, cũng đều là có cố sự người. Không nhất định nói người ta là người xấu, nhưng không đến bất đắc dĩ, không ai lại muốn tới nơi này. Tựa như La Quân bọn họ cũng không tính người xấu, nhưng tới nơi này, đó cũng là bị bất đắc dĩ à. Ta phát hiện, mặc kệ là tại cái không gian kia, nhân loại tuy nhiên không phải cường đại nhất, nhưng lại vĩnh viễn là chúa tể. La Quân từ đáy lòng cảm thán, sau đó hắn cũng nói, khó trách sẽ có người nói hình người thể là hoàn mỹ nhất hình thể, cho nên những yêu tinh đó đều phải cố gắng tu thành hình người đây. Liền cường đại nhất long tộc đều bị nhân loại bức bách đến sống không nổi. Đa Luân Tư cùng Duẫn Nhi cũng là theo chân hơi xúc động. Cái kia long đản còn một mực đang giới tu di bên trong yên tĩnh đợi, ước chừng còn muốn 7 ngày, Lan Si liền có thể từ long đản bên trong ấp trứng đi ra. Lan Si cũng không có vấn đề, nàng tại long đản bên trong tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giữa trưa, La Quân một đoàn người gặp được thần giáo Lùng Bắt tiểu phân đội. Cái này tiểu phân đội hết thảy 4 người, bọn họ gặp qua hướng người đi đường liền sẽ tiến hành kiểm chứng. Nếu có không phối hợp, tại chỗ thì giết, thần giáo phái ra đều là cao thủ tinh anh, cho nên thật đúng là không có mấy cái dám cùng bọn hắn phản kháng. Mà giáo thần Lena Hoya đối bọn hắn yêu cầu chính là, nếu như gặp phải địch nhân chân chính, trước tiên không phải giết đối phương, mà là thông qua phù chú đem tin tức truyền đưa tới. Muốn động thủ sao? Đa Luân Tư hỏi La Quân. La Quân nói ra, ba người chúng ta người quá chói mắt, đối phương trọng điểm điều tra cũng là ba người một đám. Cho nên, chúng ta phải trước tìm một số người tổ đội quá khứ. Như vậy mới phải cách gần, Lôi Đình phát động công kích. Hắn đón đến, nói ra, trên người bọn họ nhất định sẽ có giáo thần lưu lại phù chú tin tức, nếu để cho bọn họ đem tin tức truyền lại cho giáo thần, chúng ta đó là một con đường chết. Đa Luân Tư gật gật đầu, nói ra, bốn người này ta thấy rõ ràng, bọn họ theo thứ tự là hai cái hồng y chủ giáo, một cái áo đen giáo chủ, còn có một cái bạch y chủ giáo. Bên trong bạch y chủ giáo là cửu cấp ma pháp sư, rất lợi hại khó đối phó. Mà áo đen giáo chủ tu vi thâm bất khả chắc, tại trên ta. Còn hai cái hồng y chủ giáo chính là cùng kiếm thần tinh không sai biệt lắm một cái trình độ. La Quân nghe âm thầm líu lưỡi, nói, thần giáo thực lực lợi hại như vậy. Chúng ta tùy tiện phanh cái trước tiểu phân đội, thì tất cả đều là loại nhân vật này. Đa Luân Tư nói ra, người phải biết, Thiên Nguyên đế quốc tại Mê Thất Đại Lục là đệ nhất cường quốc, mà thần giáo cùng đế quốc hoàng thất chia đều thiên hạ. Thần giáo giáo đầu trải rộng toàn thế giới, số lượng đoán chừng có hơn 300 triệu người. Mà giáo thần tổng bộ thánh giáo đàn thì là tập hợp thần giáo sở hữu tinh anh. Người nói có thể không lợi hại sao? Xác thực rất lợi hại, La Quân từ đáy lòng nói ra. Hắn đón đến, nói, bất quá, thần giáo lấy tín ngưỡng trị thiên hạ, một khi giáo thần chết, mà nối nghiệp lại không người lời nói. Thần giáo lập tức cũng sẽ sụp đổ, những tín đồ đó tuy nhiên có thể thể hiện ra rất cường lực lượng, nhưng coi như không có người lãnh đạo bọn họ thời điểm, bọn họ tán cũng sẽ rất nhanh. Đa Luân Tư nói, có lẽ người nói có đạo lý, nhưng giáo thần lại mãi mãi cũng sẽ không chết a. La Quân nói ra, nàng không chết không phải là bởi vì nàng thiên hạ đệ nhất, mà là bởi vì nàng tức giận số chưa hết. Nếu là khí số chỉ, nàng tại thiên địa đại đạo sát kiếp trước mặt, đồng dạng là không chịu nổi một kích. Đa Luân Tư không có phản bác La Quân, hắn nói ra, qua nhiều năm như vậy, giáo thần cao cao tại thượng, thần thông vô địch. Đồng thời thành tựu vô số công tích, đến mức nàng danh vọng vượt xa dĩ vãng giáo thần. Thần giáo mấy chục năm qua, phát triển quá nhanh, giáo thần đường cũng quá thuận, toàn bộ Mê Thất Đại Lục bên trên, cơ hồ không ai có thể cùng hắn chống lại. Có lẽ người xuất hiện, ngược lại là nàng một kiếp số. Nếu thật là dạng này, như vậy ta rất chờ mong ngày đó đến. La Quân cười ha ha, nói ra, có phải hay không ta thắng người theo giúp ta quân lâm thiên hạ, ta thua người theo giúp ta đông sơn tái khởi. Đa Luân Tư không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói, người nói là cái quỷ gì. La Quân cũng là chỉ đùa một chút, hắn theo rồi nói ra, bốn người này, chúng ta muốn lấy Lôi Đình chi thế đem toàn bộ giết chết, cái này độ khó khăn không nhỏ a. Đa Luân Tư sắc mặt cũng là nặng nề, nói, nếu là ra bất ngờ, ta có thể chém giết một tên hồng y chủ giáo. La Quân nói ra, người đối với bọn hắn tới nói là gương mặt quen, ta đoán chừng bọn họ trông thấy người phản ứng đầu tiên cũng là hướng giáo thần truyền lại tin tức. Cho nên người muốn ra bất ngờ cũng có chút khó. Đa Luân Tư nói ra, người nói thật là sự thật.
Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đổi lại một đội nhân mã. La Quân nói ra, đội nhân mã này thích hợp nhất, địa vị đều không thấp, không dễ dàng khiến người ta sinh nghi. Vả lại, đến đều là tinh anh, chưa hẳn lần sau liền có thể gặp được thích hợp hơn. Đa Luân Tư nói ra, vậy ngươi định làm như thế nào? La Quân nói ra, như vậy đi, chúng ta trước. Trong lúc nói chuyện, hắn xem đến phần sau đến một đám bán thú nhân. Bọn này bán thú nhân hết thảy 7 cái. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, như vậy đi, Duẫn Nhi ngươi tránh ở một bên chờ đối đãi chúng ta. Đa Luân Tư ngươi xen lẫn trong bán thú nhân đằng sau, sau đó ngươi nhiệm vụ là thứ nhất, đem cái kia bạch y chủ giáo trong nháy mắt kích choáng, không nên giết hắn. Thứ hai, ngươi muốn xuất bất ngờ chém giết một tên hồng y chủ giáo. Còn lại hai người, ta đến xử lý. Đa Luân Tư hít sâu một hơi, hắn nói ra, cái kia áo đen giáo chủ tu vi rất cao, ngươi xác định ngươi có thể cấp tốc xử lý sạch. Ta biết ngươi bây giờ tu vi thâm bất khả chắc, nhưng là muốn tại lôi đình ở giữa đánh giết bọn hắn, xác thực không dễ. La Quân nói ra, chúng ta hiện tại cũng là một người độc thân, chỉ có thể đụng một cái. Đa Luân Tư trong mắt có vẻ lo lắng, nhưng là đã La Quân đã định ra kế hoạch, hắn vẫn là lựa chọn hoàn toàn tín nhiệm La Quân. Thương định hảo kế hoạch về sau, La Quân liền dẫn Đa Luân Tư hướng đám kia bán thú nhân đi đến. Mà Duẫn Nhi làm theo dấu ở một bên. La Quân cùng Đa Luân Tư đi vào nửa trước mặt thú nhân. Không đợi những người óc kia nói chuyện, La Quân tiên chiều mọi người được cái ôm ngực lễ, sau đó vừa cười vừa nói, các vị đại ca tốt. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. La Quân đến lúc này vẻ mặt tươi cười, hơn nữa còn hô bán thú nhân nhóm đại ca. Bọn này bán thú nhân nhất thời thì đối La Quân sinh ra hảo cảm. Cầm đầu bán thú nhân gọi là Mạnh Mãi Gia, Mạnh Mãi Gia sinh được cao lớn thô kệch, hắn tuy nhiên rất thụ cho La Quân tôn xưng, nhưng vẫn còn có chút cảnh giác nói, nhân loại các ngươi giảo hoạt nhất, vô sự lên lấy lòng, khẳng định là không có lòng tốt. La Quân nói gấp, ai nha, đại ca ngươi hiểu lầm, ngươi nhìn phía trước, nơi đó là không là có chút tình huống. Hắn nói thì chỉ bên kia bốn tên giáo chủ. Cái kia bốn tên giáo chủ đang đề ra nghi vấn qua lại người đi đường đây. Đó là cái gì tình huống? Mạnh Mãi Gia không khỏi hiếu kỳ. La Quân liền nói ra, nghe nói a, bọn họ là theo trời lăng chạy đến ác bá, làm bộ nói muốn tìm cái gì đạo phạm. Ta cái thiên, chúng ta đều bị buộc đến cái địa phương quỷ quái này đến, coi như chúng ta là đạo phạm, người cũng không nên theo đuổi không bỏ, không buông tha a. Mà lại, nghe nói bọn họ còn muốn vơ vét tiền tài. Hắn đón đến. Nói ra, ta cùng huynh đệ của ta liền xem như đem tiền hiếu kính cho các ngài các vị đại ca, cũng không nguyện ý cho bọn hắn loại kia tiểu nhân hèn hạ a. Hắn nói liền để Đa Luân Tư lấy tiền đi ra. Đa Luân Tư lập tức móc ra 100 tiền vàng. Những người óc này nhìn thấy vàng ánh vàng rực rỡ tiền vàng, con mắt lập tức liền sáng. La Quân nhét vào Mạnh Mãi ra trong tay, sau đó nói, ta cùng huynh đệ của ta cũng không có khác ý tứ, cũng là muốn cùng các vị đại ca cùng đi. Chúng ta nhiều người lực lượng lớn, bọn họ nhất định không dám khó xử các đại ca. Mạnh Mãi ra một đám nhân mã bên trên cũng liền minh bạch La Quân cùng Đa Luân Tư ý tứ. Bọn họ cũng không ngốc, Mạnh Mãi ra đem tiền vàng thu, sau đó ý vị thâm trường nói ra, người điểm ấy tiền vàng, không đủ a. Ta dựa vào, La Quân tâm lý thầm mắng một tiếng, người mẹ nó thật đúng là rất lợi hại trực tiếp a. La Quân liền cười ha ha, nói ra. Bọn họ phí qua đường là 500 tiền vàng, như vậy đi, về sau ta lại cho các vị đại ca 200 tiền vàng. Muốn là lại muốn nhiều, vậy ta còn không bằng trực tiếp giao phí qua đường a. Phí qua đường là có ý gì? Mạnh Mãi ra sau lưng một tên bán thú nhân kỳ quái hỏi. La Quân sững sờ, sau đó giải thích nói, cũng là mua lộ tài. Cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn qua đường này, lưu lại mua lộ tài. Đây không phải cướp đường mà. Bán thú nhân kia cũng có chút phẫn nộ, hắn nói ra, còn từ không ai dám cướp ta lão hồ tài đâu, đám này da trắng con non thật là sống ngán. Mạnh Mãi ra lại ý vị thâm trường nhìn La Quân liếc một chút, hắn nói ra, đã như vậy, vậy cứ như thế thành giao đi. La Quân là bực nào khôn khéo người, lập tức liền từ Mạnh Mãi ra trong ánh mắt ra một số tin tức. Con chó, người óc này còn mẹ nó rất gian a. Hắn là nghĩ đến giúp mình cùng Đa Luân Tư vượt qua nan quan. Sau đó lại đoạt chính mình cùng Đa Luân Tư tiền tài a. Nếu là tính toán như vậy, vậy lão tử cũng vừa tốt thì đối với các ngươi không cần có quá nhiều lòng áy náy. La Quân tâm lý rất rõ ràng,
chính mình lần này sử dụng cái này 7 cái bán thú nhân, bên trong chúng nó mạo hiểm là rất lớn. Trong lúc đánh nhau, chúng nó rất có thể sẽ bị mấy tên giáo chủ cho xử lý. Tuy nhiên La Quân cũng không nghĩ như thế, nhưng hắn cũng không có khác biện pháp. Tại thành công trên đường, ai có thể thủ thân như ngọc, không làm mấy món chuyện xấu đâu. Thánh mẫu Bạch Liên Hoa có thể thành công, xác thực cũng có thành công ví dụ, bất quá vậy cũng là tại ngôn tình bên trong. Xưa nay người thành đại sự như Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Lý Thế Dân, Chu Nguyên Chương chờ một chút, một cái kia không phải thủ đoạn độc ác hạng người. Liền cũng tại lúc này, cái kia bốn tên giáo chủ rốt cục chú ý tới La Quân bên này động tĩnh. Bọn họ nhìn thấy bên này nhiều người như vậy, cho nên cũng không có quá để ở trong lòng. Trong lòng bọn họ vẫn là có cái cố định tư duy, cái kia chính là muốn truy tra là ba người, mà lại ba người này vẫn là hai nam một nữ. Muốn là nhìn thấy ba bốn người cùng một chỗ, bốn tên giáo chủ hội phá lệ để ý. Bất quá, bốn tên giáo chủ vẫn là quyết định bên trên đến xem thử. Cái này bốn tên giáo chủ bên trong, cầm đầu Bạch Y chủ giáo khoảng 40 tuổi, hắn gọi là Phí Crow. Áo đen giáo chủ làm theo gọi là Quentin. Phí Crow nói với Quentin, Quentin, mấy cái kia bán thú nhân cùng với nhân loại xì xào bàn tán, người dẫn bọn hắn đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Quentin gật đầu nói ra, tốt, đại chủ giáo. Hắn sau khi nói xong, liền dẫn hai tên hồng y chủ giáo hướng đi La Quân bên này. La Quân cũng tại chú ý Quentin bên này, hắn nhìn thấy cái kia áo đen giáo chủ Phí Crow thế mà cũng không đến. Cái này coi như để La Quân mắt trợn tròn. Mà mẹ nó, cái này có thể làm sao cho phải. Quentin bọn họ coi như mắt mù không nhận ra chính mình, nhưng nhất định có thể nhận ra Đa Luân Tư A. Cái kia áo đen giáo chủ không đến, phía bên mình coi như lôi đình đánh giết Quentin bọn họ ba tên giáo chủ, vậy cũng không có cách nào xử lý Phí Crow A. Phí Crow một khi không chết, hắn phát giác không thích hợp, kịp thời truyền lại tin tức cho giáo thần. Như vậy chính mình hết thảy kế hoạch đều sẽ thất bại. Mà đợi chờ mình một nhóm người này sẽ là tai họa ngập đầu. Đối với giáo thần lợi hại, La Quân là không làm hắn nghĩ. Nữ nhân này, đã là thần linh một y hệt. Làm sao bây giờ, cái này một cái chớp mắt, Đa Luân Tư cùng La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cái gì tốt ứng đối biện pháp.